Đại hào môn Tiêu Phàm. Chương 1371, vô cực môn người. Năm đó Tiêu Phàm là có thiên tử mệnh vô chí tôn tướng, tựa như lặn long tại uyên, về sau càng là lấy thiên tử mệnh ứng kiếp, tự tổn căn cơ, cho nên kiếp nạn trùng điệp. Nhưng mà thiên đạo theo điểm, mỗi khi trải qua một phen kiếp nạn, công đức liền nhiều hơn một phân. Cho tới bây giờ, trăm năm trôi qua, rốt cục công đức viên mãn, kiếp nạn tiêu trừ, chẳng những thiên tử mệnh khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí ngay cả ẩn mà không hiện chí tôn tướng mạo đều bày biện ra tới. Vương giả chi tướng, triển lộ không bỏ sót. Tiêu Phàm cười cười, nói chúng ta vào xem. Âu Dương Minh Nguyệt khẽ vuốt cằm, lái độn quang, cùng Tiêu Phàm sóng vai tiến vào vô cực điện. Năm đó có người nâng lên vô cực môn tổng đàn, mọi người sẽ thói quen nói thành thiên tôn lĩnh, nhưng trên thực tế, toàn bộ vô cực sơn mới là vô cực môn tổng đàn, thiên tôn lĩnh chỉ là vô cực điện sở tại địa. Giống vô cực môn dạng này siêu cấp đại tông môn, tổng đàn sở tại địa quy mô to lớn, chiếm diện tích sự rộng lớn, quả thực không cùng luân so. Đô Lương Thành không sai biệt lắm một địa bàn, đều thuộc về vô cực môn tất cả. Các loại công trình kiến trúc, tổ điểm tại dãy núi trong rừng rậm. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là tổng đàn, vô cực môn mấy triệu đệ tử, không có khả năng tất cả đều tụ tập tại một tòa thành thị, toàn bộ đại triệu quốc chủ yếu thành lớn, đều có vô cực môn phân đà. Bất quá lấy vô cực môn hiện tại quy mô đến xem, vẻn vẹn một cái thiên tôn lĩnh là đủ dung nạp các đệ tử mà có dư. Liên quan tới dưới mắt, vô cực môn tạo thành nhân viên, kỳ thật khá phức tạp. Chân chính thuộc về vô cực đích truyền đệ tử, không nhiều. Chủ yếu chính là Lăng Thiên Hoa bọn hắn một đám, trải qua nhiều năm phát triển, đã từ lúc trước hơn 10 người gia tăng đến hơn 1000 người nhiều, nhưng tuyệt đại bộ phân đều là trúc cơ kỳ thậm chí luyện khí kỳ đệ tử cấp thấp. Lăng Thiên Hoa chính bọn hắn đều bận bịu tu luyện, không có bao nhiêu thời gian đến dạy bảo đệ tử, phát triển tông môn. Mặt khác đây là Văn Thiên từ trên địa cầu mang tới mười mấy tên đồ tử đồ tôn. Diệt sát thiên bằng tôn giả, đạt được còn lại nửa viên lôi bằng nội đan về sau, Tiêu Phàm liền đem nhị sư huynh một môn. Toàn bộ mang đến Nam Châu Đại Lục, nơi này dù sao càng thêm thích hợp tu luyện, các loại tài nguyên tu luyện dư giả được nhiều. Bất quá lần này xuyên qua kia không gian thông đạo thời điểm, kia như có như không thời gian pháp tắc, vẫn chưa xuất hiện lần nữa. Các hạng giao diện pháp tắc bên trong, lấy thời gian pháp tắc thần bí nhất, cho tới nay. Tiêu Phàm đều chỉ có biết ra mao, cái này thời gian pháp tắc xuất quỷ nhập thần, ai cũng giải thích không rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Có lẽ lần sau lại đụng tới thời điểm, có thể đem Tiêu Phàm đưa đến mấy chục ngàn năm trước đó hoặc là mấy chục ngàn năm về sau. Mắt tiền văn trời bọn hắn đều ở tạm tại Kim Châu Thành. Trên thực tế, Kim Châu Thành đã trở thành Tiêu Phàm căn cứ địa chi một. Đương nhiên, muốn trùng kiến vô cực môn, chỉ dựa vào lấy như thế ngàn dư tên đệ tử cấp thấp, là còn thiếu rất nhiều. Nếu như chỉ ở Kim Châu Thành làm cái tiểu điển lễ, mời Hoắc Sơn Quốc đồng đạo tham gia, mọi người náo nhiệt một chút, cũng liền thôi. Đã muốn trở lại tổ địa, đồng thời ngay cả Âu Dương Minh Hạo, Phương Thánh Nhân, Trần Trường Khánh, Hoàng Tuyền Chân Quân dạng này ngộ linh kỳ đại cao thủ đều muốn đến đây xem lễ, như thế một chút nhân thủ quả thực chính là muốn làm trò cười. Đến lúc đó, chỉ sợ vô cực môn đệ tử còn không bằng xem lễ nhiều người. Hồng Trời đã làm ra quyết định, Bách Hùng Bang toàn thể gia nhập vô cực môn, phụng Tiêu Phàm làm chủ. Hồng Thiên là rất rộng rãi tính cách, thấy rõ ràng. Tiêu Phàm ngày sau tiền đồ vô lượng, tại cái này giao diện đại chiến khởi động lại thời điểm, phong hỏa liên thiên thời khắc, muốn giữ được Bách Hùng Bang mấy chục ngàn đệ tử đồ chúng bình an, nhất định phải tìm một cái mạnh hữu lực chỗ dựa. Không thể nghi ngờ, Tiêu Phàm cùng vô cực môn là lựa chọn tốt nhất. Nếu như hắn đột phá bình cảnh vô vọng, không bao lâu, liền sẽ đạt tới nguyên anh trung kỳ tu sĩ trên lý luận thọ nguyên hạn mức cao nhất, bất cứ lúc nào cũng sẽ tọa hóa. Tự thân an nguy ngược lại là không quan trọng, cái này mấy chục ngàn đệ tử đồ chúng đi theo hắn nhiều năm, cũng nên vì bọn họ tìm con đường sống mới được. Bất quá Tiêu Phàm lại nói cho hắn, hắn đột phá bình cảnh sự tình, cũng chưa chắc liền hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu như có thể tìm một cái linh lực đặc biệt rồi rào chỗ, lại phụ chi lấy Tiêu Phàm tự mình điều phối linh đan diệu dược, nói không chừng còn có cơ hội nâng cao một bước. Hồng Thiên tự nhiên là vừa mừng vừa sợ, nếu như là người khác nói như vậy, cũng liền thôi, Hồng Thiên quyền coi hắn là an ủi mình, nhưng Tiêu Phàm nói như thế, Hồng Thiên lại sâu tin không nghi ngờ. Bởi vì Tiêu Phàm mình, liền là ví dụ sống sờ sờ. Số trong 10 năm, Hồng Thiên có thể nói là nhìn xem hắn từ kim đan hậu kỳ tu sĩ biến thành nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Dạng này tiến giai tốc độ, quả nhiên là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Chí ít Hồng Thiên là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy.
Tiêu Phàm nói còn có hy vọng, đó chính là thật sự có hy vọng. Tiêu Phàm cho hắn cái hứa hẹn này, lại cũng không là muốn đem hắn đưa đến Thánh Linh Nguyên Địa đi, chỗ kia, Tiêu trưởng giáo đưa người trong quá khứ đã đủ nhiều, người ta chính chủ mới có hai người ở bên trong tu luyện. Tiêu Chân Nhân lại cho người đi vào, không khỏi quá không tử tế, thật xin lỗi bằng hữu. Cũng không phải muốn đưa hướng Không Linh Đảo Phong Nhãn chi địa. Mặc dù chỗ kia chỗ, Tiêu Phàm là muốn chế tạo thành vô cực môn, hậu hoa viên, nhất thời bán hội, lại đằng không ra thời gian tinh lực để hoàn thành không gian pháp trận bố trí. Muốn tại địa phương như vậy kiến tạo không gian pháp trận, thành lập hết sức an toàn ra vào thông đạo, tuyệt không phải tiểu công trình. Chỉ có thể lưu lại chờ ngày sau hãy nói. Trừ phi Tiêu Phàm tự mình hộ tống, cái kia cũng nhiều nhất một lần đưa đi vào 3-4 người, lại nhiều liền không thể 100% bảo đảm an toàn. Tiêu Phàm hứa hẹn cho Hồng Thiên, tu luyện thánh địa, ngay tại Thiên Tôn Lĩnh. Làm ngày xưa Nam Châu Đại Lục thứ nhất tông môn tổng đàn sở tại địa, Thiên Tôn Lĩnh thiên địa linh khí, không thể nghi ngờ là Đô Lương Thành, là Đại Triệu Quốc thậm chí là toàn bộ Nam Châu Đại Lục Đông Bắc Bộ nồng nặc nhất. Bằng không mà nói, Vô Cực Thiên Tôn năm đó tuyệt sẽ không tuyển ở chỗ này thành lập Vô Cực Sơn Cửa. Trên thực tế, cùng Nam Châu Đại Lục tất cả thành phố lớn đồng dạng, Đô Lương Thành dưới mặt đất, chính là một đầu linh mạch to lớn, thậm chí có thể là hai đầu trở lên linh mạch đan vào một chỗ. Đây là kiến tạo cự thành điều kiện tiên quyết, không có khổng lồ như vậy linh mạch, siêu cấp thành lớn căn bản liền không khả năng kiến tạo, coi như dựng lên, cũng khẳng định chi không chịu đựng nổi. Sinh hoạt trong đó đến trăm vạn mà tính tu sĩ, mỗi ngày không biết muốn tiêu hao bao nhiêu linh khí. Tiêu Phàm có thể khẳng định, Vô Cực Sơn Thiên Tôn Lĩnh, hẳn là cả tòa linh mạch linh nhãn sở tại địa, vì như thế, mới đủ một nhóm lớn tu sĩ cấp cao ngày thường tu luyện sử dụng. Vô luận Hạo Dương Thành, Thái Thượng Tông tổng đàn sở tại địa Phiếu Miểu Phong, đều là như vậy. Dưới mắt Tiêu Phàm bên người tụ tập tu sĩ cấp cao, số lượng còn không nhiều lắm, như thế một chỗ to lớn địa mạch linh nhãn, hẳn là đủ dùng. Bách Hùng Bang toàn thể gia nhập Vô Cực Môn, nhưng ở Kim Châu thành cơ nghiệp, khẳng định không thể vứt bỏ. Càng là giao diện đại chiến kịch chiến say xưa, Kim Châu thành dược liệu giao dịch thì càng nóng nảy, sinh ý chi thịnh vượng, tột đỉnh, là điển hình phát chiến tranh tài. Tự nhiên không người khiển trách. Tại thời điểm như vậy, còn có thể có một cái tương đối vững chắc linh dược cung ứng căn cứ, không biết có thể cứu bao nhiêu người tính mệnh, thực tế là công đức vô lượng. Cho nên Bách Hùng Bang đa số đệ tử, vẫn là phải lưu tại Kim Châu thành tu luyện, Tiêu Chân Nhân thỉnh thoảng cho chỉ điểm chính là, lại từ bên trong rút mất có thiên phú nhất đệ tử, trú tại Thiên Tôn Lĩnh tu luyện. Về phần Bách Hùng Bang đệ tử xuất thân lai lịch ngũ hoa bát môn, rất nhiều người tu luyện đều không phải cùng một loại công pháp, ngược lại cũng không để Tiêu Chân Nhân khó khăn. Vô Cực Môn môn quy giáo nghĩa, vốn là thu gom tất cả, ý chí cực kỳ uyên bác. Chỉ có cá độ chúng ra sở trường, mới có thể không ngừng tiến bộ. Dậm chân tại chỗ, tuyệt đối không phải phát triển chi đạo. Huống hồ, bất kỳ cái gì một cái siêu cấp tông môn, đều không thể tránh né sẽ đem môn hạ đệ tử chia làm nội môn ngoại môn. Nội môn đệ tử, mới là tinh nhuệ, dòng chính chính tông. Ngoại môn đệ tử, gánh chịu tạp vụ liền phải hơn rất nhiều. Đây cũng là tông môn khỏe mạnh phát triển nhất định phải có thiết lập, mọi người thiên phú khác biệt, năng khiếu khác biệt, tuyệt không có khả năng thật làm được đối xử như nhau. Trừ Bách Hùng Bang bên ngoài, Thiên Diệu Cung toàn thể, cũng gia nhập Vô Cực Môn. Đối Thiên Diệu tiên tử quyết định này, Tiêu Phàm do dự qua, không có một lời đáp ứng. Trên 10.000 năm đến, Vô Cực Môn cùng Thiên Diệu Cung quan hệ cực đặc thù, lịch đại Vô Cực Môn tiên tổ cùng Thiên Diệu Cung tiên tổ, phần lớn là song tu bạn lữ. Cho nên tại rất nhiều trong mắt người, Vô Cực Môn cùng Thiên Diệu Cung kỳ thực chính là một thể. Thiên Diệu Cung là Vô Cực Môn hậu viện, hoặc là nữ đệ tử huấn luyện chỗ. Đã nhiều năm qua, Vô Cực Môn cùng Thiên Diệu Cung đều không có chân chính hợp hai là một, Tiêu Phàm cảm thấy, cái này tiền lệ cũng không thể từ mình mà ra. Tổ sư nhóm quyết định như vậy, khẳng định là có đạo lý. Bất quá Thiên Diệu tiên tử rất kiên trì, nàng nói cũng có đạo lý, trước khác nay khác, năm đó. Vô Cực Môn như mặt trời ban trưa, uy chấn tứ hải, căn bản là không người dám tại hưng khởi đối kháng chi tâm, Thiên Diệu Cung, cô treo bên ngoài, cũng không chỗ xấu, phản cũng có thể rất tốt phát triển. Dù sao Vô Cực truyền thừa cùng Thiên Diệu truyền thừa, còn là có cực kỳ rõ ràng khác biệt. Vô Cực truyền thừa đường hoàng chính đại, Thiên Diệu truyền thừa kiếm tẩu thiên phong, cả hai rất khó hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Nhưng mà dưới mắt, lại chính là Vô Cực Môn trung hưng bắt đầu, cần gấp nhất quan khẩu. Lúc này nhất định phải tụ tập hết thảy có thể tụ tập lực lượng, trước cầu tại Đại Triệu Quốc đứng vững gót chân lại nói. Giao diện đại chiến hừng hực khí thế, Vô Cực Môn vào lúc này gióng trống khua chiêng nặng dựng sơn môn,
mưu cầu Đông Sơn tái khởi, tất nhiên sẽ có người thừa cơ đưa ra, muốn vô cực môn đảm đương chống cự thất dạ giới ma quân trách nhiệm. Đối với yêu cầu như vậy, Tiêu Phàm cơ hồ là không cách nào cự tuyệt. Một khi cự tuyệt, liền làm trái vô cực môn lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình môn quy giáo nghĩa. Cho nên, lực lượng có thể cường đại một phân chính là một phân. Mặc dù nói, Tiêu Phàm cũng đã có thể xuyên thấu qua Thiên Diệu Tiên Tử hướng Thiên Diệu Cung đệ tử hạ đạt chỉ lệnh, nhưng bởi như vậy, dù sao liền có chút danh bất chính, ngôn bất thuận. Mấu chốt nhất chính là, Tiêu Phàm trong lòng sẽ có u cục. Không phải vô cực môn đệ tử bản môn, dựa vào cái gì để người ta đi đảm đương trách nhiệm. Cùng vô cực môn lần nữa thịnh vượng phát đạt, Thiên Diệu Cung lại phân đi ra không muộn. Dưới mắt, Khanh Vân Châu Thiên Diệu Cung tổng đàn, có thể tạm thời xung làm vô cực môn Khanh Vân Châu phân đà. Những năm này, Ngô Hà cùng một tên khác Thiên Diệu Cung Nguyên Anh tỉ muội, tại Kim Châu Thành cũng mở rộng thế lực không nhỏ, thu không ít đồ tử đồ tôn, Thiên Diệu Cung đệ tử, tổng có mấy ngàn chi chúng, cũng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Lui 10.000 bước giảng, đến một chút nhân số, tạo thanh thế cũng là tốt. Thiên Diệu Tiên Tử kiên trì, Âu Dương Minh Nguyệt cũng không phản đối, Tiêu Chân Nhân chỉ có thể thiểu số phục tùng đa số. Đại điển ngày, mấy ngàn xinh đẹp như hoa vô cực môn nữ đệ tử, tất nhiên sẽ trở thành một đạo cực kỳ tịnh lệ phong cảnh. Chương 1372, Linh Nhãn cùng Phủ Khố. Thiên Tôn Lĩnh Tổng Đàn đại khái bố cục, ở giữa không trung thấy liếc qua thấy ngay. Mặc dù từ Âu Dương Minh Hạo nơi đó đạt được lệnh bài, nhưng cường lực bài trừ thất sát trận, đối tổng đàn dày đặc công trình kiến trúc, hay là tạo thành nhất định hư hao. Bất quá nơi đây đã hoang phế ngàn năm, đa số kiến trúc sớm đã sụp đổ, cũng liền không quan tâm lại rách nát một chút. Dù sao tại cử hành Trung Hưng Đại Điển trước đó, khẳng định phải tiến hành trùng kiến. Bây giờ Tiêu Phàm cùng vô cực môn, có đầy đủ khổng lồ tài lực đến tiến hành cái này trùng kiến làm việc. Âu Dương Minh Nguyệt có vô cực môn tổng đàn kỹ càng bản vẽ, đây là tồn tại Hạo Thiên Tông tổng đàn, nàng chưa từng không dám nói, lúc trước chèn ép vô cực môn, có Hạo Thiên Tông một phần công lao. Âu Dương gia tộc đời trước tông chủ cùng lại đến thay mặt tông chủ, cùng vô cực môn trước đây trưởng giáo, quan hệ không thân, thậm chí là khẩn trương. Kiến tạo Thiên Tôn Lĩnh tổng đàn thất sát trận, Hạo Thiên Tông là chủ lực. Tại kiến tạo thất sát trận trước đó, Hạo Thiên Tông tự nhiên phái người tìm tòi tỉ mỉ qua Thiên Tôn Lĩnh tổng đàn, đem hết thảy đều hình cáo thị về sau, xây lại tạo đại trận, triệt để đem Thiên Tôn Lĩnh tổng đàn phong bế. Âu Dương Minh Nguyệt đem phần này kỹ càng bản vẽ lấy ra ngoài, giao cho Tiêu Phàm. Đối đây, hai người đều rất thản nhiên, không có cái gì gánh nặng trong lòng. Âu Dương Minh Nguyệt mặc dù bây giờ quy về Tiêu thị, quy về vô cực truyền thừa, nhưng cũng không cho rằng đời trước tông chủ làm như vậy có lỗi gì lầm. Một cái truyền thừa hơn mấy vạn năm lãnh tụ tông môn, bị kiếp nạn này, chính là đương nhiên. Trên thế giới này, vậy sẽ có chân chính trường thịnh không suy tông môn. Về phần trường sinh bất tử nhân vật, chỉ sợ cũng chỉ có tại trong truyền thuyết thiên tiên giới cùng thiên thần giới tồn tại. Kia cách bọn họ thực tế quá xa xôi, mặc kệ là tông môn, hay là người tu chân người, kinh lịch các loại kiếp nạn, là thiên kinh địa nghĩa. Vô cực môn nên có kiếp nạn này, Hạo Thiên Tông chỉ là may mắn gặp dịp, trở thành cầm đao người mà thôi. Có lẽ một ngày kia, đến phiên Hạo Thiên Tông gặp nạn, vô cực môn có lẽ lại sẽ chuyển biến làm lửa cháy thêm dầu người, thế sự vô thường, ai lại có thể nói rõ được sở. Thẳng như bọn họ hai vị không phải tông sư cấp đại thuật sư, chỉ sợ tại vấn đề này còn rất khó như thế tại ở sâu trong nội tâm đạt thành nhất trí, hoặc nhiều hoặc ít sẽ cảm thấy có chút xấu hổ. Mặc dù có Thiên Tôn Lĩnh tổng đàn kỹ càng bản vẽ, Âu Dương Minh Nguyệt nhưng cũng là lần đầu thực địa du lãm tổng đàn, tại nàng hay là một cái tiểu cô nương thời điểm, Thiên Tôn Lĩnh thất sát trận liền đã xây thành, nàng đã không có cơ hội thực địa du lãm nơi đây. Đương nhiên, nếu như nàng từ Âu Dương Minh Hạo nơi đó lấy được lệnh bài, ngược lại là có thể du lãm một phen, chỉ tiếc. Âu Dương Minh Nguyệt thực tế không phải loại kia nhàn đến phát chán người. Âu Dương Minh Nguyệt bồi tiếp Tiêu Phàm đi chung quanh một chút nhìn xem. Ngươi biết không, ngươi năm đó lần đầu tiên tới Thiên Tôn Lĩnh, thất sát trận kỳ thật liền đã đối ngươi làm ra cực kỳ mãnh liệt phản ứng, ta tại Hạo Dương Thành đều cảm ứng được. Cảm nhận được thất sát trận tản ra tàn dư sát khí, Âu Dương Minh Nguyệt bỗng nhiên nói. Tiêu Phàm cười nói, lần kia thật là nguy hiểm, kém chút liền hãm đi vào. Mang theo điểm mở ý đùa giỡn, hiển nhiên đã sớm đem việc này xem như xem qua Vân Yên, mảy may cũng không để trong lòng. Ngươi là thiên mệnh sở quy, thất sát trận cũng không đả thương được ngươi. Âu Dương Minh Nguyệt hé miệng cười một tiếng, nói, tựa như trăm hoa đua nở, xinh đẹp không gì sánh được. Tiêu Phàm nhìn không được vươn tay ra, cầm nàng tinh xảo mềm mại tay nhỏ,
Âu Dương Minh Nguyệt giật mình, vô ý thức nhẹ nhàng thoáng dãy giụa. Cần biết ở đây, hai người bọn họ thân phận địa vị thực tế không thể coi thường, Vô Cực Môn trưởng giáo chân nhân cùng thủ tịch đại trưởng lão. Dạng này tay cầm tay như là thiếu niên tình lữ, còn thể thống gì? Không ngờ Tiêu Phàm nắm rất chặt, Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nhàng thoáng dãy giụa, không có tránh thoát, lập tức liền nghĩ đến, dưới mắt toàn bộ thiên tôn lĩnh tuyệt đỉnh, cũng chỉ có hai người bọn họ, không khỏi có chút nhếch lên khóe miệng, lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc, cho phép hắn đi. Tại tổng đàn một chút trọng yếu phương du lãm qua đi, Tiêu Phàm chợt nhớ tới một cái quan trọng vấn đề. Thiên tôn lĩnh linh nhãn, ở đâu? Âu Dương Minh Nguyệt cho hắn tổng đàn trên bản vẽ, cũng không có ghi rõ linh nhãn chỗ địa điểm. Điều này tựa hồ có chút rất không thích hợp. Theo lý, thiên tôn lĩnh linh nhãn sở tại địa cùng phủ khố sở tại địa, mới là trọng yếu nhất, chỗ này trên bản vẽ lại đều không có biểu thị. Giống Vô Cực Môn dạng này xưng hùng mấy chục ngàn năm thứ nhất tông môn, phủ khố cất giữ chi dầu, tuyệt đối hẳn là một cái khiến ngoại nhân hoàn toàn khó có thể tưởng tượng thiên văn sổ tự. Tiêu Phàm tự mình từng tiến vào Thiên Diệu Cung bảo tàng mật thất, tận mắt chứng kiến qua kho tàng phẩm phong phú, riêng là phẩm tướng cực giai cao giai linh thạch, liền đã phú khả địch quốc. Theo lẽ thường phân tích, Vô Cực Môn phủ khố hẳn là càng là sẽ khiến vô số người điên cuồng nóng nhất tàng bảo đồ. Nhưng mà, chẳng những trên bản vẽ không có biểu thị, thậm chí đều chưa từng nghe người nhắc qua có quan hệ Vô Cực Môn phủ khố truyền thuyết. Phảng phất Vô Cực Môn căn bản liền không tồn tại phủ khố như. Không biết, Âu Dương Minh Nguyệt đơn giản sáng tỏ đáp. Không biết, Tiêu Phàm rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng, trên bản vẽ không biểu thị cái này hai nơi vị trí, là vì giữ bí mật cần thiết. Có lẽ Vô Cực Môn phủ khố cất giữ, sớm đã bị Hạo Thiên Tông cùng tông môn cướp sạch không còn. Như là đã không có kho tàng, tự nhiên cũng không có truyền thuyết, sẽ không còn có người đối cái này liên quan chú. Âu Dương Minh Nguyệt nói, việc này ta cũng chuyên hỏi thăm qua đại ca, có quan hệ nơi này bí mật, hắn so ta rõ ràng hơn. Đại ca nói, lúc trước tiền bối tổ sư ở đây liền không có tìm được linh nhãn cùng phủ khố. Cái này sao có thể? Cũng không phải Tiêu Phàm không tin được Âu Dương Minh Nguyệt, thực tế cảm thấy Âu Dương Minh Nguyệt thuyết pháp này có chút không thể tưởng tượng. Thiên tôn lĩnh làm sao có thể không có linh nhãn? Vô Cực Môn làm sao có thể không có phủ khố? Tại giải trừ thất sát trận về sau, Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm ứng được, thiên tôn lĩnh thiên địa linh khí cùng sinh mệnh tinh hoa chi dư giả, xa không phải địa phương khác có thể so sánh. Dù coi như là Hạo Thiên Tông tổng đàn cùng Long Tuyền thành phiếu miểu phong, cũng không gì hơn cái này, thậm chí còn hơi có không bằng. Dù sao nơi này đã bị phong ấn hơn ngàn năm lâu, thiên địa linh khí cùng sinh mệnh tinh hoa vẫn luôn tại tích xúc, không có bị tiêu hao. Dạng này tinh thuần địa mạch linh khí, không có khả năng không có linh nhãn. Mà lấy Vô Cực Thiên Tôn năm đó đại thần thông, hắn cũng không có khả năng đem Vô Cực Sơn cửa kiến tạo tại không có siêu cấp linh nhãn chỗ. Nhất định phải làm hậu thế tử tôn suy nghĩ, là không thể nào, Âu Dương Minh Nguyệt đối với hắn chất vấn thế mà cũng đồng ý. Nghe nói, năm đó tiền bối tổ sư đã từng như vậy sự tình chuyên môn nghiên cứu thảo luận qua, mọi người nhất trí cho rằng, linh nhãn cùng phủ khố là nhất định tồn tại, chỉ bất quá ngoại nhân không cách nào tìm tới mà thôi. Tiêu Phàm vẫn là hơi nhíu mày. Nói coi như lúc trước Thái Hưng tổ sư bọn người thất thủ tại không gian phong bạo bên trong. Thiên tôn lĩnh cũng không phải không có lưu thủ nhân viên. Chẳng lẽ liền không người biết được linh nhãn cùng phủ khố vị trí. Âu Dương Minh Nguyệt lắc đầu, nói cái này ta cũng không rõ ràng, tin tưởng khẳng định là hỏi thăm qua. Chấm ngoặc kép, lời nói này phải nhẹ nhàng linh hoạt, đâu chỉ là hỏi thăm, hơn phân nửa là trực tiếp siêu hồn, lại nhanh làm việc gọn gàng. Còn không cần phải lo lắng bị lừa. Xem chừng cái này hai nơi chỗ, bởi vì quá là quan trọng, cho nên mà chỉ có trong môn trọng yếu nhất mấy vị nhân vật trọng yếu phương mới hiểu, bình thường trong môn đệ tử, thậm chí là nguyên anh kỳ trưởng lão, cũng hoàn toàn không biết gì. Tỷ như Thiên Diệu Cung bảo tàng bí điện, cũng chỉ có lịch đại cung chủ một người mới hiểu ra vào phương pháp. Tìm không thấy, vậy liền không tìm rồi. Tiêu Phàm hỏi ngược lại, Âu Dương Minh Nguyệt cười cười, nói, tìm không thấy, tự nhiên là không tìm. Dù sao muốn xây thất sát trận, tìm được linh mạch chi nhãn, cũng là không tốt. Về phần phủ khố, tổ sư nhóm đều tin tưởng, dù cho tồn tại, cũng là tuyệt đối tìm không thấy cửa vào. Vì cái gì, Âu Dương Minh Nguyệt nhìn hắn một chút, nói càn khôn đỉnh. Tiêu Phàm giật mình, có, càn khôn đỉnh, dạng này không gian trí bảo nơi tay. Vô Cực Môn tiền bối tổ sư, khẳng định sẽ đem cái này hai nơi trọng yếu chỗ lối vào thiết kế phải phi thường đặc biệt. Đoán chừng nhất định là cùng, càn khôn đỉnh, có liên quan nào đó, tỉ như nhất định phải có, càn khôn đỉnh, nơi tay, mới có thể mở ra thông đạo cửa vào.
Cùng Thiên Diệu Cung bảo tàng bí điện hay là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Khó trách về sau, lại nhấc lên tìm kiếm, càn khôn đỉnh, luồng gió lớn. Dẫn đến vô cực môn lưu thủ đệ tử bị Nam Châu đại lục tất cả cao giai người tu chân truy sát, cuối cùng đại bộ phận phân nuốt hận mà kết thúc. Cố nhiên bởi vì, càn khôn đỉnh, là khó gặp thông huyền linh bảo chính phẩm, càng quan trọng chính là, có thể dựa vào cái này mở ra vô cực môn phủ khố, kia phải là bao lớn một bút tài phú. Chỉ là về sau vẫn luôn không có kết quả, những tổ sư kia nhóm nhịn không được, thất sát trận rốt cục kiến tạo. Thất sát trận hoàn thành về sau, không có ra vào lệnh bài, cũng không có, càn khôn đỉnh, tung tích, rốt cục lại cũng không có người nhớ thương vô cực môn phủ khố. Tiêu Phàm lông mày lập tức nhau, minh bạch là minh bạch, nhưng quang minh trắng nguyên nhân vô dụng, hắn không phải người bên ngoài, hắn là vô cực môn trưởng giáo chân nhân, phải đem hai địa phương này tìm ra. Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nói, chiếm bài học đi. Đã dùng xem bói chi pháp, ngay cả thất dạ giới long thần đảo địa phương như vậy đều có thể tìm tới, tại vô cực môn tổng đàn tìm kiếm hai nơi nhất định tồn tại chỗ bí mật, hẳn là cũng sẽ có điều chỉ dẫn. Đề nghị này, lại là cùng Tiêu Phàm suy nghĩ trong lòng, không mưu mà hợp. Lập tức hai người cũng không cầm khang làm dáng, liền ở tại chỗ, đều chiếm bài học. Hai mảnh tiểu xảo linh lung màu trắng trúc quẻ, song mặt chiều dương, nằm tại Âu Dương Minh Nguyệt bàn tay nhỏ trắng noãn bên trong. Âu Dương Minh Nguyệt nhìn kỹ hai mảnh trúc quẻ, nhìn nhìn lại Tiêu Phàm, thần sắc trên mặt bỗng nhiên trở nên có chút cổ quái. Như thế nào, Tiêu Phàm cũng chú ý tới Âu Dương Minh Nguyệt cổ quái thần sắc, nhìn không được thấp giọng hỏi. Chí Dương chi quẻ, cái này quẻ tượng, trực tiếp ứng trên người ngươi. Âu Dương Minh Nguyệt nói, lại có chút cảm khái. Cái này quẻ tượng không có nửa điểm mập mờ, minh bạch không sai lầm chỉ dẫn hướng Tiêu Phàm, tựa hồ Tiêu Phàm mới là giải khai đây hết thảy bí ẩn mấu chốt. Tiêu Phàm thần sắc, lập tức cũng biến thành 10 điểm cổ quái. Ngươi lại như thế nào? Âu Dương Minh Nguyệt hỏi ngược lại. Tiêu Phàm nở nụ cười khổ, chốc lát, mới lên tiếng, ta quẻ tượng, cũng là trực tiếp chỉ dẫn hướng chính ta. Thế nhưng là, ta hiện tại một đầu bột nhão. Không phải sao, một điểm đầu mối đều không có a. Chấm ngoặc kép, hai người bói toán kết quả, đúng là như thế nhất trí kinh người, đều hiểu không sai lầm chỉ hướng Tiêu Phàm, phảng phất chỉ cần hắn vừa hiện thân. Linh mạch chi nhãn cùng vô cực phủ khố liền sẽ chủ động xuất hiện. Nhưng mà sự thật lại là, Tiêu Phàm hoàn toàn bị làm được, không biết nên từ đâu bắt đầu. Hắn thật không biết kia hai nơi chỗ, đến cùng như thế nào tìm kiếm. Thế nhưng là xem bói kết quả như thế nhất trí, hẳn là sẽ không sai. Đến cùng cái này quẻ tượng sẽ ứng ở nơi nào? Chương 1373, Bí quyết. Tiêu đại ca, người tìm ta. Đang lúc Tiêu chân nhân vô kế khả thi thời điểm. Trong đầu bỗng nhiên vang lên trống trơn nhi thanh âm thanh thúy. Tiêu Phàm không khỏi ngây ra một lúc, kinh ngạc nói, không có a. Chấm ngoặc kép, không có, ta rõ ràng cảm giác ngươi đang tìm ta cũng đang muốn tìm ngươi đây. Ngươi biết không, ta đã phá giải một cái hỗn độn đồ. Chấm ngoặc kép, lúc này, Tiêu Phàm cần trong đầu chuyển một vòng tròn, mới có thể ý thức được trống trơn nhi ý trong lời nói, lập tức vừa mừng vừa sợ nói, phá giải một cái hỗn độn đồ. Vậy ngươi tìm tới cái gì rồi? Trống trơn nhi chi ý, chính là hắn phá giải, càn khôn đỉnh, bên trong một chỗ bí mật, Tiêu Phàm nhìn thấy, đầy trời hỗn độn đồ án, thần bí lấp lánh, trống trơn nhi suy đoán, mỗi một chỗ hỗn độn mưu toan về sau, khả năng đều ẩn giấu đi càn khôn đỉnh, một chỗ cơ mật, rất có thể sẽ thông hướng đại thế giới khác. Thậm chí vô cùng có khả năng chính là, càn khôn đỉnh, tự thân mang theo đại thế giới. Không gian trí bảo, chính là thần kỳ như thế. Tiêu Phàm chỉ là không nghĩ tới, trống trơn nhi nhanh như vậy liền phá giải một cái hỗn độn đồ. Ta tìm được mặt khác một bức tranh án, nhưng là ta không biết bức đồ án này là có ý gì, tựa như là một bức bản đồ. Chấm ngoặc kép, trống trơn nhi thanh âm nghe đã dậy chưa hưng phấn như vậy, tương phản còn có chút uể oải. Thật vất vả phá giải một chỗ hỗn độn đồ án, kết quả hay là xem không hiểu, cái này phiền muộn phải. Ta cho ngươi xem một chút, chấm ngoặc kép, không cùng Tiêu Phàm mở miệng. Trong đầu của hắn đã tự động hiện ra kia bức bản đồ. Cái này bức bản đồ cực kỳ đơn giản sáng tỏ, Tiêu Phàm cơ hồ xem xét liền biết. Trường sinh điện, đây là trường sinh điện địa đồ. Trường sinh điện là vô cực môn tổng đàn thần thánh nhất chỗ, cung phụng chính là vô cực thiên tôn kim thân pho tượng, cùng vô cực môn liệt tổ liệt tông thần chủ vị. Những này liệt tổ liệt tông bên trong, có mấy vị là tu luyện tới hiểu linh hậu kỳ, thuận lợi phi thăng huyền linh thượng giới. Đa số thì là chưa có thể đột phá đến cảnh giới cao như vậy, cuối cùng tại tòa ma giới tọa hóa về thần. Nghiêm cách thuyết, cái này kỳ thật chính là vô cực môn tổ miếu.
cũng là thiên tôn lĩnh tổng đàn bảo trì hoàn hảo nhất công trình kiến trúc, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tổn hại, liền bên trong đồ vật đều nhìn không ra bị di động qua dấu hiệu. Đủ thấy lúc trước những cái kia tại vô cực môn tổng đàn tu kiến thất sát trận các đại năng, đối vô cực thiên tôn cùng vô cực môn liệt tổ liệt tông trong lòng kính sợ, không dám lỗ mãng. Nhất là vô cực thiên tôn, là công nhận toa ma giới đại cứu tinh. Về sau lại thuận lợi phi thăng lên giới, số vạn năm trôi qua, nếu như tại huyền linh thượng giới không có gặp được cái gì ngoài ý muốn, hẳn là đã sớm phi thăng thành tiên. Hắn tại hạ giới kim thân tượng nặn, ai dám làm tổn thương. Kim thân điêu giống loại vật này, từ trước đều là thần bí nhất, bị cho rằng cùng bản tôn ở giữa. Có thiên ti vạn lũ liên hệ, dạng này truyền ngôn, tự nhiên là thà tin rằng là có còn hơn là không. Vạn nhất là thật, người hạ giới, ai có thể xứng đáng vô cực thiên tôn lôi đình chi nộ. Tiêu Phàm vừa rồi đã cùng Âu Dương Minh Nguyệt cùng một chỗ, tại trường sinh điện tế bái qua liệt tổ liệt tông. Cũng coi là vì Âu Dương Minh Nguyệt quy về vô cực môn cử hành một cái nghi thức, đem việc này hướng liệt tổ liệt tông chính thức bẩm báo, từ nay về sau, Âu Dương thị thoát ly Hạo Thiên Tông. Đưa về tiêu gia tộc cửa, trở thành vô cực đệ tử. Nhưng bây giờ, Trống Trơn Nhi lại đem trường sinh điện địa đồ, trực tiếp bắn ra đến trong đầu của hắn. Trống Trơn Nhi nói được rõ ràng, đây là hắn tại Càn Khôn đỉnh bên trong phá giải một bức hỗn độn mưu toan sau đạt được kết quả. Tiêu Phàm cơ hồ lập tức tiện ý thức đến, đây là quẻ tượng chỉ dẫn. Hắn muốn tìm linh mạch chi nhãn cùng vô cực phủ khố. Manh mối ngay tại trường sinh điện bên trong, nếu không, Trống Trơn Nhi sẽ không vô duyên vô cớ cảm thấy Tiêu Phàm đang triệu hoán hắn. Khó trách xem bói về sau, quẻ tượng trực tiếp chỉ hướng bản thân hắn. Mắt thấy Tiêu Phàm bỗng nhiên xuất thần, Âu Dương Minh Nguyệt liền lẳng lặng đứng ở một bên, cũng không ra quấy rầy. Đi, đi trường sinh điện. Chốc lát, Tiêu Phàm hai mắt vừa mở, nói, trong giọng nói có chút hưng phấn. Âu Dương Minh Nguyệt cũng không nhiều hỏi, dưới chân độn quang cùng một chỗ, hai người sóng vai hướng trường sinh điện phương hướng kích bắn đi. Mặc dù nàng không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khẳng định là, Tiêu Phàm tất nhiên cần phải đến một loại nào đó chỉ dẫn, quẻ tượng đã chỉ hướng hắn, hẳn là sẽ không sai. Trường sinh điện thiết lập tại thiên tôn lĩnh sau trên sườn núi cản gió chỗ, nhẹ tùng thúy bách vần quanh, cảnh vật tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trừ tòa đại điện này cùng hai bên điện thờ phụ, phương viên số trong vòng 10 dặm, chính là xanh ngắt rừng tùng bách, không còn gì khác công trình kiến trúc. Tiêu Phàm mới vừa tới trường sinh điện bái kiến thời điểm, vừa đi tiến vào trong điện, lập tức liền cảm ứng được, đầu óc đặc biệt thanh tỉnh, nhất là đối, trường sinh tướng, lĩnh ngộ, tựa hồ càng nhạy cảm một chút. Từ khi tại mê hồn đảo đạt được trường sinh tướng về sau, Tiêu Phàm cơ hồ chỉ cần một có thời gian rảnh rỗi, liền trong đầu nghiên cứu bản này ý tưởng. Theo hắn tu vi tinh tiến vào, thiên nhân tướng sớm đã tu luyện tới tầng thứ 6 cảnh giới tối cao, trong đầu thỉnh thoảng sẽ toát ra một chút mới đồ vật, ẩn ẩn cảm thấy, cái này kỳ thật chính là sắp đột phá đến cấp bậc cao hơn điểm báo trước. Dạng này sự tình, Tiêu Phàm từng chịu qua chuyên môn, huấn luyện. Ở địa cầu thời điểm, bởi vì là thiên nhân tướng, trường sinh tương hòa tạo hóa tướng độ dài tán giật, Tiêu Phàm liền từng thử qua đem luân hồi tướng tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn về sau, đẩy ngược thiên nhân tướng, mặc dù có không ít sai lầm chỗ, nhưng cũng có thể nhìn trộm đến thiên nhân tướng một chút ra mao. Bây giờ tìm được hoàn chỉnh, trường sinh tướng, độ dài, Tiêu Phàm tự nhiên lập tức tay nghiên cứu. Đương nhiên, bởi vì hắn tu vi cảnh giới không đủ, dưới mắt chỉ là tại nghiên cứu lĩnh ngộ một chút đơn giản nhất thiên chương, còn không thể nói đã đăng đường nhập thất. Bất quá Tiêu Phàm tin tưởng, nếu như hắn có thể tại ý tưởng trên có đột phá, trái lại liền nhất định có thể trợ giúp hắn đột phá trên việc tu luyện bình cảnh, sớm ngày đặt chân ngộ linh kỳ. Thôn vệ mặt khác nửa viên ngân dực lôi bằng nội đan về sau, Tiêu Phàm ẩn ẩn cảm thấy, ngộ linh kỳ bình cảnh, đối với hắn mà nói, kỳ thật đã không tồn tại. Hắn lúc nào cũng có thể đột phá, chênh lệch chỉ là một cơ hội. Bất quá cái này cơ hội đến cùng sẽ tại khi nào xuất hiện, vậy liền không được biết. Loại chuyện này vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt, không thể cưỡng cầu. Lần thứ hai đi tiến vào trường sinh điện, cảm giác giống nhau lập tức lại xuất hiện. Bất quá lần này, Tiêu Phàm lại không có thời gian đi cẩn thận lĩnh ngộ tướng thuật, lập tức hướng về vô cực thiên tôn cao lớn kim thân điêu khắc xá giải tới đất, miệng lẩm bẩm một đoạn pháp quyết thốt ra. Trống Trơn Nhi đưa tiến vào trong óc hắn bức kia trường sinh điện trên bản đồ, còn không ngừng lấp lánh lấy một đoạn phù văn, chính là Tiêu Phàm hiện đang cầu khẩn đoạn này pháp quyết. Bỗng dưng, trừ hào quang màu đỏ lấp lánh, Càn Khôn đỉnh bắn ra, tại đỉnh đầu hắn xoay chậm chậm. Trong chớp nhoáng này, Tiêu Phàm bỗng nhiên cảm giác, Càn Khôn đỉnh cùng hắn ở giữa tâm ý tương thông ăn ý,
tựa hồ yếu bớt mấy phân, trở nên cùng hắn như gần như xa. Mà kỳ quái là, trong lòng của hắn lại cực kỳ yên tĩnh, mảy may cũng không cảm thấy kinh hoàng. Cùng lúc đó, mấy chục đạo như có như không lực lượng, từ bốn phương tám hướng phóng tới. Cái này lực vô hình, chính là xuất từ vô cực thiên tôn kim thân điêu khắc cùng hai bên liệt tổ liệt tông thần chủ vị, rất nhanh mấy chục cỗ lực vô hình liền hội tụ đến, càn khôn đỉnh, phía trên. Trong chốc lát, càn khôn đỉnh, quang mang bắn ra bốn phía, từng đạo chữ màu đỏ hỗn độn đồ án bay múa mà ra, đem hai người bao khỏa trong đó. Hai người chỉ cảm thấy bốn phía siết chặt, liền cảm giác được một cỗ khổng lồ không gian chi lực, đem thân thể của bọn hắn một mực cầm cố lại. Không muốn kháng cự, an tâm liền tốt, Tiêu Phàm vội vàng hướng Âu Dương Minh Nguyệt truyền âm nói. Lấy hắn cảnh giới lớn tiến vào không gian thuật, tự nhiên có thể cảm nhận được, cái này không gian chi lực tuy mạnh, nhưng cũng không có ác ý, tương phản mười điểm nhu hòa. Lập tức, hào quang màu nhũ bạch lấp lánh, hai người đảo mắt liền từ trường sinh điện biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau một lát, trước mắt rộng mở trong sáng, một chỗ phồn hoa như gấm, cây xanh râm mát mỹ lệ vườn hoa, xuất hiện tại trước mặt hai người. Tràn trề đến cực điểm linh lực, đập vào mặt, linh lực chi dồi dào, sinh cơ chi tràn đầy, dường như không tại thánh linh nguyên dưới mặt đất. Tiêu Phàm lần thứ nhất đặt chân thanh toan nghe thánh linh nguyên địa thời điểm, liền là cảm giác như vậy. Linh mạch chi nhãn, Âu Dương Minh Nguyệt nói, ngữ khí 10 điểm khẳng định. Hai người dưới chân độn quang cùng một chỗ, chậm rãi bay lên trên trời, đánh giá cái này linh nhãn chi địa toàn cảnh, cảm giác bên trên, cùng thiên diệu cung bảo tàng bí điện giống nhau đến mấy phần, chỗ kia bảo tàng bí điện, cũng là một cái lớn vườn hoa. Chỉ bất quá, thiên diệu cung bảo tàng bí điện, quy mô xa xa không đuổi kịp cái này linh nhãn chi địa, giữa hai bên, hoàn toàn không thể so sánh. Mà lại thiên diệu cung bảo tàng bí điện là dựa vào một ngụm cỡ nhỏ linh tuyền tại cung cấp linh lực, ngược lại còn không bằng ngoại giới linh khí dồi dào như vậy. Nơi đó chỉ là một cái đơn thuần tàng bảo các, không phải nơi tu luyện. Tiêu Phàm hỏi, Minh Nguyệt, Hạo Thiên Tông cũng có cùng loại linh nhãn chi địa a? Nhìn thấy cái này quy mô cơ hồ không tại thánh linh nguyên dưới mặt đất linh nhãn chi địa, Tiêu Phàm trong lòng rung động cùng mừng rỡ, có thể nghĩ. Có, nhưng không phải cái bộ dáng này. Hạo Thiên Tông linh nhãn chi địa, là phân tán, bị chế tạo thành mười mấy gian độc lập mật thất. Không giống nơi này, hoàn toàn là một không gian riêng biệt. Khó trách tất cả mọi người tìm không thấy nơi này, càn khôn đỉnh mới là mở ra chìa khóa nơi này. Âu Dương Minh Nguyệt cũng lộ ra vẻ tán thán. Không hề nghi ngờ, vô cực môn cái này linh nhãn chi địa quy mô, so Hạo Thiên Tông càng lớn, chỉ ít có thể đồng thời dung nạp 30, 40 người tu luyện, so Hạo Thiên Tông mười mấy gian linh nhãn mật thất có thể dung nạp người tu luyện phải hơn rất nhiều. Nơi này, hẳn là vô cực môn trường thịnh không suy, mấy chục ngàn năm một mực danh xưng Nam Châu Đại Lục thứ nhất tông nguyên nhân căn bản. Chỉ có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng được càng nhiều tu sĩ cấp cao đến, tông môn lực lượng mới có thể ngày càng lớn mạnh, từ đầu đến cuối không suy. Dạng này cơ mật, đương nhiên phải chặt chẽ bảo thủ, xem chừng chỉ có lịch đại vô cực môn trưởng giáo cùng số ít mấy vị nhân vật trọng yếu, tỉ như thủ tịch đại trưởng lão loại hình, mới hiểu mở ra linh nhãn chi địa bí quyết, đồng thời còn nhất định phải có được càn khôn đỉnh, nếu không, ngoại nhân là vô luận như thế nào đều tiến vào không tới nơi này. Sợ rằng cũng phải có, càn khôn đỉnh, mới có thể chế tạo ra dạng này không gian độc lập tới. Đem phương viên mấy chục ngàn bên trong thậm chí mười mấy trong vòng vạn dặm linh khí tinh hoa cùng sinh mệnh tinh hoa, đều tụ tập đến nơi đây, tuyệt không tiết lộ ra ngoài. Tiền bối tổ sư năm đó, thật đúng là đại thủ bút. Âu Dương Minh Nguyệt tán thán nói, Tiêu Phàm cũng mỉm cười gật đầu. Tương lai nếu là có thể đem không linh đảo vạn kiếm cốc phong nhãn chi địa cũng khai thác ra đến, tăng thêm thánh linh nguyên địa. Vô cực môn liền sẽ có được ba khu tinh thuần nhất linh mạch chi nhãn, có thể gia tốc bồi dưỡng được càng nhiều cao giai đệ tử. Trung Hưng có hy vọng. Chương 1374, Bảo tàng. Tại không trung xem qua linh nhãn chi địa toàn cảnh về sau, hai người dưới chân độn quang khẽ động, không hẹn mà cùng hướng đông bên cạnh phi độn quá khứ. Nơi đó có một cái to lớn điện đường, mặc dù điện đường bên ngoài có bảy cấm chế, nhưng vẫn như cũ che giấu không được bên trong bảo vật khí tức, từng tia từng sợi thấu ra. Phủ khố, đây là hai người cộng đồng nhận biết, khó trách tại địa phương khác tìm không thấy vô cực môn phủ khố, nguyên lai cũng xây ở cái này linh nhãn chi địa, thứ nhất là lý do an toàn, thứ hai cũng là mượn nhờ nơi đây dồi dào đến cực điểm thiên địa linh khí cùng sinh mệnh tinh hoa, có lợi cho pháp bảo trường kỳ bảo tồn. Pháp bảo thông linh, đây là tu chân giới chung nhận thức. Tòa này điện đường cực kỳ to lớn, không dưới vô cực điện. Nhưng đại điện chính trên cửa, nhưng không có cửa biển. Cửa biển là cho người khác nhìn,
nếu là tại dạng này ẩn bí chi địa, cái tên này liền bớt, vô luận như thế nào gọi đều có thể. Muốn tới làm năm tại vô cực môn nội bộ, đối tòa này bảo khố hay là có một cái ước định mà thành xưng hô. Tiêu Phàm cảm thấy, vẫn là phải gọi là tàng bảo các. Đơn giản sáng tỏ, tàng bảo các bốn phía, thiết trí đơn giản cấm chế. Có thể tiến vào nơi đây tới tu luyện, đều là trong tông môn thiên phú tối cao, tài năng xuất chúng nhất đệ tử, có lẽ lập xuống đặc biệt công huân, đạt được đặc biệt ban thưởng đệ tử, đều là có thể tin được, tuyệt sẽ không xông loạn tàng bảo các. Tiêu Phàm hai người khẽ dựa gần, cảm ứng được trên người hắn, càn khôn đỉnh, khí tức, cấm chế tự động giải trừ, bọn hắn có thể trực tiếp tiến vào tàng bảo các. Tiêu Phàm vừa tiến vào tàng bảo các, lập tức liền hiểu được, vì cái gì nơi này cấm chế như vậy thư giãn. Bởi vì tàng bảo các trong chính sảnh ương, một cái màu đen trên kệ, liền trưng bày một mặt to lớn gương đồng, đường kính trọn vẹn vượt qua một trượng, dù là Tiêu Phàm đã đến nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao. Bị mặt này cự hình gương đồng vừa chiếu rọi một cái, hay là cảm thấy áp lực cực lớn đập vào mặt. Kính chiếu yêu, Âu Dương Minh Nguyệt lấy làm kinh hãi, thốt ra, kia cố áp lực cực lớn, tại Tiêu Phàm trên thân phất một cái mà qua, liền là tan biến tại vô hình, tựa hồ vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nha, món bảo vật này là lai lịch gì? Thân là vô cực môn trưởng giáo chân nhân, đi tới trong nhà mình tàng bảo các, nhìn thấy kiện thứ nhất chấn điện chi bảo, liền còn muốn hỏi người khác, Tiêu chân nhân cũng coi là vô cực môn từ trước tới nay nhất kỳ hoa trưởng giáo. Cũng may bị hỏi cái này, là nhà mình lão bà, miễn cưỡng còn lưu lại mấy phân mặt mũi. Âu Dương Minh Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, căn cứ điển tịch ghi chép, món bảo vật này mặc dù không phải vô cực môn trấn giáo tam bảo một trong, nhưng cũng là vô cực môn có ít lợi hại nhất mấy món chí bảo, là năm đó vô cực môn đời thứ 16 trưởng giáo tổ sư thần mục chân nhân bản mệnh pháp bảo. Mà thần mục chân nhân, là công nhận mấy vị cuối cùng đặt chân ngộ linh hậu kỳ. Phi thăng huyền linh thượng giới vô cực tông sư một trong. Cái này kính chiếu yêu, không biết là lấy loại nào chất liệu luyện chế mà thành, đối hết thảy tà ma ngoại đạo đều có trời sinh phân biệt năng lực, phàm là địch nhân. Tại kính chiếu yêu dưới, đều không chỗ che thân. Tiêu Phàm bừng tỉnh đại ngộ, khó trách muốn đem kính chiếu yêu đứng ở tàng bảo các trong chính sảnh ương. Bất luận cái gì lòng mang ý đồ xấu tà ma ngoại đạo, vừa tiến vào trong điện, lập tức liền sẽ bị kính chiếu yêu chủ động công kích. Ngay cả Tiêu Phàm đều cảm nhận được áp lực cực lớn, cái này kính chiếu yêu uy lực. Có thể nghĩ, món pháp bảo này nhưng thật ra là chuyên môn vì chính ma đại chiến mà luyện chế, thần mục tổ sư chấp trưởng bản môn thời điểm, chính là Nam Châu đại lục chính ma đại chiến kịch liệt nhất thời điểm. Thần mục tổ sư thu thập khắp thiên hạ tốt nhất vật liệu, hao phí vô số tinh lực tâm huyết, luyện thành món pháp bảo này, tại chính ma chi chiến bên trong, nhiều lần đại bại ma nhân. Nghe nói toàn lực kích phát kính chiếu yêu uy năng, dù coi như ma quân có 10 triệu chi chúng, cũng có thể quét qua mà diệt. Nói đến đây, Âu Dương Minh Nguyệt nhìn Tiêu Phàm một chút. Hiện tại, người vừa vặn cần dùng đến. Bây giờ giao diện đại chiến hừng hực khí thế, thất dạ giới ma quân phô thiên cái địa. Tiêu Phàm đã tuyển vào lúc này trùng kiến vô cực sơn cửa, tự nhiên là chuẩn bị sẵn sàng, không tiếc cùng thất dạ giới ma quân quyết nhất tử chiến. Có như vậy một kiện lợi khí nơi tay, sức chiến đấu lập tức trên diện rộng tiêu thăng. Tiêu Phàm nói, mặc dù như thế, cũng phải nhìn món bảo vật này cùng ta ném không hợp ý. Thần khí thông linh, mặc dù hắn là vô cực môn đương đại trưởng giáo, tu luyện chính là chính tông nhất hạo nhiên chính khí. Nhưng là có hay không có thể được đến bảo vật, tán thành, đem thần khí bỏ vào trong túi, kia còn hai chuyện. Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Trong điển tịch chỉ ghi chép, kính chiếu yêu tại thần mục tổ sư trong tay là như thế nào uy phong hiển hách, nhưng mà thần mục tổ sư sau khi phi thăng, kính chiếu yêu như vậy yên tĩnh lại, về sau cũng không còn thấy vị nào vô cực cao nhân, là thúc đẩy kính chiếu yêu vì bản mệnh pháp bảo. Có lẽ dù ai cũng không cách nào đạt được bảo vật tán đồng a. Về phần thần mục tổ sư phi thăng thời điểm, vì cái gì không đem bản mệnh pháp bảo tùy thân mang theo, lại là không được biết. Tiền bối tổ sư tâm tư, thời gian qua đi hơn mấy vạn năm, nơi nào còn đoán được. Thử một chút đi, chốc lát, Âu Dương Minh Nguyệt nói. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, hướng về bảo vật khom người hạ bái, miệng lẩm bẩm. Ông, một tiếng khẽ kêu, kính chiếu yêu lập tức liền có phản ứng, hoàng sáng lóng lánh bên trong, to lớn mặt kính nhanh chóng co lại nhỏ. Trong khoảnh khắc liền trở nên chỉ có vài tấc lớn nhỏ, từ trên giá gỗ bay vọt lên, trực tiếp hướng Tiêu Phàm bay tới. Tiêu Phàm nâng tay khẽ vẫy, đem bảo kính tiếp trong tay, cẩn thận thưởng thức. Chỉ thấy bảo kính mặt ngoài mặc dù hơi có vẻ cổ xưa, lại lóng lánh cổ pháp phù văn, lộ ra cực kỳ thần bí. Thưởng thức một trận về sau, Tiêu Phàm liền trịnh trọng đem bảo kính thu vào. Ngươi lấy đi kính chiếu yêu,
nơi đây cấm chế, muốn một lần nữa bố trí mới được. Âu Dương Minh Nguyệt nhắc nhở một câu, bây giờ Nặng Dựng Sơn môn, Phô Cực môn người xuất thân lai lịch Ngũ Hoa Bát môn, khó tránh khỏi vàng thau lẫn lộn, nhiều hơn mấy phân cẩn thận, tổng là không sai. Cùng nó đến lúc đó ra chỗ sơ xuất lại đến trừng phạt người gây ra họa, còn không bằng sớm làm phòng bị, dự vì đó chỗ. Tiêu Phàm gật đầu nói phải. Sau đó bọn hắn tại cái này to lớn điện đường bên trong, phát hiện không ít phẩm tướng thượng giai bảo vật, trong đó không ít đều là pháp bảo cực phẩm. Khi thật không hổ là mấy chục ngàn năm đến danh xưng thứ nhất tông môn siêu cấp đại phái, lại có nhiều như vậy pháp bảo cực phẩm cất giữ tại tàng bảo các bên trong, vẫn chưa phân phát cho trong môn đệ tử sử dụng. Đủ thấy Vô Cực môn giàu có, ngay cả Âu Dương Minh Nguyệt đều thấy có chút sững sờ. Cái này quả nhiên là tài đại khí thô a. Tiêu Phàm thật không có lại thu những pháp bảo khác, hắn có cao giai pháp bảo, đã không ít. Mấu chốt là phải mức độ lớn nhất phát huy ra pháp bảo uy năng, nếu không số lượng lại nhiều, cũng không quá mức tác dụng. Âu Dương Minh Nguyệt tuyển một mặt màu đen tấm thuẫn. Nói đến, kia mặt màu đen tấm thuẫn nhưng thật ra là một bức quyển trục. Mềm mại dị thường, cuốn thành một quyển bày đặt ở chỗ đó, thậm chí một trận bị ngộ nhận là một loại nào đó điển tịch quyển trục. Thẳng đến Âu Dương Minh Nguyệt đem nó tung ra đến, mới phát hiện là một mặt tấm thuẫn. Tựa hồ là lấy một loại nào đó linh thú thuộc gia luyện chế mà thành, xúc cảm cực dai, về phần phòng ngự uy lực đến cùng như thế nào. Cũng chỉ có thể đơn giản kiểm tra một chút. Ở đây, Âu Dương Minh Nguyệt cũng không thể đem hết toàn lực hướng mặt này tấm thuẫn phát động tiến công. Bất quá mặt này tấm thuẫn một mình chiếm cứ một kiện phòng bảo tàng, nghĩ đến tuyệt sẽ không là bình thường bảo vật. Toàn bộ đại điện phía đông, đều là tàng bảo các, cất giữ lấy đủ loại pháp bảo, về phần đệ tử cấp thấp sử dụng pháp khí, nơi này cũng có một chút. Bất quá số lượng không tính quá nhiều. Đương nhiên, sánh vai giai pháp bảo số lượng khẳng định nhiều hơn một chút, nhưng mà tương đối nhân số phải hơn rất nhiều đệ tử cấp thấp mà nói, những pháp khí này số lượng liền lộ ra tương đối ít. Dạng này bí ẩn chỗ, dùng để cất giữ đại lượng đệ tử cấp thấp mới sử dụng pháp khí. Thực tế quá mức lãng phí, mà lại pháp khí luyện chế, cũng xa so pháp bảo luyện chế muốn đơn giản hơn nhiều, Nặng Dựng Sơn môn về sau, chịu chắc chắn lúc tổng đàn thành lập được chuyên môn luyện khí ti. Vì đại lượng mới tuyển nhận đệ tử cấp thấp chế tạo tiện tay pháp khí. Đại điện về phía tây, phía trước một nửa là phủ khố. Tại một gian linh khí mờ mịt trong mật thất, dù coi như là Tiêu Phàm, cũng tốn không ít thời gian mới rốt cục đi tiến vào cái này mật thất, dù là Âu Dương Minh Nguyệt sớm đã nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, cho tới bây giờ đều xem linh thạch như cặn bã. Nhìn thấy trong mật thất chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng cái này đến cái khác hộp ngọc, cùng trong hộp ngọc linh khí phi phàm từng đống cao giai linh thạch, đại trưởng lão cũng không khỏi phải hít vào một ngụm khí lạnh. Phú Khả Địch Quốc, giảng đại khái chính là loại tình hình này. Thoáng như một phàm nhân, xông tiến vào quốc gia kim khố, nhìn thấy tất cả trên kệ chất đống tất cả đều là từng bó mực in thơm nước tiền tài, cảm giác kia cùng thần sắc, liền cùng Tiêu Phàm Âu Dương Minh Nguyệt hiện tại đồng dạng. Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt đều không có đi động những linh thạch này. Bọn hắn thân gia hào phóng, bây giờ tùy thân mang theo linh thạch liền đủ nhiều, tại bất luận cái gì giao dịch hội, có thể mua hạ bất luận cái gì muốn mua bảo vật. Khoản này Phú Khả Địch Quốc linh thạch, còn tiếp tục cất giữ ở chỗ này cho thỏa đáng, cùng chân chính cần thời điểm lại nói. Chân chính để bọn hắn giật nảy cả mình, lại cao hứng không hiểu, là một gian khác phòng bảo tàng bên trong nhìn thấy đại lượng vật liệu luyện khí, cùng linh đan linh dược. Một chút vật liệu luyện khí phẩm tướng chuyện tốt, chi nạn phải, quả thực không cùng luân so, trong đó thậm chí còn có không dưới kim giao vương bản mệnh vảy rồng quý giá vật liệu, đem những tài liệu này hảo hảo lợi dụng, từ hoàng đường như thế tông sư cấp luyện khí sư đến tự mình chủ trì tế luyện lời nói. Lại luyện chế mấy món pháp bảo cực phẩm thậm chí luyện chế một hai kiện phỏng chế thông huyền linh bảo, cũng không tính là nhiều khó khăn. Về phần linh đan linh dược, cùng chỉ trải qua sơ bộ bào chế dược liệu, càng là trồng tích như sơn, thậm chí không dưới bách hùng băng phủ khố, để Tiêu Phàm vị này chính tông y thánh đô giật mình không phải tiểu. Đại điện phía tây cuối cùng một cái mật thất, thì là tàng kinh các. Vô Cực môn truyền thừa công pháp, lịch đại tổ sư tu luyện tâm đắc, cùng với các môn phái siêu quần bạt tụy truyền thừa công pháp. Đều cất giữ không ít. Từng mảnh thẻ tre, phân loại, bày ra phải chỉnh chỉnh tề tề. Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt tại tàng kinh các đợi thời gian dài nhất, cơ hồ đem tàng kinh các tất cả điển tịch đều thô thô đọc một bên. Ra ngoài ý định chính là, Tiêu Phàm vẫn chưa ở đây tìm tới tạo hóa tướng, thậm chí ngay cả trường sinh tướng đều là không hoàn chỉnh, ngược lại là hắn tại kim bằng tôn giả trong mật thất đạt được kia phần trường sinh tướng hoàn chỉnh nhất. Xem ra năm đó Vô Cực môn, cũng kinh lịch không thiếu phong mưa khó khăn trắc trở.
Đời thứ ba tổ sư Thông Thiên tổ sư còn sót lại một phần kiếm phổ, để Tiêu Phàm cảm thấy ngoài ý muốn kinh hỉ. Phần này, Thông Thiên kiếm quyết, chẳng những là vô cực chín kiếm chân chính khởi nguyên, hơn nữa còn ghi chép một cái, Thông Thiên kiếm trận, so Tiêu Phàm tự hành lĩnh ngộ vảy rồng kiếm trận tinh diệu hơn được nhiều. Tiêu Phàm vừa đọc phía dưới, liền lại yêu thích không buông tay, lúc này phục chế một phần, lưu tại mình chữ vật vòng tay bên trong, chuẩn bị tinh tế nghiên cứu. Nếu như kiếm trận uy lực có thể nâng cao một bước, tự nhiên là khiến người vui vẻ đại hảo sự. Chuyến này, thật đúng là thu hoạch tương đối khá. Chương 1375, Trung Hưng Đại Điển. Đại Triệu Quốc, Hoàng Lịch, Giáp Năm, Nguyên Ngày Chính. Giờ Thìn, Đô Lương Thành Vô Cực Sơn Thiên Tôn Lĩnh, pháo mừng oanh minh. Vô cực môn nặng dựng sơn môn đại điển, chính thức bắt đầu. Minh phóng pháo mừng, đây là tiêu trưởng giáo tiên phong, trước đó, bất kỳ cái gì tông môn khánh điển bên trên, đều không có dạng này khâu. Nhưng không thể không nói, oanh minh pháo mừng âm thanh, cùng pháo mừng bay lên không trung về sau rực rỡ màu sắc, lập tức vì khánh điển bằng thêm rất nhiều trang nghiêm khí tức. Đoán chừng từ đó về sau, loại này khánh điển hình thức liền sẽ tại Nam Châu Đại Lục dần dần lưu truyền ra tới. Trùng kiến đại điển long trọng trang nghiêm, trưởng giáo chân nhân Tiêu Phàm tự nhiên là đại điển bên trên xuất sắc nhất, minh tinh, một bộ bạch bào, trường thân ngọc lập, phong thần tuấn lãng. Mặc dù sớm có nghe thấy, không ít quý khách còn là bị Tiêu chân nhân tuổi trẻ rung động. Tại tu chân giới, các loại chú nhan thuật lưu truyền, một người bề ngoài, không thể nào phán định số tuổi thật sự của hắn, thế nhưng Tiêu Phàm từ trong ra ngoài phát ra kia cỗ mạnh mẽ tinh thần phấn chấn, lại làm cho người một chút liền có thể nhìn ra được, số tuổi thật sự của hắn, tuyệt đối sẽ không vượt qua 200 tuổi. 200 tuổi liền tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ đại thành cảnh giới, chỉ ít ngàn năm trong vòng, tại Nam Châu Đại Lục là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy. Khó trách vô cực môn sẽ tại trong tay người này trùng kiến, quả thật là ngàn vạn năm khó gặp kỳ tài ngút trời. Trừ Tiêu Phàm bên ngoài, làm người ta chú ý nhất, tự nhiên là vô cực môn tân nhiệm đại trưởng lão Âu Dương Minh Nguyệt cùng đồng dạng đạt đến tại nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đại thành Thiên Diệu tiên tử. Vị này ngày xưa Thiên Diệu cung chủ, bây giờ đã trở thành vô cực môn Thiên Diệu cung biệt viện thủ tọa trưởng lão. Vô cực môn Thiên Diệu cung biệt viện, danh tự này coi là thật lộ ra mới mẻ. Cũng không biết có bao nhiêu nam tu đang âm thầm ao ước đố kỵ Tiêu chân nhân, phong lưu thủ đoạn. Vô luận là Âu Dương Minh Nguyệt hay là Thiên Diệu tiên tử, đều là Nam Châu Đại Lục Đông Bắc Bộ tu chân giới nổi tiếng nhất, nhất khó gặp đại mỹ nữ. Đã từng có không ít nam tu bởi vì muốn nhìn một lần cho thỏa mà gặp vận rủi lớn, cho dù ai cũng không nghĩ đến. Cái này hai đại mỹ nữ, một ngày kia sẽ cùng một chỗ quy về Tiêu thị trong môn, chung hầu một chồng. Khánh điển chỉ có Âu Dương Minh Nguyệt cùng Thiên Diệu tiên tử có mặt, Cơ Khinh Sa, Trần Dương đều lưu tại Thánh Linh Nguyên Địa, hai người bế quan đều đến quan trọng trước mắt. Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không để các nàng đánh gãy tu luyện tiến trình tới tham gia khánh điển. Bất quá tăng thêm làm đến nơi đến chốn Bách Hùng Bang mấy nguyên anh trưởng lão cùng Ngô Hà cùng hai tên nguyên anh tu sĩ, lần này tại khánh điển bên trên lộ diện, cũng có 7-8 tên nguyên anh tu sĩ, cùng Hạo Thiên Tông Thái Thượng Tông dạng này siêu cấp đại tông môn tự nhiên không có chút nào khả năng so sánh, nhưng cân nhắc đến vô cực môn là vừa mới bắt đầu nặng dựng sơn môn. Liền có 7-8 tên nguyên anh trưởng lão gia nhập liên minh, đã rất không tệ. Đơn thuần chiến lực mạnh nhất, có Âu Dương Minh Nguyệt, Tiêu Phàm, Thiên Diệu tiên tử ba người tỏa chấn, trên thực tế đã không thua tại siêu cấp đại tông. Khánh điển phía trên, một cái khác làm cho người chú mục tiêu điểm. Thì là cao cứ tại xem lễ trên ghế một hàng kia ngưu nhân. Phía trước nhất hàng thứ nhất, đồng loạt ngồi ngay thẳng 7 tên ngộ linh kỳ lão tổ. Hạo Thiên Tông Tông chủ Âu Dương Minh Hạo. Thái Thượng Tông Tông chủ Phương Thánh Nhân, Thái Cực Môn trưởng giáo Trần Trường Khánh, Hoàng Tuyền Thần Điện chi chủ Hoàng Tuyền Chân Quân, bốn vị này là đã sớm nghe đồn, đêm sẽ có ghế khánh điển, coi như nằm trong dự liệu. Ngoài ra, Trần Vũ Môn môn chủ Trần Vũ Thần Quân, Nguyên Linh giáo đại giáo tôn, cùng một tên áo đen áo bào đen, toàn thân hắc phụ quấn ngộ linh lão tổ, cũng xuất hiện tại xem lễ trên ghế. Phương Bắc chiến sự căng thẳng, Nguyên Linh giáo tôn cùng Chân Vũ Thần Quân thế mà lại đến đây xem lễ gây nên chúc, tự nhiên hoàn toàn ra khỏi mọi người dự kiến. Nhất là Chân Vũ Thần Quân, cho tới nay, rất ít bên ngoài ở giữa lộ diện, chỉ nói bế quan thanh tu, thậm chí ngay cả hắn phải chăng đã đặt chân ngộ linh kỳ, đều không người biết được. Lần này giao diện đại chiến, đều rất ít gặp đến thân ảnh của hắn. Một trận có truyền ngôn nói, đương đại Chân Vũ Thần Quân kỳ thật sớm đã vẫn lạc, chỉ là sợ ảnh hưởng sĩ khí. Chân Vũ Môn cao tầng lúc này mới giữ kín không nói ra. Không nghĩ tới lại tại vô cực môn Trung Hưng Đại Điển bên trên hiện thân, đồng thời thình lình có hiểu linh kỳ tu vi,
làm người ta giật mình không phải tiểu. Có một ít người biết chuyện liền âm thầm phỏng đoán, cái này chỉ sợ là cho Âu Dương Minh Nguyệt cùng Hạo Thiên Tông, Thái Thượng Tông cùng Thái Cực Môn mặt mũi. Bây giờ Nguyên Linh Giáo, Trần Vũ Môn, Huyền Âm Giáo ba đại siêu cấp tông môn tạo thành lâm thời đồng minh, tại phương Bắc tạo thành phòng tuyến, liều chết chống cự thất giả giới đại quân, kịch chiến trải qua nhiều năm, tam giáo thực lực đều rất là suy yếu, những năm gần đây càng là nhiều lần triệt thoái phía sau, chẳng những Trần Vũ Môn Huyền Âm Giáo địa bàn đã hoàn toàn chìm đắm vào địch thủ, ngay cả Nguyên Linh Giáo quản lý địa bàn, cũng đã có hơn phân nửa luân hãm. Phương Bắc phòng tuyến, tràn ngập nguy hiểm, những năm này, cái khác đại tông môn cố nhiên cũng không ngừng hướng phương Bắc phái ra viện binh, thế nhưng là mạnh nhất thực lực, khẳng định là muốn bảo lưu lại đến. Trần Vũ Thần Quân, Nguyên Linh Giáo tôn cái này là muốn cùng Hạo Thiên Tông, Thái Thượng Tông, Thái Cực Môn, Hoàng Tuyền Thần Điện những này chính mà nói siêu cấp đại tông giữ gìn mối quan hệ, hy vọng quan trọng trước mắt, đều có thể đồng tâm hiệp lực giúp đỡ một thanh. Nếu không được, cũng có thể để bọn hắn sau khi đại bại, còn có cái dung thân chỗ. Về phần vị kia toàn thân hắc phụ quấn, quỷ khí âm trầm áo bào đen tu sĩ, địa vị lớn hơn. Vậy mà là danh xưng ma đạo thứ nhất tông cửu âm quốc đại quốc sư. Ma đạo thứ nhất tông, trực tiếp lấy, nước, làm tên. Cửu âm quốc ngay tại Nam Châu đại lục bắc bộ ngã về tây khu vực, miễn cưỡng tính được là tại tây phía bắc đại lục. Diện tích cực kỳ rộng lớn, nhân khẩu đông đảo, luận quốc gia quy mô, không tại đại triệu quốc phía dưới. Toàn bộ cửu âm quốc, từ tu sĩ đến phàm nhân, vô không thờ phụng cửu âm giáo, từ trước đến nay chính là Nam Châu đại lục ma đạo thứ nhất tông, cũng là chính ma đại chiến thời điểm, vô cực môn chính yếu nhất đối thủ. Lại cũng không nghĩ ra, vô cực môn nặng dựng sơn môn đại điển, cửu âm quốc vậy mà lại phái người đến xem lễ, mà lại đến thế mà là đại quốc sư. Cửu âm quốc đại quốc sư, kỳ thực liền tương đương với những tông môn khác thủ tịch đại trưởng lão. Mà cửu âm giáo tôn thì là cửu âm quốc bàn tay giáo. Có lẽ là thiên đạo theo điểm nguyên cớ, vô cực môn xuống dốc cái này hơn nghìn năm đến, chính là cửu âm quốc phi tốc phát triển lớn mạnh ngàn năm, nguyên bản đã là ma đạo thứ nhất tông cửu âm quốc, thực lực tăng vọt. Cùng cái khác ma đạo siêu cấp tông môn chi ở giữa chênh lệch, càng kéo càng xa, xa xa dẫn trước, một kỵ tuyệt trần. Nghe nói cửu âm giáo tôn cùng cửu âm đại quốc sư đều tại nhiều năm trước đã tiến giai ngộ linh kỳ, một môn bên trong, xuất hiện hai vị ngộ linh kỳ tu sĩ, cái này tại Nam Châu Đại Lục, chính là cực kỳ hiếm thấy tình hình. Chỉ có tại vô cực môn cực kỳ cường thịnh niên đại, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Đương nhiên, vô cực môn cường thịnh nhất thời điểm càng thêm nghịch thiên. Thậm chí còn từng có cùng một thời gian, đồng thời xuất hiện ba tên ngộ linh kỳ tu sĩ nghịch thiên chi tình. Bất quá trước sau chênh lệch cũng có hơn 1.000 năm, đời trước tổ sư đã đặt chân ngộ linh hậu kỳ, chuẩn bị phi thăng huyền linh thượng giới, hậu đại cao nhân mới vừa vặn đột phá ràng buộc. Tiến giai ngộ linh, cho nên ba tên ngộ linh kỳ lão tổ cùng tồn tại thời gian rất ngắn, không lâu sau đó, tiền bối tổ sư liền phi thăng lên giới mà đi. Cửu âm đại quốc sư bỗng nhiên tại thiên tôn lĩnh hiện thân. Lập tức dẫn tới mọi người nhao nhao suy đoán, trong âm thầm không biết nghị luận qua bao nhiêu lần, nó thụ chú ý trình độ. Thậm chí không tại vô cực đại điển phía dưới, chỉ bất quá cuối cùng cũng không có nghĩ ra cái kết quả gì tới. Trừ cái đó ra, cái khác không ít tông môn đều phái tới đại biểu gây nên chúc. Bình thường mà nói, xếp hạng tại chính ma hai đạo 10 lớn bên trong tông môn siêu cấp đại tông, phái tới đại biểu, đều là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Tại xem lễ tịch hàng thứ hai cùng hàng thứ ba, ngồi tràn đầy. Đã không biết có bao nhiêu năm, chưa từng thấy qua nhiều như vậy nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tụ tập cùng một chỗ. Trên cơ bản, chính đạo 10 đại tông môn đều phái tới đại biểu, mà đạo 10 đại tông môn thì có 6 nhà phái đại biểu tới. Xem như mặt mũi cho phải 10 phần, nếu như tại lúc khác, có lẽ lại còn không náo nhiệt như vậy, tại cái này đại chiến thời điểm, vì đoàn kết nhất trí. Đối kháng thất dạ giới ma quân. Chính ma hai đạo ngược lại trở nên đồng tâm hiệp lực. Về phần đại triệu quốc tông môn, cơ hồ mỗi một nhà đều có người cùng hội. Đây là cái thái độ vấn đề. Lần này không phái người tới tham gia khánh điển, ngày sau vô cực môn thật lần nữa cường thịnh. Bọn hắn còn dùng tại đại triệu quốc hỗ na. Khánh điển tiến hành phải 10 điểm thuận lợi, tại cực kỳ long trọng nghi thức sau khi hoàn thành. Các phái đại biểu nhau nhau hướng tiêu trưởng giáo dâng lên hạ lễ, đều là kỳ chân dị bảo, ganh đua sắc đẹp. Hạo Thiên Tông tông chủ Âu Dương Minh Hạo càng là trước mặt mọi người tuyên bố, Hạo Thiên Tông đem cùng vô cực môn kết vì huynh đệ chi minh. Cùng tiến vào chung lui, lập tức gây nên trận trận kinh hô. Mặc dù mọi người đều biết, Âu Dương Minh Nguyệt là Âu Dương Minh Hạo muội muội, huynh muội chí thân, nghĩ đến Âu Dương Minh Hạo chính là xem ở mức này, mới miễn cưỡng cho chút thể diện, tới tham gia cái này khánh điển,
nhưng ở sâu trong nội tâm, đối Âu Dương Minh Nguyệt thoát ly Hạo Thiên Tông, đưa về vô cực môn, hay là đầy cõi lòng phẫn uất. Có thể không phiền muộn sao? Tiêu Phàm cái này hỗn đản nếu không chặn ngang một gậy che tiến đến, Hạo Thiên Tông chẳng phải là có hai vị ngộ linh kỳ tu sĩ, như vậy không giải quyết được nhiều năm chính đạo thứ nhất tông tên tuổi, lập tức liền có định luận. Hạo Thiên Tông tiền đồ như gấm, ai ngờ Âu Dương Minh Hạo bỗng nhiên phát đồng hồ dạng này tuyên bố. Cái này cũng không thể đơn thuần nói là xem ở Âu Dương Minh Nguyệt trên mặt mũi. Đây là một cái, chiến lược tính, động tác, xem ra tại giao diện đại chiến uy hiếp phía dưới, ngay cả Hạo Thiên Tông dạng này siêu cấp tông môn, đều cảm nhận được lửa xém lông mày cảm giác nguy cơ. Mặc dù vô cực môn dưới mắt thực lực còn rất yếu, xa xa không đuổi kịp cái khác siêu cấp tông môn, nhưng mà cùng cái khác siêu cấp tông môn tỷ như Thái Thượng Tông, Thái Cực Môn kết minh, lại không phải đơn giản như vậy. Không nói những cái khác, tại ai chủ đạo vấn đề này, sẽ rất khó đạt thành nhất trí, làm không tốt liền sẽ tranh cãi ngất trời. Âu Dương Minh Hạo cùng Âu Dương Minh Nguyệt là huynh muội chi thân, vô cực môn thực lực không kịp Hạo Thiên Tông, một khi kết minh, ai chủ ai tớ liếc qua thấy ngay, căn bản là không cần đến tranh luận. Mà lại, đã không cách nào ngăn cản vô cực môn lần nữa quật khởi, như vậy nhanh chóng kết minh, không thể nghi ngờ liền là rất lựa chọn tốt. Đối Âu Dương Minh Hạo động tác này, Phương Thánh Nhân, Trần Trường Khánh cùng Hoàng Tuyền Chân Quân bọn người, thần sắc trên mặt đều rất thản nhiên, tựa hồ sớm liền nằm trong dự liệu, Trần Vũ Thần Quân trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, mà Nguyên Linh Giáo Tôn thì là sắc mặt thoảng qua trầm xuống, hiển nhiên có chút ý không ngờ được. Ngồi ở bên cạnh hắn Cửu Âm Đại Quốc Sư, thấy không rõ lắm mặt mũi chân thật của hắn, lại có thể cảm ứng được trên người hắn lượn lờ hắc vụ một trận rất nhỏ run run, tự nhiên cũng là cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Nguyên Linh Giáo Tôn bờ môi khinh động, tựa hồ tại hướng ai truyền âm nói chuyện. Cửu Âm Đại Quốc Sư bên tai, vang lên Nguyên Linh Giáo Tôn thanh âm nhàn nhạt, thế nào, Đại Quốc Sư đối này có chút ngoài ý muốn. Đại Quốc Sư nhẹ, hừ, một tiếng, từ tốn nói, có cái gì ngoài ý muốn. Bọn hắn vốn là huynh muội chí thân, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Trước kia còn tưởng rằng, vô cực môn thật ra kỳ tài ngút trời, hiện tại xem ra, bất quá là Âu Dương Minh Hạo hùng tâm bừng bừng mà thôi. Tính đến Âu Dương Minh Nguyệt, Hạo Thiên Tông liền có hai tên ngộ linh kỳ tu sĩ, lập tức trở thành chính nói trong tông môn chói mắt nhất một phái, ẩn ẩn có cùng Cửu Âm Quốc địa vị ngang nhau chi ý. Cũng khó trách Đại Quốc Sư đối này rất không ưa, coi như nói đến khách khí, chưa hề nói Âu Dương Minh Hạo, dã tâm bừng bừng. Đại Giáo Tôn nhẹ nhàng cười một tiếng, ngậm miệng lại, không lên tiếng nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1376, Chiến sự gấp. Ngày ở giữa khánh điển, đồ cái náo nhiệt, buổi chiều tụ hội, mới là trọng điểm. Cái này tụ hội, là Nguyên Linh Giáo Tôn thân miệng nói ra, Trần Vũ Thần Quân, Cửu Âm Quốc Sư đều tán thành. Phương Thánh Nhân, Trần Trường Khánh cùng Âu Dương Minh Hạo cũng không có phản đối. Giao diện đại chiến đánh tới cái dạng này, bọn hắn những người mạnh nhất này, cũng xác thực nên hảo hảo tụ họp một chút, triển khai cuộc họp, thương lượng một chút. Trước đây mặc dù cũng có liên hệ, nhưng đa số thời điểm, thu thập không đủ nhiều người như vậy. Thừa cơ hội này, vừa vặn mở, hội nghị liên tịch. Thập đại chính đạo tông môn đến đầy đủ, thập đại ma tông đến 6 cái này hội nghị liên tịch, kỳ thật đã rất quyền uy. Mặc dù nói, trừ bọn hắn 8 vị ngộ linh kỳ lão tổ có thể toàn quyền đại biểu chính mình sở tại tông môn, cái khác 8 vị làm đại biểu đến đây gây nên chúc hậu kỳ đại tu sĩ cũng không thể hoàn toàn làm chủ. Nhưng cũng là tại riêng phần mình tông môn có tương đương thân phận địa vị đại nhân vật, chỉ cần trong buổi họp làm hứa hẹn, luôn có thể có tác dụng. Thập đại chính đạo tông môn cùng thập đại ma tông, cũng không phải là mỗi một nhà đều có ngộ linh kỳ tu sĩ tọa chấn. Nói đến, lần này giao diện đại chiến, bộc phát thời cơ, đối Nam Châu Đại Lục đến nói, cũng không tính đặc biệt bất lợi. Bởi vì tại khoảng thời gian này, Nam Châu Đại Lục mạnh nhất chính ma đạo tông môn, đa số đều ra hiểu linh kỳ tu sĩ, thực lực rất mạnh. Bằng không mà nói, Nguyên Linh Giáo, Chân Vũ Môn cùng Huyền Âm Giáo ba nhà liên hợp, cũng chưa chắc có thể chịu nổi lâu như vậy, đem chiến trường chính gắt gao đính tại Bắc Địa, khiến chiến hỏa không hướng Nam bên cạnh lan tràn. Nguyên Linh Giáo Tôn, Chân Vũ Thần Quân hai vị ngộ linh kỳ lão tổ, lên trụ cột vững vàng tác dụng. Huyền Âm Giáo tại thập đại trong ma tông, xếp hạng dựa vào sau, thực lực tương đối yếu kém, đương đại cũng vô ngộ linh kỳ lão tổ tỏa chấn. Đương nhiên, ngộ linh kỳ tu sĩ cũng không phải là siêu cấp đại tông môn độc quyền, một chút so sánh tiểu nhân bên trong cùng tông môn. Thậm chí là tán tu thế trong nhà, cũng thỉnh thoảng có ngộ linh kỳ tu sĩ xuất hiện. Siêu cấp tông môn cố nhiên chiếm hữu càng nhiều tài nguyên tu luyện,
nhưng tu chân giới cũng còn giảng cứu cái cơ duyên và vận khí, thiên phú càng là cực quan trọng. So sánh tiểu nhân tông môn thậm chí tán tu thế gia, đơn độc cùng siêu cấp tông môn tương đối, tự nhiên đều là kém xa tít tắp. Nhưng mà nếu bàn về thực lực tổng hợp, tuyệt đối là bên trong môn phái nhỏ cùng tán tu thế gia phải cường đại hơn nhiều. Tất cả bên trong môn phái nhỏ cùng tán tu thế gia cộng lại, nhân số bên trên vượt xa siêu cấp đại tông môn. Cho nên tại bên trong môn phái nhỏ cùng tán tu thế trong nhà xuất hiện ngộ linh kỳ tu sĩ, cũng không coi là bao nhiêu không hợp thói thường, chỉ là tỷ lệ thấp hơn nhiều. Nguyên linh giáo tôn lần này không để ý chiến sự tiền tuyến say xưa, cùng chân vũ thần quân đồng thời đuổi tới Đô Lương Thành tới tham gia khánh điển, chỉ sợ bản ý chính là muốn triệu tập cái hội nghị này. Thuận tiện nhìn một chút vị này đột nhiên liền quật khởi thiêu bàn tay giáo. Đến cùng có gì khó lường bản sự, là có hay không như gian ngoài truyền ngôn như thế, có thể trở thành vô cực thiên tôn thứ hai. Gặp một lần phía dưới, cũng là xác thực siêu quần bạt tụy, chỉ bất quá muốn cùng vô cực thiên tôn sánh vai. Kia tối thiểu nhất cũng muốn chờ hắn đặt chân ngộ linh kỳ lại nói. Cái này tụ hội, vẫn chưa tại vô cực điện cử hành. Mặc dù nói, tám vị ngộ linh kỳ lão tổ đích thân tới, nhưng vô cực điện thực tế quá lớn. Mà lại là vô cực môn cử hành đại điển chỗ, tại vô cực điện họp. Không tốt sắp xếp số ghế, cho nên tụ hội định tại vô cực điện đông điện thờ phụ cử hành. Đây vốn là cử hành đại điển lúc, nhân vật trọng yếu nghỉ ngơi chỗ, bố trí được tương đối tùy ý, cũng làm cho tụ hội bầu không khí không đến mức như vậy ngưng trọng nghiêm nghị. Tám vị ngộ linh kỳ lão tổ cùng 20 dư vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Bao quanh làm thành một cái vòng tròn lớn ngồi xuống, không phân chia chủ, cũng không phân chủ tớ. Trừ kia 8 tên đại biểu cho siêu cấp đại tông môn nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, ngoài ra còn có hơn 10 vị tông môn chi chủ tham dự hội nghị, tỉ như tiễn môn chủ bọn người, đã tại Đô Lương Thành khai tông lập phái, bản thân lại có đại tu sĩ tu vi, mặt mũi này, luôn luôn muốn cho. Ngoài ra chính là cái khác siêu cấp tông môn một số nhân vật trọng yếu. Giống theo Âu Dương Minh Hạo cùng một chỗ tham dự hội nghị Hạo Thiên Tông Thiếu Tông Chủ, theo Phương Thánh Nhân cùng một chỗ tham dự hội nghị Thái Thượng Tông Thiếu Tông Chủ trừ cửu bọn người, đó cũng là nhất định phải mời. An bài như thế số ghế, là xuất từ Tiêu Phàm đề nghị. Tránh khỏi trong bất chi bất giác, liền đắc tội người. Những này một phái chi tôn, tông môn lão tổ, ngày bình thường nhưng có nhiều kiêu ngạo. Đối vô cực môn cái này an bài, đại đa số người đều tương đối hài lòng. Vào chỗ về sau, Tiêu Phàm đứng dậy, làm cái tứ phương vái chào, lần nữa cảm tạ chư vị tông chủ trưởng lão, ở xa tới cổ động, vô cực môn nặng dựng sơn môn, gánh nặng đường xa, hy vọng sau này có thể cùng các đại tông môn bắt tay hợp tác, đồng mưu phát triển đại kế. Tiêu chân nhân khách khí, vô cực môn năm đó uy chấn thiên hạ, chấp đại triệu quốc tu chân giới chi người cầm đầu, chúng ta tới làm chúc, chính là đương nhiên. Tiêu Phàm vừa dứt lời, Nguyên Linh giáo tôn liền mỉm cười mở miệng. Nhìn thật kỹ, vị này danh chấn Bắc Địa đại giáo tôn, thân mặc áo bào trắng, đầu đầy tóc quan, hồng quang đầy mặt, nhìn qua chính là một vị tinh lực dồi dào nam tử trung niên, cùng trong truyền thuyết tâm ngoan thủ lạt, có chút khác biệt. Tiêu Phàm liền hướng hắn ôm quyền gửi tới lời cảm ơn, bất kể nói thế nào, Nguyên Linh giáo tôn có thể tự mình đến đây, mặt mũi này cho phải 10 phần. Nguyên Linh giáo tôn mỉm cười gật đầu đáp lễ. Thần sắc lập tức trở nên nặng nề, lời nói xoay chuyển, nói, chỉ là, thời nay không giống ngày xưa, thất dạ giới ma quân hung tàn, đã tại Bắc Địa tứ ngược nhiều năm, ngàn tỷ đồng đạo thâm thụ nó khổ, lại không biết Tiêu trưởng giáo cùng Âu Dương đại trưởng lão, đối này có gì cao kiến. Âu Dương Minh Nguyệt sắc mặt có chút ngưng lại, trong mắt phượng, tinh sáng lóng lánh, nhưng không có lên tiếng. Tại dạng này trường hợp, nàng mặc dù tu vi tại Tiêu Phàm phía trên, nhưng vẫn là lễ nhượng lấy Tiêu Phàm vị này nhất môn chi chủ phía trước. Tiêu Phàm thần sắc nghiêm lại, trầm giọng nói, đối kháng ma quân, chính là ta Nam Châu Đại Lục tu sĩ chỗ chức trách. Vô cực môn không dám hậu nhân, Tiêu chân nhân thống khoái, Nguyên Linh giáo tôn vẩy một cái ngón tay cái, khen. Không dối gạt chư vị nói, đồng mỗ cùng chân vũ môn bối đạo hữu, Huyền Âm giáo nhạc đạo hữu hôm nay đến đây Đô Lương Thành, một là chúc mừng, hai là cầu viện. Bắc Địa chiến sự. Đã rằng có lâu mấy chục năm, thảm liệt trình độ, không cần đồng mỗ nhiều lời. Chân vũ môn, Huyền Âm Bắc Cực cung cùng ta Nguyên Linh giáo, tổn thất nặng nề. Môn hạ đệ tử, người chết trận số lượng hàng trăm ngàn. Bắc Địa cái khác bên trong môn phái nhỏ, tử thương càng nặng. Lời nói thật cùng chư vị nói, Bắc Địa tiềm lực, đã sắp hao hết. Lại không có lực chi viện, chúng ta sớm muộn ngăn cản không nổi, toàn bộ Bắc Địa đều sẽ chìm đắm vào địch thủ. Mặc dù là tại tố khổ. Đại giáo tôn ngữ khí lại là dõng dạc, thậm chí còn có chút tức giận. Không hề nghi ngờ,
đây là đang rất mịt mờ chỉ trích những tông môn khác, ngồi nhìn không cứu. Chư vị nên biết, giao diện đại chiến, cũng không phải cái kia một môn cái kia một phái sự tình, là toàn bộ Nam Châu đại lục đại sự. Thất dạ giới ngay tại toàn diện tiến công, sợ là chúng ta Nam Châu đại lục bất kỳ ngóc ngách nào, cũng sẽ không là tỉnh thổ. Lời này cũng không phải nói chuyện giật gân, trừ Bắc Địa, Nam Châu đại lục rất nhiều nơi đều đã dấy lên chiến hỏa, chiến sự kịch liệt, thậm chí không tại Bắc dưới mặt đất. Chỉ bất quá Bắc Địa chi chiến, sớm nhất bộc phát, tiếp tục thời gian dài nhất, chiến tranh quy mô lớn nhất, tử thương nặng nhất, cho nên một trận trở thành giao diện đại chiến đại danh từ. Vô lượng thọ phúc, một tiếng già nua đạo hiệu vang lên, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về Thái Cực môn trưởng giáo Trần Chân Nhân nhìn lại. Trần Trường Khánh trong tay phất trần lắc một cái, đánh cái chắp tay, chậm rãi nói, đồng đạo hữu nói có lý, giao diện đại chiến, xác thực không phải một môn một phái sự tình, cần phải ta Nam Châu đại lục tu chân đồng đạo, lục lực đồng tâm, toàn lực ứng phó. Hôm nay đã may mắn gặp dịp, liền nên hảo hảo nghị một cái chương trình. Đối kháng ma quân, ta Thái Cực môn nguyện xuất toàn lực. Thái Cực môn tại chính nói trong tông môn, cũng là có tiếng, phái chủ chiến, xưa nay không cùng tà ma ngoại đạo làm bất luận cái gì thỏa hiệp. Nhiều lần chính ma chi chiến, Thái Cực môn đều là tinh nhuệ ra hết, một mực đánh tới cuối cùng. Giao diện đại chiến bộc phát đến nay, Thái Cực môn đã liên tiếp 3 lần hướng Bắc phái ra quá quy mô viện quân, đồng thời có không dưới 10 tên nguyên anh trưởng lão, tại Bắc địa chiến tử. Hắn như thế tỏ thái độ, ngay tại mọi người trong dự liệu. Đại giáo tôn, Trần Vũ Thần Quân cùng Huyền Âm giáo đại trưởng lão Nhạc Ninh, liền đồng loạt hướng Trần Trường Khánh có chút cúi đầu, ngỏ ý cảm ơn. Đánh là khẳng định phải đánh, nhưng đánh như thế nào, lại cần phải thật tốt thương lượng một chút. Âu Dương Minh Hạo lập tức mở miệng nói ra, hắn vừa mới chữa trị bệnh trầm kha, thể nội dị chủng chí dương chân khí rốt cục tán đi đại bộ phận phân, tiền bối tổ sự oán niệm cũng dần dần làm hao mòn, chính là hăng hái thời điểm, rất nghĩ hoạt động một chút gân cốt. Nguyên Linh giáo tôn nói, lấy Âu Dương đạo hữu chỉ ý, nên làm như thế nào đấu pháp. Âu Dương Minh Hạo nói, hay là như dĩ vãng như thế, các môn các phái tập hợp nhân thủ, hướng Bắc phái ra viện binh, cùng ma quân giằng co, loại này đấu pháp, nói thực ra, ta là không tán thành. Đã chúng ta đều đã ở đây, kia muốn đánh liền đánh cái hung ác. Không muốn luôn luôn tiểu đả tiểu nháo, kia không có ý gì. Lời nói này phải khí quyển, ngược lại là có chút phù hợp hắn một đời tông sư thân phận. Nguyên Linh giáo tôn con mắt dư quang, liền hướng Cửu Âm đại quốc sư bên kia liếc một chút. Cửu Âm quốc sư nói Âu Dương Minh Hạo dã tâm bừng bừng, quả nhiên. Bất quá, đối với Âu Dương Minh Hạo đề nghị này, đại giáo tôn lại cảm thấy rất hứng thú. Thân là tôn sư một giáo, Ngộ Linh Kỳ lão tổ, thân phận địa vị không chút nào tại Âu Dương Minh Hạo phía dưới, hắn nhưng cũng không phải cái gò bó theo khuôn phép người, nhiều năm như vậy, một mực bị thất dạ giới đại quân đè lên đánh, trong đầu nghẹn khẩu khí kia, liền đừng đề cập. Nếu có thể giống Âu Dương Minh Hạo lời nói, đánh cái hung ác, xác thực hả giận. Nguyện nghe cao kiến chưa nói tới. Chiến tranh chi đạo, đơn giản chính là hai điểm, nó một là địch nhân đánh như thế nào, hai thì là chính chúng ta đánh như thế nào. Phía Bắc mà nói, qua nhiều năm như vậy, đều là thất dạ giới chủ công, chúng ta chủ thủ. Cho nên thất dạ giới ma quân, dưới mắt ngạo khí cực kỳ, kiêu ngạo khinh địch, chính là tất nhiên. Địch nhân như vậy, rất dễ dàng mắc lừa, chỉ cần chúng ta hơi một yếu thế. Bọn hắn lập tức liền sẽ quy mô tiến công. Bố một cái túi trận, để bọn hắn chui vào, chúng ta đóng cửa đánh chó. Một lần tiêu diệt chủ lực của bọn họ, coi như không thể lập tức đem bọn hắn đuổi xuống biển đi, cũng muốn đem bọn hắn đánh về đến bờ biển. Âu Dương Minh Hạo nói, không có chút nào trì trệ, rõ ràng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Đủ thấy trong lòng hắn, đã sớm tại chuẩn bị việc này. Cho nên một trận chiến này thắng bại mấu chốt, không ở chỗ ma quân, mà tại chính chúng ta. Chính chúng ta có thể triệu tập bao nhiêu nhân mã, lại có thể điều động bao nhiêu ma quân tiến vào miệng của chúng ta đại trận, mới là nơi chỗ hiểm. Cho nên chúng ta cần phải thật tốt mưu đồ một phen. Chương 1377, Bắc Ninh bán đảo. Túi trận ngược lại là có một cái, có sẵn, chẳng qua là ma quân túi trận. Cửu Âm đại quốc sư bỗng nhiên mở miệng nói ra, thanh âm quạnh quẽ. Tại Nam Châu đại lục, nhất quán đem Cửu Âm quốc chia làm ma đạo tà tu. Chính ma đại chiến thời điểm, cũng đem Cửu Âm quốc đại quân xưng là ma quân, nhưng dưới mắt, lại ai cũng chưa từng uốn nắn đại quốc sư ngôn từ. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn qua, đại quốc sư hẳn là nói là Bắc Ninh bán đảo. Không đợi những người khác mở miệng, đại giáo tôn liền hỏi ngược lại, sắc mặt nghiêm túc. Đúng vậy, đại quốc sư trầm giọng đáp,
Trước đó vài ngày, bản giáo nhận được tin tức, thất giả giới đại quân đã triệt để chặt đứt Bắc Ninh bán đảo cùng đại lục liên hệ, chính đang tập trung đại quân, chuẩn bị triệt để dọn sạch Bắc Ninh bán đảo, đem nơi đó xem như ma quân đại bản doanh cùng trạm trung chuyển. Kia làm sao có thể? Bắc Ninh bán đảo không phải có Bạch Vân thành chủ tự mình trấn thủ a? Làm sao lại bị ma quân chặt đứt liên hệ? Lúc này liền có người lên tiếng kinh hô. Trên thực tế, mọi người tại chỗ cơ hồ đều có nghi vấn như vậy. Bởi vì Bạch Vân thành chủ uy danh cực thịnh, cái gọi là Bắc Ninh bán đảo, là Bắc Minh biển cả thứ hơn phân nửa đảo, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, nếu là đặt tại thất dạ giới, cơ hồ tương đương với một khối cỡ nhỏ đại lục. Bắc Ninh bán đảo diện tích, không dưới Đại Tề nước, nhân khẩu số lượng cũng cùng Đại Tề nước Đại Ninh quốc cùng Nam Châu đại lục một cùng một đại quốc tương đương. Ở trên đảo tu chân văn minh cực kỳ hưng thịnh, tông môn đông đảo, Bạch Vân thành chính là ở trên đảo đệ nhất đại tông môn, tại ma đạo 10 lớn trong tông môn liệt tên, trong thành đệ tử hơn triệu, nguyên anh trưởng lão có mấy chục nhân chi nhiều. Bởi vì Bắc Ninh bán đảo vị trí địa lý hết sức đặc thù, cơ bản tương đương với một mảnh độc lập với hải ngoại cỡ nhỏ đại lục, Bạch Vân thành cùng ở trên đảo những tông môn khác, cơ hồ là tự thành hệ thống, rất ít cùng ngoại giới vãng lai. Bạch Vân thành truyền thừa công pháp, vừa chính vừa tà. Bọn hắn giáo quy giáo nghĩa, phong cách hành sự, đồng dạng vừa chính vừa tà, dần dà, liền bị quy về tà đạo tông môn. Trên thực tế, Nam Châu đại lục nhiều lần chính ma chi chiến, Bắc Ninh bán đảo đa số thời điểm đều là bảo trì trung lập, chỉ cần người khác không đi công kích bọn hắn cũng tuyệt không lung tung công kích người khác. Dạng này một mảnh cô treo hải ngoại đại lục, bởi vì thừa thãi các loại cao giai động vật biển vật liệu, nhiều năm qua, ngược lại phát triển thành chủ yếu động vật biển vật liệu giao dịch căn cứ. Thương nghiệp cực kỳ hưng thịnh, chỉ bất quá bởi vì bán đảo chỗ vắng vẻ, cùng đại lục ở giữa cách xa nhau thực tế quá xa, lúc này mới hạn chế trên bán đảo thương nghiệp phát triển thêm một bước, không có có thể trở thành Bắc địa hưng thịnh nhất phường thị. Bất quá lần này giao diện đại chiến, bởi vì vị trí địa lý quan hệ. Bắc Ninh bán đảo cũng là đứng mũi chịu sào, trở thành thất dạ giới ma quân mục tiêu công kích chủ yếu. Nhưng bán đảo địa hình, từ trước là dễ thủ khó công. Mặc dù nói, người tu chân có thể ngự khí phi hành, có thể không nhìn bán đảo địa hình tính đặc thù, nhưng qua nhiều năm như vậy. Bạch Vân thành cùng trên đảo các đại tông môn, để bảo đảm an toàn của mình, bảo đảm mình trung lập thân phận, đã sớm đem Bắc Ninh bán đảo kinh doanh phải vững như thành đồng. Tại bán đảo bốn phía bày ra cấm chế dày đặc, ma quân ngay từ đầu công kích, lập tức liền triệu tập trọng binh tiến hành phòng ngự. Trên thực tế, từ biển rộng mênh mông chỗ sâu hướng bắc thả bán đảo mặt phía bắc thậm chí đông bắc phương hướng tây bắc tiến công, rất rõ ràng không lớn thích hợp. Cần đi qua đường dài phi hành, hao phí rất nhiều chân nguyên pháp lực. Mà quân coi giữ thì có thể dĩ giật đãi lao, mạnh yếu chi thế, không phải thường minh hiển. Thất dạ giới lĩnh quân đại năng, ai đều không phải người ngu. Cứ như vậy, Bắc Ninh bán đảo quân coi giữ, kỳ thật chỉ cần phòng thủ phía nam một cái phương hướng là được. Nội tuyến tác chiến, điều động binh lực luôn luôn so ngoại tuyến tiến công ma quân muốn thuận tiện mau lẹ được nhiều, lấy chút ít binh lực, liền có thể đứng vững đại lượng ma quân. Đây cũng là kịch chiến nhiều năm, Bắc Ninh bán đảo vẫn luôn vững như bàn thạch nguyên nhân. Mà tiến vào bán đảo duy nhất trên lục địa thông đạo, thì từ Bạch Vân thành chủ tự mình trấn thủ. Cùng cái khác siêu cấp tông môn tông chủ đồng dạng, Bạch Vân thành chủ cũng là nhân vật truyền kỳ, tại tu chân giới uy vọng cực cao. Cho nên Cửu Âm Đại Quốc sư bỗng nhiên nói tới Bắc Ninh bán đảo đã bị ma quân công phá, mới sẽ khiến mọi người tại đây chấn kinh. Có truyền ngôn nói, Lâu đạo hữu đã vẫn lạc. Cửu Âm Đại Quốc sư trầm giọng nói, a, chấm ngoặc kép, mọi người không khỏi giật nảy cả mình, hai mặt nhìn nhau. Cửu Âm Đại Quốc sư nâng lên Lâu đạo hữu, tự nhiên chỉ là Bạch Vân thành hiện đảm nhiệm thành chủ, danh xưng Bắc Bá Thiên, Lâu thành chủ Lâu Võ. Đại Quốc sư, tin tức này, nhưng từng chiếm được chứng thực. Trần Trường Khánh cẩn thận mà hỏi thăm, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Mọi người cũng đều 10 điểm lo lắng. Cửu Âm Đại Quốc sư lắc đầu, nói, mặc dù còn không có đạt được sau cùng xác nhận, nhưng có 8-9 phần 10 là thật. Nghe nói thất dạ giới triệu tập đại quân, từ Ngộ Linh Kỳ đồng đạo tự mình thống lĩnh, cưỡng ép công phá Bạch Vân thành phòng ngự, đem bán đảo cùng đại lục liên hệ, hoàn toàn chặt đứt. Đại giáo tôn, thần quân, hơn một năm nay đến, ma quân vẫn chưa đối các ngươi quy mô tiến công, thế nhưng là có. Nguyên Linh giáo tôn song mi nhíu chặt, nhẹ gật đầu. Chân Vũ thần quân nói, đại quốc sư chỉ ý. Là ma quân tướng chủ công phương hướng chuyển hướng Bắc Ninh bán đảo. Hiện tại xem ra, đây cơ hồ là giải thích duy nhất. Đại quốc sư khẽ vuốt cằm, thế nhưng là Lâu đạo hữu mặc dù chưa đặt chân Ngộ Linh Kỳ,
nhiều năm trước kia, liền đã ở vào Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, lúc nào cũng có thể tiến vào một bước này. Mà lại Bạch Vân Thành lấy luyện thể thuật cường hoành văn danh thiên hạ, Lâu đạo hữu nếu như cưỡng ép kích phát thượng cổ thánh linh huyết mạch, nháy mắt chiến lực, không tại ta cùng phía dưới, lại có thể nào tùy tiện vẫn lạc. Hoàng Tuyền chân quân lông mày vặn thành một cái chữ xuyên, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nam Châu đại lục Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, năm đó chính là lấy Âu Dương Minh Nguyệt cùng Lâu Võ nổi danh nhất. Âu Dương Minh Nguyệt danh xưng đại tu sĩ thứ nhất, nhưng nếu luận luyện thể thuật mạnh mẽ, cũng tuyệt đối là Lâu thành chủ xếp ở vị trí thứ nhất. Bạch Vân Thành thế thay thành chủ đều họ Lâu, Lâu gia có thượng cổ thánh linh võng tượng huyết mạch, võng giống trong biển kỳ thú, cùng thiên long, quỳ thủy kỳ lân, toan nghê cùng đại danh đỉnh đỉnh trong nước thánh linh nổi danh, trong truyền thuyết, nhục thân cường hoành đến cực điểm, lực lớn vô cùng. Chém giết gần người, dù coi như là thiên long kỳ lân toan nghê các loại, đều muốn né tránh ba phân. Thánh linh huyết mạch hậu duệ, tại Nam Châu đại lục không tính quá mức hiếm thấy, trải qua nhiều năm như vậy lưu truyền, đa số thánh linh huyết mạch đều đã trở nên rất đạm bạc. Nhưng Bạch Vân Thành Lâu ra, lại tựa hồ như có đặc thù nào đó công pháp, có thể rất mạnh mẽ đem thể nội thánh linh huyết mạch kích phát ra đến, một chút xíu cải biến thể chất của mình, để cho mình gân cốt huyết mạch trở nên càng lúc càng cường hãn. Có thể trở thành Lâu ra hạch tâm thành viên, thậm chí leo lên thành chủ bảo tọa người, nhất định là thể nội thánh linh huyết mạch đặc biệt nồng đậm. Cho nên mấy chục ngàn năm đến, Lâu ra mặc dù rất ít xuất hiện qua ngộ linh kỳ tu sĩ, lại ổn thỏa Bạch Vân Thành chủ chi vị. Cùng cái khác siêu cấp tông môn địa vị ngang nhau, không rơi vào thế hạ phong, tại Bắc Ninh bán đảo càng là một nhà độc đại, xưng tôn xưng tổ. Từ Lâu Võ, Bắc Bá Thiên, ngoại hiệu liền có thể nhìn ra được, người này tại Bắc Ninh bán đảo uy danh chi rất. Chẳng lẽ là ngộ linh kỳ lão tổ thân tự xuất thủ rồi? Một tên hậu kỳ đại tu sĩ hỏi, Lâu Võ dạng này cơ hồ tại đại tu sĩ bên trong vô địch tồn tại, vậy mà vẫn lạc, vậy chỉ có thể là ngộ linh kỳ lão tổ kiệt tác. Thế nhưng là giao diện đại chiến mở ra đến nay, mặc dù chiến cuộc hừng hực khí thế, cũng rất ít nghe nói qua ngộ linh kỳ lão tổ thân tự xuất thủ. Vô luận là thất dạ giới hay là Nam Châu đại lục, ngộ linh kỳ lão tổ tựa hồ cũng đạt thành ăn ý nào đó, không phải đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thân tự xuất thủ. Cái này không chỉ là tự trọng thân phận, cũng là một loại sách lược. Làm dưới cùng giao diện cuối cùng đầu chiến lực, ngộ linh kỳ lão tổ sẽ không dễ dàng bên trên tuyến đầu, cũng nên đánh tới sau cùng giai đoạn quyết chiến. Những này thiết bị đầu cuối chiến lực mới có thể một quyết thắng thua, không có khả năng quá sớm tiêu hao hết. Đòn sát thủ luôn luôn áp đáy hòm, vì một cái Bắc Ninh bán đảo, thất dạ giới ngộ linh lão tổ, vì sao bỗng nhiên phá lệ? Không phải, Cửu Âm đại quốc sư quả quyết lắc đầu, chúng ta đạt được tin tức nói, xuất thủ đối phó Lâu đạo hữu là cùng giai tu sĩ. Dựa đa số thắng, lập tức liền có người hỏi, cũng không phải, chấm ngoặc kép, Cửu Âm đại quốc sư vẫn như cũ lắc đầu. Ngữ khí hay là rất khẳng định. Nghe nói là một đôi một, một tên Nguyên Anh hậu kỳ thất dạ giới đại ma tôn, trước mặt mọi người hướng Lâu đạo hữu khiêu chiến, Lâu đạo hữu nghênh chiến, hai người quyết đấu, cuối cùng là kia thất dạ giới ma nhân thắng, Lâu đạo hữu bại. Hơn nữa còn chưa thể trốn được tính mệnh, bị kia đại ma tôn tại chỗ đánh chết. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, đại quốc sư ngữ khí rốt cục thoảng qua hiện ra một tia chần chờ. Hiển nhiên, hắn cũng cảm thấy việc này quả thực kỳ quặc. Một đám tham dự hội nghị hậu kỳ đại tu sĩ, không khỏi đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Quả thật như thế, tên này thất dạ giới đại ma tôn, nên là gì chờ nghịch thiên. Âu Dương Minh Nguyệt tiến giai ngộ linh kỳ, Lâu Võ mấy có lẽ đã tính được là Nam Châu đại lục đại tu sĩ thứ nhất. Vị này quan trọng trước mắt, có thể phát huy ra không dưới ngộ linh kỳ lão tổ chiến lực thứ nhất đại tu sĩ, vậy mà tại một đôi một trong quyết đấu, bị thất dạ giới ma nhân tại chỗ đánh chết, quả thực khiến người khó có thể tin. Cái này đại ma tôn hung hãn đến thế, nếu là bọn họ gặp, lại nên làm như thế nào? Bắc Ninh bán đảo cứ như vậy thất thủ rồi. Âu Dương Minh Hạo hỏi, Cửu Âm đại quốc sư nhẹ gật đầu, nói ừm. Lâu đạo hữu vừa chết, Bắc Ninh bán đảo đồng đạo lập tức rắn mất đầu, lúc ấy liền bị ma quân công phá phòng tuyến. Dưới mắt chiến hỏa đã lan tràn đến trong đảo, quân coi giữ riêng phần mình theo hiểm tự thủ, làm sao cùng liều chết chi chiến, như không có ngoại viện, toàn cảnh luân hãm là chuyện sớm hay muộn. Âu Dương Minh Hạo nói, đại quốc sư chỉ ý, là muốn ta cùng xuất binh Bắc Ninh bán đảo, đem tiến vào đảo ma quân diệt cùng lúc. Chính là ý này, Cửu Âm đại quốc sư nói, Bắc Ninh bán đảo là trời sinh túi trận, ma quân là khách quân, tại trong đảo không có căn cơ. Chỉ cần quân ta có thể chặt đứt ma quân đường lui, tiến vào trong đảo ma đại quân người, lập tức liền sẽ trở thành cá trong chậu, không khó một cỗ toàn diệt.
đồng thời còn có thể vì trong đảo đồng đạo giải vây, chính là nhất cử lưỡng tiện thượng sách. Bằng không mà nói, cùng Bắc Ninh bán đảo toàn bộ luân hãm, chẳng những trong đảo hàng trăm triệu sinh linh phải gặp đồ thán, mà quân từ nay về sau liền đạt được một cái cực kỳ vững chắc hậu phương lớn, tiến vào có thể công lui có thể thủ, đại cục tại ta, liền sẽ càng phát bất lợi. Mọi người liền tương hỗ đối mặt, không ít người liên tiếp gật đầu, cảm thấy đại quốc sư lời ấy, rất là có lý. Đại quốc sư lời ấy, cố nhiên hữu lý, Đồng Mỗ lại có khác biệt ý kiến. Nguyên Linh giáo tôn bỗng nhiên nói, mọi người lại đồng loạt nhìn qua. Chương 1378, lập kế hoạch. Thất Dạ giới đại quân đem chủ lực điều đi Bắc Ninh bán đảo, bây giờ chúng ta chính diện nhất định phi thường trống rỗng. Đây là một cơ hội, Nguyên Linh giáo tôn nói, hai mắt chiếu sáng rạng rỡ, hơi có chút hưng phấn. Mấy người cũng đi theo trong mắt tỏa ánh sáng. Cho tới nay, đều là Thất Dạ giới chủ công, Nam Châu đại lục chủ thủ. Lúc mới bắt đầu nhất, ba nhà liên minh cũng không phải là không có phản công qua, nhưng mỗi lần phản công, đều tại nghiêm chỉnh huấn luyện Thất Dạ giới đại quân trước mặt đâm đến đầu rơi máu chảy, vứt xuống rất nhiều tính mệnh, chật vật lui trở về. Chạm qua mấy lần đinh cứng về sau, ba nhà liên minh dứt khoát tuyệt phản công suy nghĩ, cố thủ chờ cứu viện. Cho nên lần này Thất Dạ giới đại quân bí mật điều động, rút mất đại lượng chủ lực tiến về vây công Bắc Ninh bán đảo, ba nhà liên minh lại mộng nhiên không biết. Nghe đại quốc sư thông báo tình huống, mới hồi phục tinh thần lại. Chúng ta nếu như đánh chúng ưu thế binh lực, nhất cử đánh tan chính diện chi địch, Bắc Ninh bán đảo phương hướng quân địch, nhất định chống đỡ không nổi, sẽ nhanh chóng hồi viên, chúng ta lại dĩ giật đãi lao, nửa đường mà kích chi, nhưng cạnh toàn công. Nguyên Linh giáo tôn càng nói càng là hưng phấn. Đại giáo tôn lời ấy, quả thật là, tại hạ lại có chút đang lo lắng, Thất Dạ giới ma quân, vì sao lại bỗng nhiên cải biến chủ công phương hướng. Bắc Ninh bán đảo cố nhiên trọng yếu, lại còn không đáng phải bốc lên lớn như vậy phong hiểm. Chấm ngoặc kép, một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ ngắt lời nói. Người này cũng là đại biểu cho một cái siêu cấp tông môn mà tới. Thất Dạ giới ma quân đem chủ lực dành thời gian, tiến về công kích Bắc Ninh bán đảo, chẳng lẽ liền không sợ bị đầu hang ổ. Bắc Ninh bán đảo rất trọng yếu, nhưng vô luận đối hai phe địch ta đến nói, Bắc Ninh bán đảo được mất, đều không đủ lấy ảnh hưởng toàn cục. Sĩ khí, Cửu Âm đại quốc sư lạnh lùng nói. Phu chiến, dũng khí, nếu như chúng ta mắt thấy Bắc Ninh bán đảo toàn diện luân hãm mà không cứu, chẳng những Thất Dạ giới ma quân sẽ có được một cái vững chắc nhất hậu phương lớn, đối với chúng ta Nam Châu đại lục sĩ khí, càng là một cái hủy diệt tính đả kích. Giao diện đại chiến mở ra mấy chục năm. Bắc Minh đại địa mất đi đại lượng quốc gia, tổng diện tích ở xa Bắc Ninh trên bán đảo, tử thương nhân khẩu cũng ở xa Bắc Ninh bán đảo tổng nhân khẩu số phía trên. Nhưng đối sĩ khí ảnh hưởng, lại kém xa Bắc Ninh bán đảo toàn tuyến luân hãm khổng lồ như vậy. Bởi vì Bắc Ninh bán đảo là một cái tương đối độc lập khu vực, toàn tuyến luân hãm, bị người bao sủi cảo. Đó là chân chính trên ý nghĩa toàn quân bị diệt, mà Huyền Âm giáo, Trần Vũ môn cứ việc ngay cả bị đánh bại, liền lão tổ đều mất đi. Nhưng cũng không có thành hệ thống bị tiêu diệt. Bắc địa đa số tông môn, cũng không có bị triệt để diệt tộc, mặc dù tổn thất nặng nề, lại còn bảo lưu lấy mấy phân nguyên khí. Tương lai có cơ hội Đông Sơn tái khởi, cùng Bắc Ninh bán đảo toàn quân bị diệt, không phải một cái ý tứ. Lẻ tẻ tử thương 10.000 người, kém xa một lần tính tử thương 1.000 người tới như vậy rung động. Từ nay về sau, chỉ sợ cũng không người chịu thủ vững chờ cứu viện, chỉ cần tình hình có chút bất lợi. Lập tức co cẳng liền chạy. Cuộc chiến này khỏi phải tiếp tục đánh xuống, chúng ta liền đã thua. Cửu Âm đại quốc sư ngữ khí băng lãnh, mọi người không khỏi im lặng. Cửu Âm đại quốc sư nói như vậy, không thể nói không có đạo lý. Nguyên Linh giáo tôn lại rất không cao hứng nói, đại quốc sư lời ấy, không khỏi quá vì Cửu Âm quốc đánh quên đi thôi. Những năm này, ba nhà chúng ta trả ra đại giới, cũng không tiểu. Mọi người đều biết Nguyên Linh giáo tôn nói như vậy là có ý gì. Cửu Âm quốc ngay tại Nam Châu đại lục Tây Bắc Bộ. Cùng Bắc Ninh bán đảo tại một đầu cuộn chỉ phía trên, trước đây có Bắc Ninh bán đảo kiềm chế lấy Thất Dạ giới đại quân, ma nhân vẫn luôn đằng không ra chủ lực hướng Cửu Âm quốc phương hướng tiến công, nhiều nhất chỉ phái đi ra tiểu cỗ ma quân quấy rối một chút. Khai chiến nhiều năm như vậy, Cửu Âm quốc chưa từng bị chiến hỏa tác động đến. Bây giờ Bắc Ninh bán đảo một khi toàn tuyến luân hãm, tại Bắc Ninh bán đảo đến Cửu Âm quốc ở giữa, cũng không có cái gì thực lực đặc biệt cường đại tông môn. Ma quân một khi quy mô tiến công, trên cơ bản sẽ không gặp phải cái gì ra dáng chống cự, đại quân sẽ một mực giết tới Cửu Âm quốc lập tức liền lại biến thành đại chiến tuyến đầu. Cho nên toàn lực cứu viện Bắc Ninh bán đảo, chẳng khác nào là tại giúp Cửu Âm quốc chính mình.
chỉ cần Bắc Ninh bán đảo không luân hãm, cái này kiềm chế ngay tại, Ma quân liền từ đầu đến cuối khó mà hất ra Bắc Ninh bán đảo trực tiếp xuôi nam. Có chút quân sự thường thức thống binh người, ai cũng không dám đem cường đại như vậy một chi lực lượng lưu ở sau lưng của mình, đem cái mông lộ ra đến cho người ta đá. Bắc Ninh bán đảo an toàn, Cửu Âm quốc liền có thể treo trên cao miễn chiến bài. Cửu Âm đại quốc sư chậm rãi nói, giáo tôn như thế tướng trách, bần đạo lại không thể tiếp nhận. Giáo tôn đây chẳng qua là phỏng đoán chi từ, chính diện ma quân chủ lực, là có hay không toàn bộ rút đi, ai cũng không thể xác định. Nhưng mà Bắc Ninh bán đảo không cứu, hậu quả sự nghiêm trọng, liền khỏi phải bần đạo lắm mồm đi. Mà lại, một khi không có Bắc Ninh bán đảo kiềm chế, xin thứ cho bần đạo nói thẳng, ngày sau các người ba nhà liên minh có phải là còn có thể thủ được trước mắt cương thổ, cũng rất khó nói. Tương phản, nếu như chúng ta có thể đem xâm nhập Bắc Ninh bán đảo ma quân một cỗ toàn diệt, đối ma quân sĩ khí chính là một cái hủy diệt tính đả kích, đến lúc đó chúng ta lại tập kết đại quân, quy mô phản công, nói không chừng có thể nhất cử đem ma quân đều chạy về thất dạ giới đi. Chân Vũ thần quân ngắt lời nói, đã như vậy, Cửu Âm quốc sao không trực tiếp xuất binh cứu viện? Chẳng phải là so với chúng ta đều thuận tiện được nhiều. Cửu Âm đại quốc sư nói, Cửu Âm quốc là khẳng định sẽ xuất binh, bần đạo này đến, liền là muốn cùng các vị đạo hữu thương nghị, tận khả năng tập kết mạnh hơn binh lực, hảo hảo đánh một cái xinh đẹp trận tiêu diệt. Làm đi, Nguyên Linh giáo ủng hộ chưa mở miệng, một thanh âm bỗng nhiên rất đột ngột vang lên, hào khí vượt mây. Mọi người đồng loạt trông đi qua. Lại là ngồi tại Thái Thượng Tông Tông chủ Phương Thánh bên người thân Trử Cửu, Thái Thượng Tông Thiếu Tông chủ. Trử Thiếu chủ bây giờ thình lình cũng đã là một vị Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, cứ việc cùng Hạo Thiên Tông Thiếu chủ đồng dạng, là vừa vặn tiến giai chưa lâu, mới hoàn thành giai đoạn thứ nhất cảnh giới vững chắc, nhưng đại tu sĩ khí độ nghiễm nhiên, đầy ngập hào khí. Nguyên bản như vào ngày thường, Thái Thượng Tông cũng sẽ không như vậy vội vã, dục tốc bất đạt, đối với mấy cái này danh môn đại phái hạch tâm đệ tử mà nói. Nền vững chắc cơ sở ngược lại so nhanh chóng sách cảnh giới cao càng trọng yếu hơn. Nhưng dưới mắt lại là phi thường thời điểm, Phương Thánh Nhân hiển nhiên không nguyện ý nhìn thấy người thừa kế của mình tại giao diện đại chiến thời điểm, cảnh giới quá thấp. Nguyên Linh giáo tôn sầm mặt lại, liếc Phương Thánh Nhân một chút, thần thái có chút bất mãn. Trong mắt hắn, Trừ Cửu vị này hậu kỳ đại tu sĩ, kia là chính cống hàng tiểu bối. Nhất là có Phương Thánh Nhân tại, lúc nào đến phiên cái này hậu sinh vãn bối mở miệng rồi. Thật là không có quy củ, ai ngờ Phương Thánh Nhân lại chỉ mỉm cười, mảy may đều không có muốn trách cứ Trừ Cửu ý tứ. Tiêu Phàm cười cười, nói Trừ thiếu chủ chi ngôn, tại hạ hoàn toàn đồng ý. Mặc dù nói, theo đại giáo tôn chi ý, chính diện đánh tan ma quân khả năng rất lớn, thế nhưng, mắt thấy Bắc Ninh bán đảo toàn cảnh luân hãm mà không cứu, vô luận như thế nào đều sẽ trong lòng bất an. Nếu như xuất binh Bắc Ninh bán đảo, tại hạ cùng với vô cực môn đệ tử, nguyện làm tiền phong. Ngữ khí 10 điểm bình tĩnh, không có chút nào dõng dạc chi ý, tựa hồ hết thảy đều là như vậy đương nhiên. Vô cực môn lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình ý chí, biểu lộ không bỏ sót. Mà lại, đã Trừ Cửu đều nói như vậy, Tiêu Phàm là hắn bạn thân, cái mặt này, nhất định phải cho Cửu ca chống lên tới. Đây là khỏi cần nói. Trừ Cửu liền hướng Tiêu Phàm cười một tiếng, giơ ngón tay cái lên. Vô lượng thọ phúc, Tiêu trưởng giáo chi ngôn, rất được thánh nhân nhân tha thứ chi đạo. Xuất binh Bắc Ninh bán đảo, Thái Cực môn nguyện kèm ở ký đuôi. Trần Trường Khánh lắc một cái phất trần, trầm giọng nói. Thái Cực trưởng giáo cái này một tỏ thái độ, nguyên bản muốn mở miệng nói chuyện người, nhao nhao ngậm miệng lại. Vô luận Trừ Cửu hay là Tiêu Phàm, tại cái hội nghị này bên trên, phân lượng còn thiếu rất nhiều, nhưng Trần Trường Khánh kiên quyết khác biệt, hắn đã nói như vậy, những người khác lại mở miệng, liền thật phải thật tốt cân nhắc một chút. Nguyên Linh giáo tôn cả giận nói, chân nhân. Chẳng lẽ Bắc Ninh bán đảo quan trọng, ta ba nhà liên minh cũng không cần gấp a. Trần Trường Khánh hướng hắn khẽ vuốt cằm, chậm rãi nói, đại giáo tôn chớ giận, đã Âu Dương Tông chủ đề nghị, muốn cùng ma quân đại chiến một trận, vậy lần này, liền hảo hảo đánh một trận. Đem chúng ta gia sản đều lấy ra, toàn để lên đi, sinh tử thắng bại, tại trận chiến này. Trước đem Bắc Ninh bán đảo ma quân tiêu diệt, lại thừa thắng xông lên, đem Bắc Địa ma quân đuổi xuống biển đi. Lão đạo nói chuyện không chậm không nhanh, lại nghe được mọi người kinh tâm động phách. Đây là dự định một trận chiến định càn khôn a. Âu Dương Minh Hạo nói, chân nhân nói rất có lý, chỉ cần trước đem Bắc Ninh bán đảo ma quân tiêu diệt, ma quân đại bại chi dư, quân tâm bất ổn, sĩ khí sụp đổ, quân ta thừa thắng xông lên, càng có thể đại hoạch toàn thắng. Đến lúc đó, ba nhà liên minh gặp phải áp lực, tự nhiên là không có.
Hoàng Tuyền Chân Quân nói, ta nhìn cứ như vậy định, mọi người các xuất toàn lực, trước cứu Bạch Vân Thành, cái khác áp sau lại nói. Nguyên Linh Giáo Tôn còn cần nói, ngồi ở bên cạnh hắn Chân Vũ Thần Quân liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. Lần này bọn hắn song song trước tới tham gia Vô Cực Môn Khánh Điển, non nửa là cho Âu Dương Minh Nguyệt mặt mũi, hơn phân nửa là vì cầu viện mà tới. Bây giờ Thái Cực Môn, Hạo Thiên Tông, Thái Thượng Tông, Vô Cực Môn, Hoàng Tuyền Thần Điện thậm chí Cửu Âm Quốc, đều đã trước sau tỏ thái độ, muốn làm một vố lớn, cái này liền rất tốt. Mặc dù trước cứu Bắc Ninh bán đảo, cùng bọn hắn trước kia thiết tưởng có chỗ khác nhau, nhưng tổng so tất cả mọi người sống chết mặc bây còn mạnh hơn nhiều. Lại nói, nếu thật là triệt để tiêu diệt xâm lấn Bắc Ninh bán đảo ma quân, đối với làm dịu ba nhà liên minh chính diện áp lực, tác dụng cũng không thể khinh thường. Nói không chừng ngược lại so trực tiếp hướng chính diện chi địch phát động cường công hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Lúc này lại tranh luận tiếp, không thể nghi ngờ liền muốn đem Âu Dương Minh Hạo, Phương Thánh Nhân, Trần Trường Khánh, Cửu Âm Đại Quốc Sư những này cường nhân đều đắc tội, thực tế là không có lời. Nguyên Linh Giáo Tôn khẽ giật mình, lập tức cũng hiểu được, ngạnh sinh sinh đem lời đến khóe miệng ngữ nuốt trở vào, bất quá sắc mặt tự nhiên liền không như vậy đẹp mắt. Ở đây mấy vị Ngộ Linh Kỳ lão tổ, lần lượt tỏ thái độ, đại biểu những tông môn khác tham dự hội nghị hậu kỳ đại tu sĩ, liền ai cũng không tốt lại nói cái gì ý kiến phản đối, mọi người nhao nhao tỏ thái độ, nguyện kèm ở ký đuôi, cùng ma quân liều chết một trận chiến. Lần này đại chiến, gia vị tiền bối đều muốn đích thân xuất thủ a. Một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, đột nhiên hỏi, hỏi được hết sức cẩn thận, nhưng cũng xen lẫn từng tia hưng phấn chi ý. Không nói những cái khác, nơi này chính là tập trung 8 tên Ngộ Linh Kỳ lão tổ, nếu là một cùng ra tay, người nào có thể làm. Mấy vị Ngộ Linh Kỳ tu sĩ lại là hai mặt nhìn nhau, chốc lát, Cửu Âm Đại Quốc Sư nói, chư vị yên tâm, thất dạ giới Ngộ Linh tu sĩ, chúng ta sẽ coi chừng. Nói cho cùng, còn là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nhưng chỉ cần thất dạ giới Ngộ Linh Kỳ tu sĩ cũng không xuất thủ, đang ngồi mọi người, liền không có gì đáng lo lắng. Chương 1379, Bạch Vân Thành. Bắc Minh biển cả, thương khung chi đỉnh, mấy đạo nhân ảnh tính tính huyền phù ở trên không trung, quan sát dưới chân. Từ xa nhìn lại, Bắc Minh đại địa uốn lượn đường ven biển, như cùng một cái uốn lượn cự long, không thể nhìn thấy phần cuối. Một đầu kéo dài đường nhỏ, từ đường ven biển bên kia kéo dài mà đi, xâm nhập biển cả chỗ sâu, cùng một tòa cự đại hòn đảo nối liền cùng một chỗ. Đó chính là Bắc Ninh bán đảo, cùng Bắc Minh biển cả khắp nơi gió tuyết đầy trời tình hình khác biệt, Bắc Ninh bán đảo khí hậu ấm áp, bốn mùa như mùa xuân, phồn hoa như gấm. Tại khí hậu khổ hàn Bắc Minh chi địa, bỗng nhiên xuất hiện dạng này một mảnh hoa đoàn cẩm tú đại địa, tự nhiên là bởi vì địa mạch linh khí chi công. Bắc Ninh trên bán đảo, khắp nơi có thể thấy được địa nhiệt suối nước nóng. Cứ việc bán đảo không trung cương phong tứ ngược, kỳ hàn bức người, ở trên đảo lại 10 điểm ấm áp, người ở đông đúc. Bất quá giờ phút này ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, lại chỉ thấy ở trên đảo khói lửa đầy đất, khắp nơi đều tại xảy ra ác chiến, những cái kia mất đi bảo hộ phàm nhân, càng là thành quần kết đội, Mercedes-Benz tại con đường, ký đồ tránh thoát tử vong chi kiếp, lại không biết nơi nào mới là tịnh thổ. Thỉnh thoảng sẽ có đê dai ma thú bám đuôi đuổi theo, đem rơi tại phía sau cả người lẫn vật thôn phệ trống không. Tiếng kêu rên kinh thiên động địa, chúng ta lao xuống đi, giết hắn cái hoa rơi nước chảy. Một cái thanh âm thanh thúy bỗng nhiên vang lên, vụt, một tiếng, một ngụm hàn lóng lánh lợi kiếm ra khỏi vỏ, ở giữa không trung không ngừng rung động, linh khí bức người. Nhìn kỹ chủ nhân của nó, lại là một vị mắt ngọc mày ngài đại mỹ nữ, dáng người mạnh mẽ, dáng vẻ thướt tha mềm mại, chỉ là giờ phút này lại nổi giận đùng đùng, mắt phượng mang sát, bộ ngực cao vút gấp rút chập trùng, rõ ràng bị chọc giận. Nhưng đây không phải trọng điểm là, vị này nhìn qua rất dễ dàng bị chọc giận mỹ nữ, vậy mà không phải phổ thông tu sĩ, mà là một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Trên thân lộ ra linh áp mạnh, mảy may không ở bên người mấy vị nam tu sĩ phía dưới. Thậm chí so sánh với trong đó một hai người, còn hơn. Tuyết tiên tử, an tâm chớ vội, lúc này chúng ta muốn giết cái hung ác, không tiểu đả tiểu nháo. Đứng ở bên cạnh hắn một tên ngân bào nam tử trẻ tuổi, bận bịu tức mở miệng khuyên bảo. Tên này ngân bào nam tử trường thân ngọc lập, trên mặt góc cạnh rõ ràng, tuấn lãng phi phàm, khóe miệng luôn luôn treo phảng phất ý bất cần đời, lại không phải Trừ Cửu là ai. Đứng tại Trừ Cửu bên người bạch bào nam tử, thì là Tiêu Phàm, đối Tuyết tiên tử phẫn nộ thoáng như làm như không thấy, chỉ là bình tĩnh tiếp cận dưới chân. Đáy mắt lục mang lấp lánh, song mi nhíu chặt, khẽ lắc đầu, nói, hướng không đi xuống, tại đảo này trên không.
chí ít cũng có 3 tầng cấm chế, một tầng so một tầng lợi hại, muốn xông đi vào, không hề dễ dàng. Mấy người khác liền khẽ vuốt cằm, biểu thị đối Tiêu Phàm lời nói có chút tán đồng. Bọn hắn một chuyến này, hết thảy 6 người, đều không ngoại lệ, 6 người đều là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Tên kia đứng tại Trừ Cửu bên người đại mỹ nữ, tên là Trần Tuyết Băng, chính là Thái Cực môn trưởng giáo chân nhân Trần Trường Khánh cháu gái ruột. Vị này Tuyết tiên tử, tướng mạo cực đẹp, dáng người ngạo nhân, tu vi cũng là kỳ cao, lại vẫn cứ tính như liệt hỏa, ghét ác như cừu, trong mắt dung không được một hạt hạt cát, hành tẩu giang hồ, gặp chuyện bất bình, nhất định sẽ rút đao tương trợ. Mắt thấy ma nhân ma thú tùy ý ức hiếp thôn vệ phàm nhân, lập tức liền kích động Tuyết tiên tử hiệp nghĩa tình hoài, nhịn không được liền muốn cầm kiếm mà ra, đem những này ma nhân ma thú giết sạch. Loại tính cách này, cùng Thái Cực truyền thừa thực tế là không hợp nhau. Hết lần này tới lần khác vị này Tuyết tiên tử, lại là Thái Cực môn thế hệ trẻ tuổi bên trong tu vi cao nhất, tài năng xuất chúng nhất người, cũng là Thái Cực môn đời sau trưởng giáo tiếng hô cao nhất người thừa kế. Lần này xuất binh Bắc Ninh bán đảo, Thái Cực môn thống lĩnh chính là vị này ghét ác như cừu, tính như liệt hỏa Tuyết tiên tử. Đứng tại Tiêu Phàm khác một bên, đây là Hạo Thiên Tông thiếu tông chủ, Âu Dương Minh Hạo chi tử, Âu Dương Thiên, bị Tiêu Phàm diệt sát Âu Dương Uy, là hắn đường huynh đệ. Hạo Thiên Tông mấy chục ngàn đại quân, từ hắn thống soái. Hai người khác, một nhân thân mặc áo bào lục, mãn kiểm cầu nhiêm, hình thái uy mãnh, chính là Hoàng Tuyền Thần Điện thiếu chủ, một người khác thì một bộ áo bào đen, toàn thân hắc phụ quấn, quỷ khí âm trầm. Không hề nghi ngờ, là Cửu Âm Quốc cao thủ, nghe nói là đương đại Cửu Âm Đại Giáo Tôn đệ tử đích truyền, cũng là đời sau Cửu Âm Đại Giáo Tôn mạnh nhất hữu lực người cạnh tranh. 6 tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, đại biểu cho chính ma hai đạo mạnh nhất mấy cái siêu cấp tông môn. Tại Vô Cực môn Trung Hưng đại điển về sau Triệu Khai lần kia hội nghị bí mật, trải qua tranh luận, trải qua thương thảo, rốt cục đem đại kế quyết định xuống. Tham dự hội nghị 20 mấy nhà tông môn, nhất trí đồng ý, đều ra đại binh hướng ma quân phát động tiến công. Lần này, hiệu suất rất cao. Các tông môn tu sĩ đại quân, liên tục không ngừng hướng Cửu Âm Quốc tập kết. Một cái là bởi vì, Cửu Âm Quốc khoảng cách Bắc Ninh bán đảo gần nhất, tại Cửu Âm Quốc tập kết về sau, hướng Bắc Thả bán đảo phát động tiến công nhất là thuận tiện mau lẹ. Hai cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, ở chỗ Cửu Âm Quốc tạm thời còn chưa phát hiện ma nhân tung tích, đại quân hướng Cửu Âm Quốc tập kết, có thể hữu hiệu tránh đi ma quân nhãn tuyến, đạt tới tập kích hiệu quả tốt nhất. Sự thật chứng minh, cái này một sách lược mặc dù đơn giản, lại 10 điểm có hiệu quả. Quân đội liên minh mấy ngày trước đó, bỗng nhiên tại bờ biển xuất hiện, lập tức liền đánh ma quân trở tay không kịp, đem trấn thủ Bắc Ninh bán đảo ngoại vi ma quân đánh cho hoa rơi nước chảy, quét sạch sành xanh, thừa cơ hướng về phía trước mãnh cắm, một hơi đem ma quân từ đó chặt đứt, dựa theo lúc trước chuẩn bị như thế, rắn rắn chắc chắc đem Bắc Ninh bán đảo biến thành túi trận. Liên quân sĩ khí tăng vọt, tại bộ thống soái chỉ huy dưới, liên quân nhất cổ tác khí đối chú đóng ở tại Bắc Ninh bán đảo lối vào Bạch Vân Thành phát động toàn tuyến tiến công. Bạch Vân Thành vị trí địa lý hết sức đặc thù, liền kẹt tại Bắc Ninh bán đảo lối vào chỗ, đem con đường duy nhất bên trên tiến vào đảo thông đạo hoàn toàn chặt đứt. Làm Bắc Ninh bán đảo đô thành, Bạch Vân Thành đồng thời cũng ở vào Bắc Ninh bán đảo vòng phòng ngự tuyến đầu, hạch tâm nhất vị trí. Đây là Bắc Ninh bán đảo đặc hữu, cái khác bất kỳ quốc gia nào đều chưa từng xuất hiện tình hình như vậy, thời thời khắc khắc để đô thành ngăn tại tuyến đầu tiên hàng trước nhất. Chính là bởi vì có như thế một cái hùng quan trấn thủ, nhiều năm qua, Bắc Ninh bán đảo tránh ra thật xa nhiều lần chính ma đại chiến, kiệt lực duy trì trung lập. Mà Bạch Vân Thành cuối cùng cũng diễn biến thành một cái siêu cấp tông môn, lâu ra bởi vậy đặt vững bọn hắn tại Bạch Vân Thành, tại toàn bộ Bắc Ninh bán đảo địa vị trí cao vô thượng. Nhưng bây giờ, nguy nga cao ngất Bạch Vân Thành, lại đồng dạng thành liên quân tiến công trên đường lớn nhất chướng ngại. Liên quân lần thứ nhất tiến công, ngay tại quan dưới tường đâm đến đầu rơi máu chảy. Đây là một cái chân chính hùng quan, ma quân đánh hạ Bạch Vân Thành về sau, cũng không có đem nó triệt để phá hủy, mà là đem tòa này hùng quan biến thành mình siêu cấp chiến đấu thành lũy. Lần thứ nhất tiến công chiến, liên quân liền tổn thất nặng nề, thậm chí có nguyên anh tu sĩ vẫn lạc. Nguyên bản tại dạng này quy mô đại chiến bên trong, tổn thất là tất nhiên, thống binh thủ lĩnh đều có tâm lý chuẩn bị. Chỉ cần có thể thuận lợi cầm xuống Bạch Vân Thành, mở ra thông hướng trong đảo thông đạo, một chút tổn thất cũng nhận xứng đáng. Nhưng là, tiếp xuống mấy lần tiến công, liên tục thất bại, liền để bộ thống soái sinh ra khác nhau. Tiêu Phàm kiên quyết phản đối tiếp tục cường công, lấy huyết nhục chi khu, cường công dạng này một cái kiên cố bố trí phòng vệ cự thành, tuyệt đối là ngốc nhất đấu pháp, là hạ hạ sách, trí giả chỗ không lấy.
Riêng là hộ thành đại trận, liền sẽ cho công thành phương tạo thành khó mà lường được to lớn sát thương. 20 mấy nhà tông môn liên quân, vô cực môn xuất động binh lực có thể là ít nhất, nhưng xuất động cấp cao chiến lực lại không ít. Âu Dương Minh Nguyệt, Tiêu Phàm, Thiên Diệu Tiên Tử đều theo quân xuất chinh. Bỏ qua một bên Âu Dương Minh Nguyệt không nói, Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu Tiên Tử đều là nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đại thành, là hậu kỳ đại tu sĩ bên trong sức chiến đấu mạnh nhất. Mà lại Kế Hạo Thiên Tông về sau, Thái Thượng Tông cùng Thái Cực Môn cũng tuyên bố cùng Vô Cực Môn kết thành đồng minh. Vì vậy Tiêu Phàm tại bộ thống soái địa vị cũng không thấp. Đương nhiên, cũng chỉ thế thôi. Bộ thống soái quyền chủ đạo, hay là một mực cầm giữ tại những cái kia siêu cấp tông môn nhân vật đại biểu trong tay. Tỷ như Cửu Âm Thiếu Quân, Hoàng Tuyền Thiếu Quân cùng Trừ Cửu, Trần Tuyết Băng bọn người, quyền nói chuyện đều so Tiêu Phàm muốn nặng. Tu chân giới áp dụng chính là luật rừng, nghĩ muốn lấy được quyền chủ đạo, trừ phi Vô Cực Môn thực lực vượt qua bọn hắn. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Nắm tay người nào lớn người đó định đoạt, bất quá Tiêu Phàm kiên quyết phản đối hay là có tác dụng, bộ thống soái quyết định tạm dừng cường công. Tiêu Phàm lập tức tự mình xin đi giết giặc, thực địa trinh sát Bạch Vân Thành tình hình. Yêu cầu này, cũng nhận được phê chuẩn. Bất quá Tiêu Phàm cũng không nghĩ ra, lần này trinh sát hành động, cuối cùng lại có 5 vị thiếu chủ cùng hắn đồng loạt xuất động. Rất hiển nhiên, những thiếu chủ này ở sâu trong nội tâm, cũng đồng ý Tiêu Phàm đạo lý, như thế mù quáng cường công, thật không phải thượng sách. Chỉ là 5 vị thiếu chủ bồi tiếp hắn đồng loạt đến, thực tế là cho đủ mặt mũi. Lần này xuất binh Bắc Ninh bán đảo, không ít tông môn thiếu chủ tùy hành. Tiêu Phàm xem chừng, những tông môn kia thủ lĩnh, khả năng đều ở trong lòng nhận định lần này binh phát Bắc Ninh bán đảo, chính là tất thắng chi chiến, để những người thừa kế này theo quân xuất chinh, mở mang kiến thức một chút cảnh tượng hoành tráng cũng là tốt. Dù sao cũng sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn, mà lại có quân công, ngày sau chính thức đăng vị, càng có thể phục chúng. Quan trọng chính là phá hủy hộ thành đại trận, Âu Dương Thiên nhíu mày nói. Mấy người khác đều khẽ gật đầu. Hoàng Tuyền Thiếu Quân đưa tay chỉ hướng trong thành một cái cự tháp, trầm giọng nói, tòa kia cự tháp, hẳn là trận nhãn chỗ. Chấm ngoặc kép, tòa kia cự tháp, xây ở trong thành một chỗ bên trong hồ. Mặc dù chỉ là một chỗ trong thành nội hồ, nhưng cũng khói trên sông mênh mông, mặt nước cực kỳ rộng lớn, xa trên địa cầu không ít lớn trên hồ. Tòa kia cự tháp liền ở trong nước đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay thẳng vân tiêu, nhìn qua 10 điểm đột ngột. Từ trong tháp thấu ra trận uy áp chi khí, dù coi như tại thương khung chi đỉnh, cũng có thể cảm thụ được. Không sai, nơi đó chính là trận nhãn. Tiêu Phàm thoảng qua gật đầu, trong mắt cực nhanh hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Nghĩ không ra cái này Hoàng Tuyền Thiếu Quân bên ngoài đồng hồ nhìn qua 10 điểm qua loa, nhưng cũng tinh thông trận pháp chi đạo, một chút liền tìm được hộ thành đại trận nhãn. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta có thể xuất kỳ bất ý đem tòa kia cự tháp hủy đi, toàn bộ hộ thành đại trận lập tức mất đi hiệu lực. Trần Tuyết Băng nói, trên lý luận là như thế này, nhưng trên thực tế, tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Trừ Cửu lắc đầu liên tục, nói, vì cái gì, nó một, chúng ta căn bản liền đến không được nơi đó, hai, liền coi như chúng ta đến nơi đó, cũng chưa chắc liền có thể hủy đi tòa kia cự tháp. Nếu là hộ thành đại trận nhãn, phòng hộ chi lực, nhất định không thể coi thường. Sao có thể liền như vậy mà đơn giản bị người hủy đi rồi? Chương 1380, thương nghị. Vậy chúng ta chuyến này, chẳng phải là phí công hồ rồi. Trần Tuyết Băng hừ một tiếng, nói. Trừ Cửu cười cười, không lên tiếng. Nhìn ra được, trừ thiếu chủ đối vị này Tuyết Tiên Tử tựa hồ hơi có chút để ý, thời thời khắc khắc đều đang chăm chú nhất cử nhất động của nàng. Thái Thượng Tông cùng Thái Cực Môn ở giữa, quan hệ một mực rất tốt, thường có thông gia. Trừ thiếu chủ nếu như có thể cùng Tuyết Tiên Tử kết thành song tu bạn lữ, tự nhiên là dệt hoa trên gấm chuyện tốt. Chướng ngại duy nhất, chính là Trần Tuyết Băng Thái Cực Môn trưởng giáo người thừa kế vị trí, nếu thật là thành tương lai Thái Thượng Tông Tông chủ phu nhân, sợ là không thể đảm nhiệm Thái Cực Môn trưởng giáo. Cũng không thể bởi vì hai vị Tông chủ là người một nhà, hai đại siêu cấp Tông môn cũng sát nhập vì một nhà a. Bất quá Trần Tuyết Băng tựa hồ đối với này hào không mẫn cảm, mảy may cũng không có phát giác Trừ Cửu đối nàng chỗ đặc biệt. Tiêu Phàm lại vẫn luôn tại tử quan sát kỹ, Càn Khôn đỉnh, mơ hồ có chút dị thường, tựa hồ ở đây cảm ứng được một loại nào đó cực đặc thù không gian chi lực, bất quá cỗ này không gian chi lực, như có như không, ngay cả Càn Khôn đỉnh, đều không thể tinh tế cảm ứng, một lúc bắt đầu, Tiêu Phàm cơ hồ tưởng rằng ảo giác của mình. Tiêu đạo hữu, ý của ngươi như nào? Một mực ẩn thân ở sương mù màu đen bên trong Cửu Âm thiếu chủ, mở miệng hỏi, thanh âm trầm thấp, biết bao phiêu miểu. Vị này Cửu Âm thiếu chủ
tựa hồ một mực đối Tiêu Phàm hơi chú ý. Tiêu Phàm nhẹ nhàng nói, muốn đem số ít mấy người đưa đến kia cự tháp phụ cận, có lẽ có thể nghĩ ra biện pháp tới. Ồ, mấy người khác lập tức mừng rỡ, đồng loạt nhìn sang. Vận dụng không gian chi thuật, có thể đưa qua. Hoàng Tuyền thiếu quân nói, Tiêu đạo hữu, là vô thanh vô tức đưa qua, không thể kinh động trong thành quân coi giữ. Mặc dù bọn hắn 6 người đều là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, nhưng tại đại chiến như vậy bên trong, cũng chỉ là giọt nước trong biển cả thôi. Nếu thật là kinh động trong thành quân coi giữ, chỉ sợ lập tức sẽ trở thành cá trong chậu, tại hộ thành đại trận bao phủ phía dưới, muốn toàn thân trở ra, độ khó rất lớn. Nhất là, ai cũng không biết, trong thành phải chăng có Ngộ Linh Kỳ lão tổ tọa trấn. Mặc dù nói, Ngộ Linh Kỳ lão tổ sẽ không dễ dàng xuất thủ, nhưng cũng không có tuyệt đối lệnh cấm, cấm chỉ bọn hắn xuất thủ, một khi phát hiện có người trộm vào trong thành, dự định hủy đi hộ thành đại trận trận nhãn. Thật có Ngộ Linh Kỳ lão tổ tỏa chấn lời nói không chừng sẽ lập tức tự thân xuất mã. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói ta biết, có thể thử một lần. Đặt trước kia, hắn sẽ không nói lời như vậy, mặc dù tinh thông không gian chi thuật, có càn khôn đỉnh, nơi tay. Tối đa cũng chính là ngay cả chính hắn ở bên trong, một hai người có thể, lén qua, 6 người cùng một chỗ thần không biết quỷ không hay đưa vào thành bên trong, tới gần cự tháp. Đã vượt qua phạm vi năng lực của hắn bên ngoài. Nhưng mà đoạn thời gian trước tại, càn khôn đỉnh, bên trong đối không gian chi đạo lĩnh ngộ, để không gian của hắn thuật lớn tiến bộ lớn. Cao hơn một tầng lầu, cứ việc còn không có, lượng biến, lại cũng không phải lúc trước có thể so sánh. Chuẩn bị thỏa đáng lời nói, đem 6 người đưa đến cự tháp phụ cận, hay là có 7-8 phần nắm chắc. Trần Tuyết Băng lập tức liền hưng phấn lên, kêu lên, vậy quá tốt, chúng ta còn chờ cái gì? Vị này cô nãi nãi thật đúng là người nóng tính. Âu Dương Thiên nhíu mày nói, coi như Tiêu đạo hữu có cái này năng lực, có thể đem chúng ta đều đưa đi vào, nhưng trận nhãn kia, lại không phải nói hủy liền có thể hủy đi. Loại này siêu cấp đại trận trận nhãn, bản thân liền có cực kỳ cường đại lực phòng hộ, tung coi như chúng ta 6 người một cùng ra tay, cũng chưa chắc có thể có hiệu quả. Mọi người lại là sững sờ, lại không người phản bác. Âu Dương Thiên cái lo lắng này rất có đạo lý, chúng ta không cần thanh trận nhãn hủy đi. Hoàng Tuyền thiếu quân nói, chúng ta chỉ cần nhiễu loạn nó là được, để cái này trận nhãn trong khoảng thời gian ngắn mất đi tác dụng, dù là chỉ có nửa canh giờ, vậy liền đầy đủ. Âu Dương Thiên có chút lo âu nói, nửa canh giờ, sợ là không đủ a. Đủ, lúc này mở miệng chính là Trừ Cửu. Đại trận mất đi hiệu lực nháy mắt, thành nội quân coi giữ nhất định sẽ loạn cả một đoàn. Lúc này toàn tuyến tiến công, có nửa canh giờ, đầy đủ xé mở thành phòng. Chúng ta tại binh lực thượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chỉ cần đại quân một vào thành, thắng thua trận này đứng nghiêm. Vậy chúng ta phải sớm thông chi bọn hắn, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, bên này vừa được tay, bên kia lập tức công thành. Trần Tuyết Băng nói, một bộ không kịp chờ đợi, kích động thần sắc. Cái này dễ xử lý, chúng ta có thể phát nghìn dặm phù. Trừ Cửu nói, Âu Dương Thiên nói tốt, coi như nửa canh giờ đầy đủ, vậy chúng ta làm sao để trận nhãn mất đi hiệu lực nửa canh giờ. Vậy phải xem Diêm đạo hữu. Hoàng Tuyền thiếu quân nhìn về phía toàn thân hắc vụ quấn cửu âm thiếu chủ. Ngươi nói là, cửu âm huế tinh, Âu Dương Thiên thốt ra, trên mặt cực nhanh hiện lên một vòng cực kỳ kiêng kỵ thần sắc. Cửu âm huế tinh, là ma đạo đại sát khí, nhất là am hiểu ô nhiễm các loại bảo vật, người chỉ cần dính vào một điểm, lập tức ra chóc thịt bong, hư thối thấy xương, ly hôn lửa tông mạnh nhất, ly hỏa đạn, nổi danh, mỗi người mỗi vẻ. Mặc dù nói, cơ hồ mỗi cái hơi lớn một chút ma đạo tông môn đều hiểu được luyện chế cửu âm huế tinh, nhưng tự nhiên là lấy cửu âm quốc hạch tâm trưởng lão luyện chế ra đến cửu âm huế tinh, tinh khiết nhất, hiệu quả tốt nhất. Cửu âm thiếu quân thân là cửu âm quốc thiếu chủ, bản thân lại là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, hắn luyện chế ra đến cửu âm huế tinh, hiệu quả chi tốt, kia là khỏi cần nói phải. Cũng khó trách Âu Dương Minh Nguyệt kiêng kỵ như vậy, phàm là tu sĩ chính đạo, liền không có không kiêng kỵ cửu âm huế tinh. Cửu âm thiếu quân nói, cửu âm huế tinh tại hạ xác thực mang theo có, nhưng hứa đạo hữu xác định, cái này cửu âm huế tinh giao đấu mắt có thể có tác dụng. Nói dưới lại có chút chần chờ. Hắn đối trận pháp chi đạo, không phải rất quen thuộc. Cửu âm huế tinh lớn uy lực, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn, nhưng trước đó, nhưng lại chưa bao giờ dùng cửu âm huế tinh tới đối phó qua siêu cấp pháp trận trận nhãn. Hoàng Tuyền thiếu quân nói, mặc kệ là pháp trận hay là bảo vật, hoặc là sinh linh, trên lý luận đều là lấy linh khí đến chèo chống. Cửu âm huế tinh có thể ô nhiễm thế gian hết thảy linh vật, chỉ muốn số lượng đầy đủ, đây cũng là có thể ô nhiễm trận nhãn, coi như pháp trận chi lực cường hoành,
có thể chậm rãi đem cửu âm uế khí loại trừ ra ngoài, kia cũng cần một chút thời gian. Nửa canh giờ, ta đã coi như nó mạnh nhất, nếu có ba viên cửu âm uế tinh một cùng ra tay, ta đoán chừng, chỉ sợ một canh giờ đều có thể tranh thủ đến. Cửu âm thiếu chủ nhẹ nhàng, hắc một tiếng, ba viên cửu âm uế tinh, Hoàng Tuyền thiếu quân thật đúng là công phu sư tử ngoạm a, khi hắn cửu âm uế tinh là gió lớn thổi tới. Đã nhiều năm như vậy, hắn tổng cộng liền luyện chế ba viên cửu âm uế tinh. Một mực cất khí, không nỡ dùng, bất quá cửu âm thiếu chủ cũng không nói gì thêm, chỉ cần thật có thể để hộ thành đại trận mất đi hiệu lực, coi như móc sạch vốn liếng cũng sẽ không tiếc. Đến hắn bây giờ thân phận địa vị, kia tầm mắt lòng dạ, từ cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Tương lai muốn xuất trưởng thứ nhất ma tông người, há có thể tầm nhìn hạn hẹp, huynh đệ, người cứ nói đi, trừ cửu nhìn về phía Tiêu Phàm, hắn nhưng là biết, Tiêu Phàm cũng là trận pháp đại sư, cái này Hoàng Tuyền thiếu quân nói lời, đến cùng có đáng tin cậy hay không, còn phải nghe Tiêu Phàm nói thế nào. Hắn chỉ tin tưởng Tiêu Phàm, Tiêu Phàm song mi cau lại, trầm ngâm thật lâu, mới lên tiếng, có ba viên cửu âm uế tinh đồng thời bạo liệt, ngược lại là đầy đủ đem chọn cái cự tháp bao vây lại. Dựa vào pháp trận tự thân lực phòng ngự, chỉ ít một canh giờ mới có thể đem uế khí loại trừ. Cái này trong vòng một canh giờ, coi như hộ thành đại trận không hoàn toàn mất đi hiệu lực. Uy lực cũng sẽ trên phạm vi lớn suy yếu. Thừa cơ công thành, là cơ hội tốt nhất. Tốt, vậy liền làm đi. Trừ cửu tay phải nắm tay, trùng điệp nện vào lòng bàn tay trái bên trong. Quát, trên bản chất, hắn cùng Tuyết Tiên Tử thật đúng là cùng một loại hình tính cách. Tiêu Phàm cười cười, nói cũng là không vội tại nhất thời. Chúng ta về trước đi, cẩn thận sau khi thương nghị, mới quyết định. Kia cần gì phải lại vẽ vời thêm chuyện, hiện tại trực tiếp giết đi vào chẳng phải là gọn gàng. Trừ cửu không khỏi khẽ giật mình, rất nghi ngờ nói, Tiêu Phàm mặc dù là quân tử khiêm tốn, nhưng xưa nay đều không phải một cái không quả quyết người, so với ai khác đều cầm được định chủ ý. Bởi vì cái gọi là binh quý thần tốc, càng sớm xuất thủ, càng có thể đánh địch nhân trở tay không kịp. Lúc này hướng trở về. Thực tế không phải Tiêu Phàm tác phong. Tiêu Phàm cười cười, nói, chư vị đều là đứng đầu một phái, không đáng mạo hiểm như vậy. Nơi này trừ hắn, cái khác năm vị đều là siêu cấp đại tông môn thái tử, mà hắn trực tiếp chính là một tông chi chủ, như thế đồng loạt giết vào thành đi, vạn nhất ra cái chỗ sơ suất, chính là đại phiền toái. Cũng không phải sợ không tốt hướng na chút ngộ linh kỳ lão quái vật bàn giao, mà là có khả năng ảnh hưởng đến lần này chính ma hai đạo đại liên minh. Trừ cửu cười ha hả. Nói, nguyên lai ngươi đang lo lắng cái này, muốn ta nói, nếu như làm cái thái tử liền muốn thời thời khắc khắc làm rùa đen rút đầu, vậy cái này thái tử, không làm cũng được. Chí ít ta Trừ cửu là chắc chắn sẽ không đi theo loại người này, quá không có tiền đồ. Nói hay lắm, Trần Tuyết Băng một chưởng đập vào Trừ cửu đầu vai, khen. Như là hai cái nhiệt huyết hướng đỉnh lăng đầu thanh tương tự, nơi nào có nửa điểm nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ nghiễm nhiên thái độ. Tiêu đạo hữu. Người điểm kia lòng dạ hẹp hòi liền nhận lấy đi. Lẫn mất nhất thời tránh không được một thế, chẳng lẽ một ngày kia địch nhân đánh tới cửa, còn có thể làm rùa đen rút đầu. Trần Tuyết Băng ai liền quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, đĩnh đạc nói. Nàng kia tuyệt mỹ dung nhan tăng thêm cái này cực độ, nữ hán tử, tác phong, hỗn hợp thành một cỗ đặc thù mỹ lực, để Trừ cửu cơ hồ thấy nhập mê. Tiêu Phàm không khỏi bật cười, bị người trách cứ, lòng dạ hẹp hòi, tại Tiêu chân nhân mà nói, thật đúng là lần đầu. Lại càng không cần phải nói, lời này còn là một vị cô nương ra nói. Hoàng Tuyền thiếu quân cười nói, Tuyết Tiên Tử nói đúng, Tiêu đạo hữu, cái này lo lắng không cần có. Mọi người có thể tu luyện tới hôm nay, ai cũng không phải đèn đã cạn dầu, tự vệ thủ đoạn, luôn luôn có một ít. Người cứ việc cách làm tốt, nếu thật là ở trong thành gặp cái gì ngoài ý muốn, đó cũng là vận mệnh đã như vậy, trách không được người khác. Vị này Hoàng Tuyền thiếu quân, ngược lại là cùng sư phụ hắn Hoàng Tuyền chân quân đồng dạng. Tính cách thẳng rất thoải mái. Đúng vậy, chỉ cần chúng ta 6 người đồng tâm hiệp lực, dù là gặp được chút phiền phức, nếu không được cũng có thể thoát thân mà đi. Âu Dương Thiên cũng nói, không qua thái độ của hắn, liền phải cẩn thận phải nhiều, chưa mưu thắng trước mưu bại. Tốt, kia cách làm trước đó, tại hạ đã nói trước, chúng ta 6 người nhất định phải cùng tiến cùng lui, không phải làm theo ý mình. Vạn nhất gặp phải cái gì ngoài ý muốn, Tiêu Mỗ cũng tốt nghĩ cách mở ra thông đạo. Để mọi người cùng nhau rời đi. Tiêu Phàm cũng là vô cùng có quyết đoán người, thấy tất cả mọi người là nói như vậy, chỉ hơi chần chờ, liền gật đầu đáp ứng. Chỉ cần 6 người hợp lại cùng nhau, có càn khôn đỉnh, nơi tay, chiến cuộc bất lợi, hẳn là có thể kịp thời thoát thân. Cái này hiển nhiên, dì Tiêu phân phó.
Mọi người nhao nhao gật đầu nói phải. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1381, phân quang bắt ảnh, thiên ma bách biến. Tiêu Phàm lúc này bấm quyết cách làm, từng đạo chữ màu đỏ hỗn độn đồ án, nổi lên, chỉnh tề ở bên cạnh họ sắp hàng, dần dần dung hợp lại cùng nhau. Mọi người chỉ cảm thấy không khí chung quanh siết chặt, một cỗ khổng lồ không gian áp lực từ bốn phương tám hướng vào tới. Mọi người kìm lòng không đặng nhấc lên chân nguyên pháp lực, tế lên hộ thân lồng ánh sáng, đem mình bao khỏa trong đó. Không cần khẩn trương, Tiêu Phàm nhẹ nói, ngữ điệu bình tĩnh nhu hòa, chữ cửu cái thứ nhất tán lồng ánh sáng. Đối Tiêu Phàm, hắn là 100% tín nhiệm. Những người khác thấy thế, cũng đem hộ thể lồng ánh sáng thu vào. Đúng lúc này, Tiêu Phàm trong đầu bỗng nhiên vang lên trống trơn nhi thanh âm, trong hưng phấn kẹp lấy mê võng chi ý. Tiêu đại ca, ta phát hiện một cái vật kỳ quái, người có rảnh à? Tiến vào đến xem, chấm ngoặc kép, những ngày này, trống trơn nhi vẫn luôn tại, càn khôn đỉnh, bên trong kiên nhẫn nghiên cứu những cái kia thần bí hỗn độn đồ án, Tiêu Phàm cảm thấy khí tức của hắn. Càng ngày càng cùng càn khôn đỉnh, hòa làm một thể. Liền phảng phất hắn vẫn luôn tại, càn khôn đỉnh, nội sinh sống đồng dạng, không còn có hướng Tiêu Phàm đưa ra qua, muốn thả hắn ra ngoài, giống như đặt quyết tâm muốn lấy càn khôn đỉnh, vì nhà. Trống trơn nhi vốn chính là không gian sinh linh, từ mê cốc trong rừng mê hồn chi lực cùng không gian chi lực kết hợp với nhau, dưới cơ duyên xảo hợp sinh ra một loại hoàn toàn mới sinh mệnh, bây giờ dung nhập vào càn khôn đỉnh bên trong, Tiêu Phàm mảy may đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Bảo vật thông linh, càn khôn đỉnh kỳ thật cũng là có mình linh tính. Chỉ bất quá lúc này, trống trơn nhi bỗng nhiên xuất hiện, thật đúng là đánh Tiêu Phàm trở tay không kịp. Thi pháp đến một nửa, hắn vô luận như thế nào cũng không thể dừng lại, nguyên thần xuất khiếu, tiến vào càn khôn đỉnh bên trong đi xem rõ ngọn ngành, đành phải nói cho trống trơn nhi, mình tạm thời không rảnh. Nha. Vậy ngươi mau đem bên ngoài sự tình xong xuôi, tiến vào tới tìm ta, vật này, nhưng có thể cùng các ngươi vô cực môn tiền bối có quan hệ. Trống trơn nhi hiển nhiên có chút không vui vẻ, lại cũng chỉ có thể nói như vậy. Được, Tiêu Phàm trong lòng hơi động, lập tức đồng ý. Trống trơn nhi liền không lên tiếng nữa, khẳng định lại đi nghiên cứu những cái kia hỗn độn đồ án đi. Tiêu Phàm tiếp tục thi pháp. Sau một lát, một cái hoàn chỉnh cỡ nhỏ không gian tạo ra, đem 6 người đều bao bọc ở trong không gian này. Tiêu Phàm khu xử cỡ nhỏ không gian, hướng phía dưới Bạch Vân Thành chậm rãi chìm xuống dưới. Chử Cửu bọn người nhìn lẫn nhau, cứ việc đều là kiến thức rộng rãi đại tu sĩ, giờ phút này cũng cảm thấy ngạc nhiên. Không gian chi thuật, bọn hắn cũng coi là cửu ngưỡng đại danh. Mà lại trong đó một hai người còn đối không gian chi đạo có chỗ nghiên cứu, lại cũng không nghĩ ra, lại có thể người vì kết giới, huyễn biến ra một cái độc lập cỡ nhỏ không gian ra, còn có thể thúc đẩy hướng về phía trước. Kỳ diệu như vậy, quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Không lâu sau đó, không gian độc lập liền cùng Bạch Vân Thành hộ thành đại trận phía ngoài nhất vòng bảo hộ tiếp xúc. Trong lòng mọi người không hiểu siết chặt, vô thanh vô tức, không gian độc lập xuyên qua, vòng bảo hộ không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hoặc là nói, vòng bảo hộ FK liền không có cảm giác được không gian độc lập tồn tại, đối khắp cả hộ thành đại trận đến nói. Cỡ nhỏ không gian độc lập cùng nó hoàn toàn không tại một cái giao diện. Đây cũng là Tiêu Phàm tiếp nhận trống trơn nhi không gian tri thức về sau, chậm rãi lĩnh ngộ ra đến thần thông. Nếu không có tại, càn khôn đỉnh, bên trong cảm ngộ, không rảnh không nhi truyền thụ, hoàn toàn dựa vào mình nghiên cứu. Muốn ngộ ra thần thông như vậy, kia còn rất sớm đâu. Đương nhiên, loại thần thông này thiếu hụt cũng rất rõ ràng, đó chính là thi pháp thời gian quá dài, không thể bị ngoại lực quấy dày, càng không thể chịu đựng bất luận cái gì không gian chi lực công kích, mà lại có thể truyền tống khoảng cách cực kỳ có hạn. Nhưng đây đã là cực kỳ không tầm thường đột phá. Một ngày kia, khi Tiêu Phàm có thể tiện tay cấu trúc không gian độc lập, đồng thời tùy ý điều khiển thời điểm, đây mới thực sự là đỉnh cấp không gian thần thông, lên trời xuống đất, không gì làm không được. Một lát sau, không gian độc lập lại rất thuận lợi xuyên qua tầng thứ 2 tầng thứ 3 vòng bảo hộ, tiến vào Bạch Vân Thành trên không, chậm chậm hướng cự tháp phương hướng bay đi. Chỉ cần có thể thần không biết quỷ không hay tới gần đến cự tháp chi bên cạnh, việc này liền đã thành công hơn phân nửa. Tiếp xuống, liền muốn nhìn Hoàng Tuyển thiếu quân lý luận có chính xác không. Chỉ cần cửu âm thiếu chủ cửu âm huế tinh có tác dụng, Bạch Vân Thành phá, lập cùng nhưng đợi. Mắt thấy càng ngày càng gần cự tháp, trên mặt mọi người đều lộ ra hiểu ý tiếu dung. Tại không gian độc lập bên trong, bọn hắn không thể có quá lớn động tác. Bỗng nhiên ở giữa, một trận rất nhỏ gợn nước ba động vặn vẹo mà qua, mọi người cơ hồ chưa cảm ứng được bất kỳ khác thường gì,
Tiêu Phàm lại bỗng nhiên sắc mặt đại biến, kêu lên, cẩn thận. Chấm ngoặc kép, chỉ tiếc, cái này nhắc nhở đã quá trễ. Dị biến cơ hồ là tại sét đánh không kịp bưng tai ở giữa phát sinh. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Không gian độc lập bỗng nhiên nổ tung. Một đạo màu xanh sẫm cái bóng, nhanh như thiểm điện hướng Trần Tuyết Băng bay bắn xuyên qua. Bởi vì thân ở không gian độc lập bên trong, tất cả mọi người không có làm bất kỳ chuẩn bị gì, tập kích bỗng nhiên giáng lâm, mạnh như tuyết tiên tử, cũng không kịp tế ra bất kỳ pháp bảo nào, chỉ có thể bản năng một trường hướng nam màu xanh sẫm cái bóng đánh ra. Lập tức, a, một tiếng hét thảm, Thái Cực Môn thiếu chủ tựa như cùng một viên ra khỏi nòng đạn pháo, bay nhanh mà ra. Hỗn đản, chấm ngoặc kép, từ đầu đến cuối đứng tại tuyết tiên tử bên người Trừ Cửu gầm thét lên tiếng, cổ tay khẽ đảo, một trường mãnh kích mà ra. Lập tức cuồng phong gào thét, phá mặt như đao. Trừ Cửu mặc dù cũng không lấy luyện thể chi thuật tăng trưởng, nhưng đã tiến giai đến nguyên anh hậu kỳ, tiện tay một kích, đều là uy lực kinh người. Sau đó, cũng là rên lên một tiếng, ngân bào chấp loạn, Trừ Cửu cũng bay ngã ra ngoài. Màu xanh sẫm cái bóng tựa như tia chớp, chợt lóe lên. Ngay sau đó, Âu Dương Thiên, Hoàng Tuyền thiếu quân cùng Cửu Âm thiếu chủ đều phát ra tiếng rên rỉ, cơ hồ là đồng thời, kia màu xanh sẫm cái bóng vậy mà một hơi tập kích 5 người, đồng thời nhiều lần đắc thủ, 5 tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ người người bị thương. Màu xanh sẫm cái bóng không ngừng nghỉ chút nào, chỉ chợt lóe, liền như quỷ mị đến Tiêu Phàm trước người, một con đồng dạng màu xanh sẫm móng vuốt, hướng Tiêu Phàm một thanh bắt tới. Tiêu Phàm không phản ứng chút nào. Suy, móng vuốt ôm đồm tại không trung, Tiêu Phàm từng mảnh vỡ vụn, lập tức tiêu tán ở trong hư không, cũng chỉ là một cái bóng mờ. Thiên Diệu Huyễn Thuật, Tiêu Phàm đã sớm tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc làm sắp xuất hiện đến, quả nhiên kiến công. A, chấm ngoặc kép, một tiếng thở nhẹ, màu xanh sẫm cái bóng ngưng lại, tại mấy trượng bên ngoài dừng lại, lộ ra chân dung. Lại là một tên thân hình cao lớn nam tử, toàn thân màu xanh sẫm, ngay cả diện mạo tay chân cùng trần trụi bên ngoài da thịt, đều cùng hắn phục sức đồng dạng, là màu xanh sẫm nhan sắc, nếu không cẩn thận phân biệt. Thật đúng là rất khó đem hắn màu da cùng phục sức khác nhau ra. Cái này màu xanh sẫm nam tử, ngay cả nồng đậm lông mày mao, đều là màu xanh sẫm, mọc ra một viên mũi ưng, một trương miệng rộng, như quả hắn màu da cùng người bình thường đồng dạng, như vậy tướng mạo cũng là rất có uy nghiêm. Nhưng mà phối hợp kia màu xanh sẫm màu da, lại chỉ hiện ra quỷ dị, trang trọng uy nghiêm, kia là nửa điểm đều không thừa dưới. 6 người, liền ngươi tránh thoát, quả nhiên có chút môn đạo. Chấm ngoặc kép, màu xanh sẫm nam tử nhìn từ trên xuống dưới tại cách đó không xa hiện thân mà ra Tiêu Phàm, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, tựa hồ đối với Tiêu Phàm có phần cảm thấy hứng thú. Tiêu Phàm thần niệm chi lực quét qua, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng kinh ngạc. Người này cũng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, đồng thời đã ở vào hậu kỳ trạng thái đỉnh cao nhất, thậm chí cùng năm đó danh xưng đại tu sĩ thứ nhất Âu Dương Minh Nguyệt tương đối. Còn muốn càng thêm tiếp cận ngộ linh kỳ, trên thân lộ ra uy áp chi khí, cùng Tiêu Phàm đã từng thấy qua Thiên Quang lão tổ, Nghiễm Lực lão tổ cùng ngộ linh sơ kỳ tu sĩ tướng so, cũng không kém bao nhiêu. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn cũng vẫn như cũ chỉ là một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, không phải ngộ linh kỳ lão tổ, lại có thể trong nháy mắt ngay cả tổn thương 5 tên cùng giai tu sĩ, mặc dù nói là tình hình đặc thù, giống như là đánh lén, nhưng cũng đầy đủ khiến người chấn kinh. Vương Bát Đản, lúc này, ngã bay ra hơn 10 trượng bên ngoài Trần Tuyết Băng rốt cục đứng thẳng người, đàn hé miệng, oa, một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, lập tức giận tím mặt, mắt hạnh tròn cả, một tiếng gầm thét, cổ tay trắng lật một cái, trên lưng lợi kiếm ra khỏi vỏ, bay lên trên trời, một tiếng thanh thúy phượng gáy, bỗng nhiên hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo lợi kiếm hư ảnh, hướng màu xanh sẫm nam tử kích xạ mà hạ. Từ khi nàng tiến giai đại tu sĩ về sau, tung hoành vô địch, còn chưa hề bị thua thiệt như vậy. Tuy nói là đánh lén, lại cơ hồ toàn không còn sức đánh trả. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Trừ Cửu cũng là sắc mặt tái xanh, khoát tay, càng hoàng chuông nổi lên, hoàng sáng lóng lánh, uy áp chi khí hướng 4 phương 8 hướng cuồn cuộn nghiền ép mà đi. Hoàng Tuyền thiếu quân, Âu Dương Thiên, Cửu Âm thiếu chủ đám 3 người cũng là âm mặt lạnh lấy, riêng phần mình cầm pháp bảo binh khí, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, đem màu xanh sẫm nam tử chém thành muôn mảnh. Mặc dù bọn hắn bên trong mấy vị, đều là vừa vặn tiến giai hậu kỳ không lâu, nhưng riêng phần mình thân là siêu cấp đại tông môn thiếu chủ, chân thực sức chiến đấu mạnh, tuyệt không phải bình thường đại tu sĩ có thể so sánh, dù coi như là một chút tiến giai hậu kỳ nhiều năm cùng giai tu sĩ, coi là thật động thủ, cũng chưa hẳn là bọn hắn đối thủ. Ai ngờ trong nháy mắt,
5 người đồng thời bị người đánh lén thụ thương, thực tế là vô cùng nhục nhã. Đối bọn hắn ánh mắt phẫn nộ cùng đầy trời mà dưới mưa kiếm, màu xanh sẫm nam tử cơ hồ là không thèm để ý chút nào, khóe miệng kéo một cái, hiện lên một tia khinh thường chi ý, bỗng nhiên ở giữa, thân thể nhoáng một cái, vô số đạo mực bóng người màu xanh lục từ hắn đứng thẳng địa phương tách rời mà ra, mỗi một cái đều cùng hắn bản tôn giống nhau như đúc, nhất là khiến người giật mình là, tựa hồ mỗi một cái đều lộ ra cường đại uy áp, để người trong lúc nhất thời, căn bản liền phân biệt không ra ai là bản tôn ai là phân thân. Tiêu Phàm thầm kinh hãi, hắn từng tại Ma Diễm Thành bên ngoài được chứng kiến tam thủ ma lang ba huyễn thân, tính được thần hồ kỳ kỹ, nhưng cùng trước mắt cái này màu xanh sẫm nam tử tương đối, tam thủ ma lang quả thực chẳng đáng là gì, ba huyễn thân thực tế lên không được bàn tiệc. Một tiếng gào thét, 100.000 cái bóng đón 100.000 đạo kiếm quang nghênh kích đi lên, đưa tay liền bắt hướng na từng đạo lợi kiếm. Đều không ngoại lệ, mỗi đạo mực bóng người màu xanh lục đều là cường hoành như vậy động tác, không tránh không né, ôm đồm ra. Dù là người đứng xem đều là hậu kỳ đại tu sĩ, ánh mắt sắc bén, trong chớp nhoáng này, cũng nhìn hoa cả mắt, không kịp nhìn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, phụt một tiếng vang, không trung 100.000 đạo kiếm quang bỗng nhiên tiêu tán, mà 100.000 đạo mực bóng người màu xanh lục cũng bỗng nhiên hướng ở giữa hợp lại, một lần nữa hóa thành màu xanh sẫm nam tử, vững vàng đứng ở nơi đó, tay phải ở giữa, một mực cầm Trần Tuyết Băng trường kiếm. Chuôi này hàn lóng lánh trường kiếm, tựa như thông linh tính, chính đang không ngừng vặn vẹo dãy giụa, dốc hết toàn lực, muốn tránh thoát trói buộc. Mọi người không khỏi đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Phân quang bắt ảnh, thiên ma bách biến. Chốc lát, Cửu Âm thiếu chủ thấp giọng kêu lên, cả người quấn hắc vụ không ngừng cuồn cuộn. Chương 1382, thiên ma thiếu chủ. Không sai, người còn có chút ánh mắt, không hổ là Cửu Âm quốc thiếu chủ. Màu xanh sẫm nam tử ánh mắt trong chớp nhoáng tại Cửu Âm thiếu chủ mơ hồ không rõ trên mặt đánh một vòng, vừa cười vừa nói. Người cùng thiên ma lão tổ là quan hệ như thế nào? Cửu Âm thiếu chủ kêu lên, hắc hắc, đã sớm nghe nói, Cửu Âm tông cùng chúng ta thiên ma đạo hệ ra đồng nguyên, ta trước kia là không thể nào tin được, hiện tại xem ra, thật là có điểm khả năng. Dù coi như thế, các ngươi Cửu Âm tông cũng bất quá là thiên ma đạo một cái chi nhánh thôi, tuyệt không phải chính tông. Màu xanh sẫm nam tử nói, khóe miệng kéo một cái, mặt mũi tràn đầy ngạo khí. Đang khi nói chuyện, mực bàn tay lớn màu xanh lục, hay là một mực cầm Trần Tuyết Băng trường kiếm. Trần Tuyết Băng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, bấm quyết cách làm, không ngừng thúc giục bảo vật, trường kiếm kia phát ra, ong ong, thanh âm, tựa hồ cũng đã cạn kiệt toàn lực, lại là vô luận như thế nào đều tránh thoát không ra. Tiểu tử, buông tay, Trừ Cửu một tiếng quát lớn, đưa tay một trường. Trùng điệp đánh vào càng hoàng chuông bên trên, cổ phát chuông lớn phát ra ầm ầm nổ vang, từng vòng sóng âm hướng về màu xanh sẫm nam tử càn quét mà đi. Màu xanh sẫm nam tử nhẹ buông tay, buông ra Trần Tuyết Băng trường kiếm, tiện tay vạch một cái, một đạo màu xanh sẫm gợn sóng cuồn cuộn mà ra, ở giữa không trung cùng càng hoàng chuông sóng âm đụng vào nhau, trong khoảnh khắc hai cỗ lực lượng liền chôn vùi vào vô hình. Trừ Cửu sắc mặt hơi đổi một chút, liền là ngưng lực không phát. Không có thúc đẩy càng hoàng chuông phát động vòng thứ hai công kích. Trần Tuyết Băng nâng tay khẽ vẫy, đem không trung trường kiếm thu hồi lại, chỉ thấy hàn lóng lánh lợi kiếm trở nên có mấy phần ảm đạm, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Chuôi này Thái A kiếm là Trần Tuyết Băng bản mệnh binh khí, Thái Cực môn tứ đại thần kiếm một trong, dĩ vãng quét ngang quần tà, không đâu địch nổi, không ngờ hôm nay lại kém chút bị người tay không chiếm đi. Cứ việc Tuyết Tiên tử trong lòng nổi giận, nhưng cũng cưỡng ép ngăn chặn kia cỗ lửa giận. Không có lập tức xuất thủ lần nữa. Là tiên hoàng chuông hàng nhái, mặc dù phỏng chế cấp bậc không cao, nhưng cũng có chút uy lực. Chấm ngoặc kép, màu xanh sẫm nam tử lại đối Trần Tuyết Băng cùng nàng Thái A kiếm làm như không thấy, chỉ là tiếp cận Trừ Cửu trước mặt càng hoàng chuông, hai mắt nhắm lại. Nhẹ nhàng gật đầu, nói, Trừ Cửu trong lòng thầm kinh hãi. Cái này ma nhân, chẳng lẽ không phải từ Thất Dạ giới đến, mà là Nam Châu Đại Lục bản thổ cao nhân. Băng không mà nói. Làm sao đối với hắn pháp bảo sử dụng mà biết rất nhẫm. Hắn cái này miệng càng hoàng chuông, đúng là thượng giới chí bảo tiên hoàng chuông hàng nhái, thái thượng tông trấn giáo chí bảo một trong. Bất quá người này nói càng hoàng chuông phỏng chế cấp bậc không cao. Trừ Cửu tự nhiên tuyệt không tán đồng. Cho tới nay, Trừ Cửu đều là loại kia địch mạnh càng mạnh, chết không phục cứng rắn tính tình, nhất là đối mặt cùng giai tu sĩ, Cửu công tử cho tới bây giờ đều chưa từng phục qua thua. Nhưng mà đối mặt cái này màu xanh sẫm nam tử. Cứ việc cũng là cùng giai tu sĩ, Trừ Cửu lại cũng không thể không tại ở sâu trong nội tâm thừa nhận,
đơn đả độc đấu, mình quả thật không phải người này địch thủ. Vừa rồi càng hoàng chuông một kích, cố nhiên không có dốc hết toàn lực, nhưng cũng xử suất 7-8 phần uy lực. Lại bị người này tiện tay vạch một cái, liền hóa giải mất, chênh lệch của song phương là rõ ràng. Cửu công tử ngạo khí về ngạo khí, lại không phải kẻ lỗ mãng. Màu xanh sẫm nam tử lập tức đem ánh mắt từ càng hoàng chuông bên trên rời. Chăm chú vào chữ cửu trên mặt, nhếch miệng cười một tiếng, nói theo ta được biết, càng hoàng chuông chính là Thái Thượng Tông trấn giáo chí bảo, nói như vậy, các hạ là Thái Thượng Tông nhân vật trọng yếu rồi. Còn trẻ như vậy, lại vừa mới tiến cấp không nhiều. Ân, ta biết, ngươi là chữ cửu. Lần này, chữ cửu là mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Chẳng những hắn, mấy người khác đều giật mình không phải tiểu. Vừa rồi màu xanh sẫm nam tử một ngụm liền gọi ra cửu âm thiếu chủ thân phận, còn có thể giải thích nói, là bởi vì thiên ma đạo cùng cửu âm tông đồng nguyên, lẫn nhau quen thuộc, lúc này lại đem chữ cửu nhận ra được, đây cũng không phải là nhãn lực vấn đề. Giật mình về sau, chữ cửu liền lạnh cười nói, các hạ tâm cơ rất sâu. Chưa nói tới, bình thường người, ta nhưng lười đi để ý tới. Nhưng các người mấy vị, vẫn có chút đặc thù. Thái Thượng Tông tại Nam Châu Đại Lục, cũng coi là siêu cấp đại tông, bổn thiếu chủ quan tâm kỹ càng một chút, chính là chuyện đương nhiên. Vị này tính cách mạnh mẽ tiên tử, tay cầm Thái A Kiếm, Thái Cực Môn Tứ Đại Thần Kiếm một trong, hắc hắc, nếu như ta không có đoán sai, các hạ chính là Giải Khánh Chân Nhân đích tôn nữ Trần Tuyết Băng Tuyết Tiên Tử. Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt càng sâu nghe tiếng, Tuyết Tiên Tử tính tình, so nam nhân còn cương liệt. Màu xanh sẫm nam tử ánh mắt chuyển qua Trần Tuyết Băng trên mặt, nhìn từ trên xuống dưới, miệng bên trong chậc chậc có âm thanh, thần tình kia lại phảng phất trưởng giả tại phê bình một tên hậu bối, hơn nữa còn là phê bình tiểu hài tử ngữ khí. Trần Tuyết Băng một gương mặt xinh đẹp tấm, cơ hồ muốn nhỏ xuống nước tới. Nhiều năm như vậy, ai dám ở trước mặt nàng vô lễ như thế cuồng vọng? Dám làm người như vậy, đã sớm chết không có chỗ chôn. Hừ, các hạ là ai, dạng này trăm phương ngàn kế tìm hiểu tin tức của chúng ta. Là mục đích gì? Âu Dương Thiên lạnh lùng quát hỏi. Màu xanh sẫm nam tử khóe miệng kéo một cái, lại lộ ra loại kia mang theo ngạo nghễ mỉa mai ý cười, ánh mắt tại Âu Dương Thiên trên mặt quét qua, cười hắc hắc, nói các trong hạ thể chí dương lôi điện phồng lên, chắc là Hạo Thiên Tông truyền nhân, xin hỏi họ gì đại danh, không phải là Âu Dương Thiên. Âu Dương Thiên sắc mặt một hàn, ánh mắt hung quang lấp lóe, tựa như lúc nào cũng sẽ hướng màu xanh sẫm nam tử xuất thủ. Màu xanh sẫm nam tử lại không thèm để ý chút nào, trên mặt ý cười càng đậm, ha ha, có ý tứ, thật không nghĩ tới, vậy mà lại tại cái này Bạch Vân Thành bên trong, một lần tính tụ họp nhiều như vậy nhân vật trọng yếu. Xem ra lần này, các ngươi Nam Châu Đại Lục là bỏ hết cả tiền vốn, dự định một lần là xong, hắc hắc. Như thế nói đến, hai vị thân phận hẳn là cũng kém không nhiều a. Nói, ánh mắt hướng Tiêu Phàm cùng Hoàng Tuyền Thiếu Quân trên mặt khẽ quét mà qua. Hoàng Tuyền Thiếu Quân hừ lạnh một tiếng, nói, xem ra các hạ đối với chúng ta Nam Châu Đại Lục chính ma đại tông tình hình hiểu rõ rất nhiều, không sai, tại hạ họ Hứa, chính là xuất thân cùng Hoàng Tuyền Thần Điện. Nguyên lai là Hứa Thiếu Quân, thất lễ, màu xanh sẫm nam tử vừa chắp tay, ôm quyền nói. Lại không biết vị này, lại là môn nào phái nào thiếu chủ, xin thứ cho mắt phụng về. Màu xanh sẫm nam tử ánh mắt, định tại Tiêu Phàm trên mặt. Từ hắn hiện thân đến nay. Một mực huy sái tự nhiên, đối mặt sáu tên cùng giai tu sĩ, hào không khẩn trương bối rối, ngược lại bày làm ra một bộ cao cao tại thượng, bế nghễ quần hùng ngạo nghễ tư thế, nhưng ở nội tâm của hắn, lại vẫn luôn tại thời khắc chú ý Tiêu Phàm. Bởi vì, trong sáu người, lấy Tiêu Phàm tu vi cao nhất, khó khăn lắm đã đến nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đại thành. Vừa rồi giao thủ, Tiêu Phàm cũng là một cái duy nhất tránh thoát hắn đánh lén người. Xem ra người này vô cùng có khả năng trở thành cuộc chiến hôm nay biến số lớn nhất. Tại hạ Tiêu Phàm, thẹn trưởng Vô Cực Môn, Tiêu Phàm lạnh nhạt nói. Vô Cực Môn, màu xanh sẫm nam tử song mi dương lên. Vô Cực Môn không phải cũng sớm đã xuống dốc sao? Tiêu đạo hữu cái này Vô Cực Môn, chẳng lẽ cùng lúc trước cái kia Vô Cực Môn, không là một chuyện. Màu xanh sẫm nam tử tiến vào Nam Châu Đại Lục về sau, đối Nam Châu Đại Lục các đại siêu cấp tông môn tình hình, đều làm kỹ càng hiểu rõ. Vô Cực Môn làm năm đó Nam Châu Đại Lục thứ nhất tông môn, tự nhiên cũng tại hắn chú ý liệt kê, chỉ là ngàn năm trước liền đã triệt để xuống dốc, liền cũng không còn để ở trong lòng. Cũng khó trách hắn như thế kinh ngạc, Tiêu Phàm cười cười, hỏi, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Tại hạ họ Ma, đương đại thiên ma đạo tổ, chính là tại hạ sư tôn. Màu xanh sẫm nam tử cười hắc hắc, nói, mọi người sắc mặt đều biến,
Giao diện đại chiến đánh nhiều năm như vậy, bọn hắn đương nhiên đối thất dạ giới tình hình, ít nhiều có chút hiểu rõ. Thiên ma đạo chính là thất dạ giới thứ nhất tông môn, đương đại thiên ma đạo tổ càng là danh xưng thất dạ giới đệ nhất nhân. Thất dạ giới ma quân, chỉ cần vừa nhắc tới thiên ma đạo cùng thiên ma đạo tổ, kia là người người kính ngưỡng. Lại không nghĩ tới, sẽ ở đây đụng phải thiên ma đạo tổ dòng chính truyền nhân. Mà lại từ tu vi của hắn cùng ngạo khí đến xem, người này vô cùng có khả năng cùng thân phận của bọn hắn đồng dạng, chính là thiên ma đạo thiếu chủ, thiên ma đạo tổ người thừa kế. Khó trách thần thông như thế cao minh. Nói như vậy, Bạch Vân thành chủ Lâu đạo hữu là cùng đạo hữu giao thủ. Âu Dương Thiên hỏi, không sai, Lâu võ cũng coi như là rất không tệ, thế mà có thể ở dưới tay ta trèo chống gần nửa canh giờ, võng tượng huyết mạch luyện thể chi thuật, quả nhiên có độc đáo chi bí. Bất quá cũng chỉ thế thôi, mà lại bọn hắn Lâu ra cái này kích phát thánh linh huyết mạch bí thuật, cũng có lợi có hại. Lâu võ từ đầu đến cuối khó mà tiến thêm một bước, liền cùng cái này bí thuật có quan hệ. Đem mỗi một phần tiềm lực đều kích phát ra đến, còn muốn tiến giai, đó chính là người si nói mộng. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, màu xanh sẫm nam tử vừa cười vừa nói, giọng nói nhẹ nhàng bên trong kẹp lấy khinh thường. Hiển nhiên đối Bạch Vân Thành Lâu ra bí thuật, có chút xem thường. Nói thật, ta là thật có điểm không rõ, chẳng lẽ Nam Châu Đại Lục Đại Tông Môn đã như thế xuống dốc sao? Thế mà lại phái ra năm vị thiếu chủ tới làm chuyện nguy hiểm như vậy. Hắc hắc, hẳn là chư vị sư tôn. Đều lão hồ đồ rồi sao? Im ngay, lập tức liền có mấy người một đồng quát lên. Trừ cửu bọn người, đều đối với hắn trợn mắt nhìn. Hoàng Tuyền thiếu quân lạnh cười nói, các hạ sư tôn để ngươi độc thân ở đây, đó mới là thật lão hồ đồ. Màu xanh sẫm nam tử cười ha ha một tiếng, nói, chư vị là nghĩ cùng nhau tiến lên, dựa đa số thằng ha. Có gì không thể, cửu âm thiếu chủ hỏi ngược lại. Đây chính là giao diện đại chiến, không phải giang hồ quy củ, đơn đả độc đấu. Đương nhiên có thể, ta không nói không được, bất quá chư vị đừng quên, đây là đang Bạch Vân Thành. Chư vị không ngại hướng bốn phía nhìn xem, hay là các ngươi quen thuộc cảnh sắc a? Màu xanh sẫm nam tử dứt khoát hai tay ôm ngực, dù bận vẫn ung dung nói. Nghe hắn nói như vậy, trong lòng mọi người run lên, vội vàng hướng nhìn bốn phía, chỉ thấy kia cao ngất cự tháp, y nguyên đứng sừng sững ở cách đó không xa, xung quanh là mênh mông vô bờ nội hồ, sóng nước lấp loáng, phong cảnh tú lệ. Tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì cải biến, nhưng mà nhìn kỹ, lại liền có thể cảm giác ra không ổn tới. Vô luận là cự tháp hay là nội hồ, tựa hồ cũng có chút không lớn chân thực, nhất là sóng nước lấp loáng mặt hồ, đã thật lâu không có thay đổi qua hình tượng. Huyễn cảnh, Hoàng Tuyền thiếu quân giật mình, kêu lên, sắc mặt một chút trở nên cực kỳ khó coi. Cuối cùng là nhìn ra, chư vị đã rơi vào ta thiên ma trong ảo cảnh, chẳng lẽ còn muốn đi ra ngoài không thành? Nguyên lai tưởng rằng một trận, còn nhiều hơn hao chút tâm tư, ai ngờ nhiều như vậy đầu cá lớn đưa tới cửa, thật là làm cho người không tưởng tượng được, hắc hắc. Chương 1383, phá trận khôi lỗi. Các hạ coi là nương tựa theo chỉ là một cái huyễn trận, liền có thể vây khốn ta nhóm. Hoàng Tuyền thiếu quân lạnh lùng nói, chỉ là một cái huyễn trận, hắc hắc, xem ra Hứa đạo hữu cũng tinh thông trận pháp chi đạo. Như vậy đi, ma nào đó liền đứng ở chỗ này bất động. Mặc cho Hứa đạo hữu phá trận, chỉ cần Hứa đạo hữu có năng lực phá mất tại hạ cái này thiên ma huyễn cảnh, ma nào đó liền cung tiễn chư vị rời đi, tuyệt không gây khó dễ, như thế nào? Màu xanh sẫm nam tử liền cười, nhìn về phía Hoàng Tuyền thiếu quân ánh mắt, tràn ngập khiêu khích chi ý. Thật chứ, Hoàng Tuyền thiếu quân hai mắt khẽ híp một cái. Màu xanh sẫm nam tử cười hắc hắc, một bộ ta cần phải lừa gạt thần thái của ngươi. Hoàng Tuyền thiếu quân hừ một tiếng, nói, rất tốt. Vậy ta liền thử một chút, ngược lại muốn xem, đại danh đỉnh đỉnh thiên ma đạo, đến cùng có gì ghê gớm thủ đoạn. Màu xanh sẫm nam tử khoát tay áo, mỉm cười nói, Hứa đạo hữu, mời. Tiêu đạo hữu, Hoàng Tuyền thần điện phá trận khôi lỗi danh khí 10 điểm vang dội, cùng Hứa đạo hữu vừa vỡ trận, chúng ta liền một cùng ra tay, đánh vỡ hộ thành lồng ánh sáng, rời đi nơi đây. Đúng lúc này, Tiêu Phàm trong tai vang lên Âu Dương Thiên truyền âm thanh âm. Nhìn ra được. Âu Dương Thiên vẫn luôn tương đối khẩn trương. Tiêu Phàm ngược lại cũng có thể lý giải. Bất kể nói thế nào, nơi này là Bạch Vân Thành bên trong, đã kinh động cái này thiên ma thiếu chủ, việc cấp bách tự nhiên là lập tức phá vây mà đi, về phần phá trận, vậy liền không cần nhắc lên. Bởi vì cái gọi là thiên kim chi tử tọa bất thủy đường. Âu Dương Thiên thân là Hạo Thiên Tông thiếu tông chủ, thân phận gì cùng quý giá, từ không muốn ở đây cùng người liều mạng. Đừng bảo là cái này thiên ma thiếu chủ mạnh mẽ như thế.
coi như có thể đem bị giết, lại có thể thế nào? Cuối cùng vẫn là tính mạng mình quan trọng. Về phần cố ý cùng Tiêu Phàm thương nghị, tự nhiên là hy vọng hắn có thể tại quan trọng trước mắt ngăn trở cái này thiên ma thiếu chủ. Trong 6 người, lấy Tiêu Phàm cảnh giới tối cao, cái này đoạn hậu nhiệm vụ. Đương nhiên muốn rơi trên đầu hắn. Tiêu Phàm nhẹ nhàng, một tiếng, từ chối cho ý kiến. Hoàng Tuyền thần điện phá trận khôi lỗi, hắn cũng đã được nghe nói, chính tốt mở mang kiến thức một chút. Hoàng Tuyền thiếu quân ống tay áo lắc một cái, quang mang lấp lánh bên trong, 6 con khôi lỗi thú từ chữ vật vòng tay bên trong bắn ra. Những khôi lỗi này thú hình thể không lớn, nhìn qua cùng phổ thông sói xanh không chênh lệch nhiều nhỏ, toàn thân lóng lánh, còn mọc ra một hai cánh, lộ ra linh áp, cũng tại kim đan hậu kỳ tiêu chuẩn. Nhưng những khôi lỗi này thể nội, có khác một cỗ cực kỳ nguy hiểm giữ dằn khí tức, khiến người gặp một lần phía dưới. Liền kìm lòng không đặng đề cao cảnh giác, có chút ý tứ. Chấm ngoặc kép, một mực dù bẩn vẫn ung dung màu xanh sẫm nam tử, trên mặt cũng lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Cái này tựa như là chuyên môn phá trận khôi lỗi. Phá trận khôi lỗi có thể luyện ra cao như vậy đẳng cấp đến, Hứa đạo hữu cũng coi là rất bỏ được tốn tiền vốn. Hoàng Tuyền thiếu quân thầm giật mình, không nghĩ tới hắn vừa để xuống ra cái này mấy đầu khôi lỗi, chưa thi triển thần thông. Liền bị cái này đến từ dị giới gia hỏa nhận ra được, cái này thiên ma thiếu chủ, quả nhiên uyên bác. Hẳn là tại thất dạ giới, cũng có cùng loại phá trận khôi lỗi. Lấy khôi lỗi phá trận. Kỳ thật tính không được là Hoàng Tuyền thần điện bí kỹ độc môn, không ít tinh thông khôi lỗi thuật tông môn. Đều có cùng loại thần thông, bất quá Hoàng Tuyền thần điện phá trận khôi lỗi, đặc biệt có tên. Phá trận khôi lỗi đối phó huyễn trận, nhất là hữu hiệu. Tu sĩ bị vây ở huyễn trong trận, vô luận như thế nào chấn định. Tổng khó tránh khỏi bị mình chứng kiến hết thảy ảnh hưởng, trên thực tế là mình, lắc lư, mình, cơ hồ tất cả huyễn trận, đều là dùng đồng dạng nguyên lý. Bị nhốt người mình phát huy, tác dụng, thường thường so huyễn trận bản thân còn muốn to lớn. Khôi lỗi vô tri vô biết, vốn là thiếu hụt, nhưng dùng tại phá trận phía trên, lại phù hợp. Vô tri vô biết, liền sẽ không bị chứng kiến hết thảy bối rối, sẽ chỉ dựa vào đơn giản nhất trực giác làm việc, rất nhiều huyễn trận, thường thường nhất cử có thể phá. Đáng tiếc cái này phá trận khôi lỗi lại thần kỳ, muốn phá ta thiên ma huyễn cảnh, kia vẫn là kém xa. Màu xanh sẫm nam tử lập tức cười nói. Thật sao, đạo hữu ngược lại là rất tự tin. Hoàng Tuyền thiếu quân cười lạnh một tiếng, tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm. Đi, ống tay áo lắc một cái, số đạo pháp quyết bắn ra, đánh vào 6 đầu khôi lỗi thể nội. 6 đầu khôi lỗi trong mắt hồng quang đại phóng, riêng phần mình rít lên một tiếng, triển khai 2 cánh, hướng 4 phương 8 hướng kích bắn đi, đảo mắt liền ẩn vào hư giữa không trung, không thấy bóng dáng. Hoàng Tuyền thiếu quân một tay chắp sau lưng, đầu có chút ngóc lên. Khóe môi vểnh lên, tựa hồ đối với khôi lỗi của mình cực kỳ tự tin. Màu xanh sẫm nam tử lại phảng phất so hắn càng thêm tự tin. Một lát sau, Hoàng Tuyền thiếu quân lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, lập tức lại giãn ra. Màu xanh sẫm nam tử lại khóe miệng hơi vểnh lên, nói thế nào, gặp được phiền phức rồi. Muốn hay không tại hạ hỗ trợ hừ, đa tạ hảo ý, các hạ không khỏi quá tự tin. Nói, Hoàng Tuyền thiếu quân túm môi hét dài một tiếng. Lập tức liền từ địa phương khác nhau truyền đến nhọn tiếng khóc, xem như cho hắn đáp lại. Hoàng Tuyền thiếu quân liền cười, lạnh cười nói, các hạ đem cái này thiên ma huyễn cảnh thổi đến trên trời ít có trên mặt đất hoàn toàn không có, nguyên lai cũng chỉ thường thôi. Chúng ta đi, dưới chân độn quang cùng một chỗ, phía bên trái bên cạnh kích bắn đi. Âu Dương Thiên không chút do dự, đi sát đằng sau ở phía sau. Hắn đã sớm tại thời khắc chuẩn bị. Trần Tuyết Băng lại vẫn nổi giận đùng đùng tiếp cận màu xanh sẫm nam tử, bộ ngực cao vút gấp gáp chập trùng, rất rõ ràng, cứ như vậy đi, Tuyết Tiên Tử thực tế là nuốt không dưới khẩu khí này. Nàng không đi, Trừ Cửu cũng không đi, yên lặng đứng tại bên cạnh nàng, tiếp cận màu xanh sẫm nam tử. Đi, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, Tiêu Phàm bỗng nhiên liền đến trước người bọn họ, thấp giọng nói. Nói thật, nếu như là hắn lẻ loi một mình ở đây, ngược lại không sợ hãi. Cái này thiên ma huyễn cảnh cố nhiên cao minh, có càn khôn đỉnh, nơi tay, tăng thêm hắn càng thêm tinh diệu không gian chi kỹ, màu xanh sẫm nam tử thần thông lại kinh người, lại cũng chưa chắc liền có thể lưu được hắn. Nhưng cùng Trừ Cửu bọn người ở tại cùng một chỗ, lại không thể mạo hiểm. Đồng hành 5 người, thất thủ bất kỳ người nào, đều đem đối lần này liên quân tạo thành to lớn ảnh hưởng. Trừ Cửu gật gật đầu, cổ tay khẽ đảo, liền tóm lấy Trần Tuyết Băng cổ tay trắng, dưới chân độn quang cùng một chỗ. Đi theo Cửu Âm thiếu chủ về sau, phía bên trái bên cạnh độn đi.
May mà Tuyết Tiên Tử vẫn chưa giận dữ, cũng không có tránh thoát, mặc cho Trừ Cửu bắt lấy cổ tay của nàng, đưa nàng kéo đi. Tiêu Phàm Đoạn Hậu, từ đầu đến cuối, đều là đang đối mặt lấy màu xanh sẫm nam tử. Màu xanh sẫm nam tử nhếch miệng cười một tiếng, giơ tay lên, hướng bọn hắn vung một chút, vững vàng đứng tại chỗ, không nhúc nhích, căn bản liền không lo lắng bọn hắn sẽ rời khỏi. Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái, màu xanh sẫm nam tử thân hình biến mất theo. Bên người cảnh sắc đã biến, mặc dù hay là ở bên trong trên hồ không, cự tháp bên cạnh, nhưng cự tháp lại đổi cái vị trí, cảm giác bên trên, cùng bọn hắn khoảng cách thêm gần. Đi đầu dẫn đường Hoàng Tuyền thiếu quân, lại bỗng nhiên dừng lại bước chân. Như thế nào? Âu Dương Thiên bận bịu tức hỏi. Hoàng Tuyền thiếu quân không lên tiếng, nâng tay khẽ vẫy, hư không một trận vặn vẹo, một đầu hai cánh sói xanh khôi lỗi kích xạ mà đến, dừng ở trước người hắn, miệng bên trong phát ra chi chi thanh âm. Tựa hồ đang cùng Hoàng Tuyền thiếu quân câu thông, chốc lát, Hoàng Tuyền thiếu quân gật gật đầu, phía bên phải phía trước vọt tới. Âu Dương Thiên tự nhiên hay là theo sát, tuyệt không chịu lạc hậu nửa bước, liên tiếp chuyển đổi mấy cái phương hướng, Hoàng Tuyền thiếu quân song mi. Dần dần nhíu chặt, Hứa đạo hữu, đến cùng có đi hay không được ra ngoài. Cái thứ nhất không kiên nhẫn, đương nhiên là Tuyết Tiên Tử, kêu lên. Hoàng Tuyền thiếu quân nhíu chặt song mi, trong mắt tinh sáng lóng lánh, hay là không rên một tiếng. Bất quá từ thần thái của hắn cũng có thể nhìn ra được, tình hình tựa hồ không thể lạc quan. Mọi người tại đây đều là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, coi như cũng không tinh thông trận pháp chi đạo, lại cũng đều là kiến thức rộng rãi hạng người, rất rõ ràng, bọn hắn chỉ là tại huyễn trong trận xoay quanh tử. Hứa đạo hữu, còn muốn nếm thử a? Đúng lúc này, màu xanh sẫm nam tử thanh âm vang lên, một trận gợn nước ba động, tại cách đó không xa hiện thân mà ra. Mỉm cười nhìn về phía mọi người, khóe miệng mỉa mai chi ý, cho dù ai đều thấy thanh thanh sở sở. Đã sớm nghe nói qua Hoàng Tuyền thần điện phá trận khôi lỗi, đại danh đỉnh đỉnh, hôm nay gặp mặt, không gì hơn cái này. Quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Hứa huynh, phải thừa dịp sớm nghĩ cách, nơi thị phi, không thể ở lâu. Vang lên bên tai Âu Dương Thiên truyền âm thanh âm. Lúc này, Âu Dương thiếu chủ nhưng không tâm tư đi so đo màu xanh sẫm nam tử thái độ. Hoàng Tuyền thiếu quân biến sắc, trong mắt cực nhanh hiện lên một vòng tàn khốc, bỗng nhiên hai tay bấm quyết, miệng lẩm bẩm. Đốt, một tiếng quát lớn, lập tức, một trận oanh thanh âm ùng ùng vang lên. Mọi người chỉ cảm thấy một cỗ hủy diệt lực lượng, từ bốn phương tám hướng càn quét mà ra, đột nhiên, tựa hồ chấn động đến toàn bộ hư không đều tại run rẩy kịch liệt, không khỏi cùng nhau biến sắc. Không hề nghi ngờ, Hoàng Tuyền thiếu quân đây là dẫn bạo hắn sáu đầu phá trận khôi lỗi. Tự bảo. Đây là phá trận khôi lỗi mạnh nhất, cũng là đòn sát thủ sau cùng. Không phải đến vạn bất đắc dĩ, Hoàng Tuyền thiếu quân tuyệt không chịu tùy tiện sử dụng. Những khôi lỗi này mặc dù chỉ có kim đan hậu kỳ cảnh giới, nhưng làm đặc biệt phá trận khôi lỗi, luyện chế cực kỳ không dễ. Hoàng Tuyền thiếu quân tinh thông khôi lỗi thuật, có thể tùy tiện luyện chế ra nguyên anh sơ kỳ khôi lỗi, nhưng chưa hề đem phá trận khôi lỗi luyện đến cao như vậy cấp bậc, kim đan hậu kỳ đã là cực hạn của hắn. Dĩ vãng mặc kệ gặp được mạnh cỡ nào pháp trận, chỉ cần tế ra phá trận khôi lỗi, cơ hồ là không có gì bất lợi. Dưới mắt, lại bị cái này nhìn qua thường thường không có gì lạ thiên ma huyễn cảnh bước đến tự bạo khôi lỗi. Trong khoảnh khắc, bọn hắn chỗ đứng không gian liền cấp tốc bắt đầu vặn vẹo, phảng phất huyễn tượng, từng mảnh vỡ vụn, tiêu tán thành vô hình. Nguyên bản liền ở bên người cách đó không xa cự tháp cùng dưới chân nội hồ, bỗng nhiên biến mất không còn tăm tích. Hộ thành đại trận kỳ quái vòng bảo hộ xuất hiện lên đỉnh đầu. Đi, Hoàng Tuyền thiếu quân trong lòng vui mừng, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền hướng lồng ánh sáng vào tới, cổ tay khẽ đảo, lộ ra pháp bảo. Cái này hộ thành đại trận lồng ánh sáng cố nhiên lợi hại, nhưng từ bên trong hướng ngoại đột phá, xa so từ hướng ngoại bên trong đột phá muốn dễ dàng hơn nhiều. Sáu tên hậu kỳ đại tu sĩ liên thủ một kích, mạnh hơn hộ thành lồng ánh sáng, cũng có thể nháy mắt liền xé mở một đường vết rách tới. Đúng lúc này, bóng người lóe lên, ngăn ở trước mặt hắn. Lại là Tiêu Phàm, Hứa đạo hữu, chậm đã. Tiêu đạo hữu, người cái này là ý gì? Hoàng Tuyền thiếu quân bỗng nhiên đè lại độn quang, kêu lên, sắc mặt biến hóa. Quan trọng trước mắt, Tiêu Phàm chẳng lẽ muốn tương trợ địch nhân không thành? Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt hướng lên phía trên quét tới. Chẳng biết lúc nào, màu xanh sẫm nam tử sớm đã xuất hiện tại đám người đỉnh đầu, hai tay ôm ngực, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn hắn. Khóe miệng tràn đầy mỉa mai mỉm cười chi ý. Chương 1384, phân mà bắt lấy. Thế nào,
cái này liền xong rồi. Hứa đạo hữu chỉ có ngần ấy thủ đoạn. Màu xanh sẫm nam tử nhẹ cười lên, thần thái có chút huệ oải. Nói thật cho ngươi biết đi, hứa đạo hữu, dù coi như ngươi phá trận khôi lỗi có thể phá thiên dưới tất cả huyễn trận, cái kia cũng phá không được ta thiên ma huyễn cảnh. Muốn phá thiên ma huyễn cảnh, chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Đó chính là ngươi tu vi so với ta mạnh hơn, cảnh giới cao hơn ta, thần niệm chi lực viễn siêu tại ta, kia cái này thiên ma huyễn cảnh, đối với ngươi mà nói, chính là không tồn tại. Ngươi chỉ cần một ý niệm, liền có thể đem huyễn trận phá mất. Ha ha, chấm ngoặc kép, tất cả đây hết thảy, tự nhiên đều là hắn tại tự hỏi tự trả lời, bởi vì hắn cảm thấy dạng này rất thú vị, tựa như mèo vờn chuột đồng dạng, rất đáng được khoe khoang. Vương bát đản, Trần Tuyết Băng một tiếng gầm thét. Ống tay áo lắc một cái, tám thanh trường kiếm bay múa mà ra, ở giữa không trung xoay chậm chậm, ở giữa thì là nàng bản mệnh binh khí Thái A kiếm. Kiếm trận khí tức dâng lên mà ra, Tuyết Tiên tử mặc dù tính tình không tốt, nhưng cũng biết, bình thường thủ đoạn, tuyệt đối không làm gì được cái này ma nhân, trực tiếp tế ra Thái Cực Môn cửu cung bát quái kiếm trận. Thái Cực Môn lấy kiếm trận văn danh thiên hạ, trong đó phức tạp nhất chính là cửu cung bát quái kiếm trận, bình thường cũng bị người cho rằng là uy lực mạnh nhất kiếm trận. Bình thường mà nói, cửu cung bát quái kiếm trận đều là từ nhiều người hợp làm, nhiều nhất thời điểm, có thể lên vạn người đồng thời thúc đẩy cửu cung bát quái kiếm trận. Chỉ có công lực thâm hậu, thiên phú cực cao tu sĩ cấp cao, mới có thể một người bày ra phức tạp nhất cửu cung bát quái kiếm trận. Nữ nhân nên ôn nhu nhàn thục, người quá thô lỗ. Người biết không, ta rất tức giận, màu xanh sẫm ma người sầm mặt lại, gắt gao tiếp cận Trần Tuyết Băng, nói, ngữ khí lập tức trở nên lạnh như băng. Trần Tuyết Băng cười lạnh một tiếng, hai tay cũng chỉ như kích, giao nhau một chỉ. Chín thanh trường kiếm hào quang tỏa sáng, tốc độ xoay tròn bỗng nhiên tăng tốc. Siêu, màu xanh sẫm ma người thân thể nhoáng một cái, liền ở tại chỗ biến mất. Cẩn thận, Trừ Cửu quát khẽ một tiếng, trùng điệp một trường, đánh vào càng hoàng chuông bên trên. Một vòng mắt Trần có thể thấy to lớn kinh lực, hướng bốn phía cuồn cuộn mà ra, vô thanh vô tức đem hắn cùng Trần Tuyết Băng đều bao phủ nó hạ. Được chứng kiến màu xanh sẫm nam tử, thiên ma bách biến, thân pháp về sau, Trừ Cửu đã sớm đem tính cảnh giác đề cao đến 12 phân. Dù là như thế, như trước vẫn là không đủ. Không hề có điểm báo trước, màu xanh sẫm ma nhân liền xuất hiện tại bên cạnh hai người, trực tiếp tránh thoát càng hoàng chuông to lớn cự lực. Cũng đem Trần Tuyết Băng cửu cung bát quái kiếm trận lắc tại bên ngoài. Thật giống như hắn ngay từ đầu liền đứng ở chỗ này, cho tới bây giờ đều chưa từng di động vị trí. Dữ tợn cười một tiếng. Màu xanh sẫm ma người thân thể lại nhoáng một cái, lập tức vô số đạo mực bóng người màu xanh lục phân liệt mà ra, mỗi một bóng người trên thân đều tản mát ra cường đại đến cực điểm. Không dưới bản tôn linh áp, trong lúc nhất thời, lại nơi nào phân rõ ràng, cái kia một đạo là phân thân cái kia một đạo là bản tôn. Trần Tuyết Băng cùng Trừ Cửu đồng thời sắc mặt đại biến. Bọn hắn kinh lịch dù giàu, tình hình như vậy, lại cũng rất ít trải qua, thân là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Như thế nào tùy tiện bị người lấn đến thiết cận ở giữa. Nhưng loại tình hình này, hiện tại hết lần này tới lần khác liền phát sinh. Màu xanh sẫm ma nhân hạ quyết tâm, muốn nhất cử đem Trần Tuyết Băng cầm xuống, vừa ra tay chính là thiên ma bách biến, tuyệt chiêu. Chớ nhìn hắn mặt ngoài không thèm để ý chút nào, nhưng mà đồng thời đối mặt hai vị cùng giai tu sĩ, lại có thể nào thật như thế dù bận vẫn ung dung. Tự nhiên vừa ra tay liền dốc hết toàn lực. Cái này, thiên ma bách biến, thật đúng là khiến người ta khó mà phòng bị. Nhưng vào lúc này, trong hư không một trận gợn nước ba động vặn vẹo mà qua, vô số màu xanh sẫm phân thân, đều nhào vào không trung, Trần Tuyết Băng cùng Trừ Cửu, đã ở trước mặt hắn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Màu xanh sẫm ma người thân thể nhoáng một cái, mấy chục đạo phân thân trong chớp nhoáng thu hồi lại, song nghi có chút sơ lên, tựa hồ có chút kinh ngạc. Mấy trượng bên ngoài, Trần Tuyết Băng cùng Trừ Cửu hiện thân mà ra. Bạch bào lóe lên, Tiêu Phàm liền đứng ở bên cạnh họ, nhàn nhạt nhìn xem màu xanh sẫm nam tử. Âu Dương Thiên, Hoàng Tuyền thiếu quân cùng Cửu Âm thiếu chủ, cũng đồng loạt tụ tập chung một chỗ, hướng màu xanh sẫm nam tử trợn mắt nhìn. Hắc hắc, Tiêu trưởng giáo tốt tuấn không gian thần thông, qua nhiều năm như vậy, có thể từ ta thiên ma bách biến thủ hạ hai lần toàn thân trở ra người, thật đúng là rất hiếm thấy. Màu xanh sẫm ma nhân miệng bên trong cười, trong hai mắt, lại là tinh quang lấp lóe. Gắt gao tiếp cận Tiêu Phàm, như dao. Các hạ là dự định lấy sức một mình, đối trả cho chúng ta 6 cái. Âu Dương Thiên hừ lạnh hỏi. Màu xanh sẫm ma nhân liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh, khóe miệng hiện lên một tia khinh thường ý cười, nói Âu Dương thiếu chủ,
lá gan của ngươi coi là thật rất nhỏ, còn không bằng một cái nương môn. Lúc đầu muốn đối phó các ngươi 6 cái, bất quá ta lần này không phải muốn giết các ngươi, mà là muốn bắt sống, vậy vẫn là bảo hiểm một điểm tốt. Đều đi ra đi, nâng tay khẽ vẫy, chỉ thấy xung quanh hư không một trận vặn vẹo, vô số ma nhân hiện thân mà ra, lập tức đem Tiêu Phàm cùng 6 người vây vào giữa. Những này bỗng nhiên xuất hiện ma nhân, ước chừng có 2-3-10 vị nhiều, mỗi một người tu vi đều không thấp, trong đó chỉ ít có 5-6 tên Nguyên Anh hậu kỳ đại ma tôn, còn lại cũng đều là Nguyên Anh kỳ trở lên tu sĩ cấp cao. Các rất binh khí pháp bảo, lạnh lùng tiếp cận trong vòng vây Tiêu Phàm bọn người. Âu Dương Thiên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cái này thiên ma thiếu chủ một mực cùng bọn hắn nói nhăng nói cuội, nguyên lai xử chính là kế hoãn binh, tại tụ tập nhân thủ. Cuốn lấy bọn hắn, đừng để bọn hắn chạy mất là được, chờ ta từng cái chậm rãi thu thập. Màu xanh sẫm ma nhân cười lạnh một tiếng, quát, tuân mệnh, thiếu chủ. 20-30 tên cao giai ma nhân đồng loạt khom người lĩnh mệnh, thái độ cực kỳ kính cẩn. Mọi người cẩn thận, chấm ngoặc kép, Âu Dương Thiên kinh hãi, kêu lên, cổ tay khẽ đảo, liền muốn tế ra pháp bảo. Ngay lúc này, bên người không khí một trận vặn vẹo, trong nháy mắt, liền bị huyễn trận chi lực cưỡng ép chia cắt ra đến, Tiêu Phàm bọn người không thấy bóng dáng, chỉ còn lại có một tên đại ma tôn cùng 3 tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ, vây quanh ở bên cạnh hắn, cùng hắn giằng co. Màu xanh sẫm ma nhân vừa rồi đã nói đến hết sức rõ ràng, chính là muốn cuốn lấy bọn hắn, sau đó đem bọn hắn cả đám đều bắt sống. Bọn hắn cũng không phải phổ thông Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, mà là siêu cấp tông môn tương lai đứng đầu một phái. Chỉ cần bắt được bọn hắn, Âu Dương Minh Hạo, Phương Thánh Nhân cùng sợ ném chuột vỡ bình, trận chiến này, khỏi phải đánh liền đã thua. Thậm chí, ma nhân có thể trên người bọn hắn gieo xuống cấm chế. Lại bất động thanh sắc đem bọn hắn thả trở về, đến tương lai bọn hắn tiếp trưởng tông môn đại quyền, chẳng khác nào cả cái tông môn đều rơi vào ma nhân điều khiển bên trong. Chỉ là bọn hắn mặc dù khám phá ma nhân âm mưu, lại kunai cách đối phó. Cái này thiên ma huyễn cảnh lại kỳ diệu như vậy. Ngay cả nửa điểm kháng cự chi lực đều không có, liền bị ma nhân chia ra bao vây. Ảo cảnh một chỗ khác trong không gian, nhìn qua vây quanh ở bên cạnh mình 4 tên ma nhân, Tiêu Phàm song mi có chút nhào. Một tên hậu kỳ đại ma tôn, một tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, 2 tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Rất rõ ràng, là lúc sau kỳ đại ma tôn làm chủ, cùng Tiêu Phàm chính diện đối đầu, cái khác 3 tên cảnh giới hơi thấp ma nhân thì từ bên cạnh cho kiềm chế. Chờ đợi thiên ma thiếu chủ một một đem bọn hắn đều thu thập hết. Tiêu Phàm nguyên lai tưởng rằng màu xanh sẫm ma nhân sẽ cái thứ nhất đối phó chính mình. Không nghĩ tới lại mất được rồi. Suy nghĩ kỹ một chút, màu xanh sẫm ma nhân an bài như thế rất là hợp lý. Đã nhận định Tiêu Phàm là trong 6 người người mạnh nhất, vậy sẽ phải đem hắn đặt ở cuối cùng đối phó. Trước đem 5 người khác đều cầm xuống lại nói. Bằng không mà nói, vừa lên đến liền đối đầu người mạnh nhất, cũng không biết muốn đánh tới khi nào. Có lẽ còn không có cầm xuống Tiêu Phàm, bên kia toa liền đã có người phá vây mà đi. Cứ việc thiên ma thiếu chủ đối thiên ma huyễn cảnh cực kỳ tự tin, nhưng trừ cửu bọn người, nhưng cũng không có một cái tên soàng xính, nhất là đều là siêu cấp đại tông môn người thừa kế. Tùy thân mang theo các loại bảo vật, tuyệt không tầm thường hậu kỳ đại tu sĩ có thể so sánh. Nói không chừng liền có cái gì pháp bảo nghịch thiên, có thể đột phá huyễn cảnh. Các hạ hay là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, các ngươi tuyệt không phải thiếu chủ địch thủ. Cùng giai tu sĩ. Từ không có người từ dưới tay hắn đào tẩu qua, Tiêu Phàm đối diện tên kia mặt đỏ hậu kỳ đại ma tôn, cười hắc hắc nói, ngữ khí 10 điểm nhẹ nhõm. Cũng không trách hắn tự tin như vậy, tại thiên ma trong ảo cảnh, 4-1, còn chỉ cần cuốn lấy Tiêu Phàm một đoạn thời gian, lại không có so đây càng nhẹ nhõm tự tại nhiệm vụ. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái, nháy mắt liền đến tên kia Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ trước mặt, cổ tay khẽ đảo. Một thanh thanh kim sắc trường kiếm nổi lên, một kiếm liền chém xuống. Kia Nguyên Anh trung kỳ ma nhân giật nảy cả mình, lại nghĩ không ra Tiêu Phàm nói đánh là đánh, ngay cả nửa câu đều chẳng muốn nói. Tiêu Phàm động tác thực tế quá nhanh, hắn ngay cả nửa điểm suy nghĩ thời gian đều không có, chỉ có thể bản năng khoát tay, giơ lên trong tay binh khí nghênh kích đi lên. Răng rác, thanh kim sắc trường kiếm bỗng nhiên đứt gãy, vỡ ra thành 10+ phiến. Nguyên Anh trung kỳ ma nhân không khỏi trợn mắt hốc mồm. Lại cũng không nghĩ ra, sẽ là kết quả như vậy. Trong lúc này, nhất định có cái gì không đúng. Chỉ tiếc, hắn còn không có nghĩ rõ ràng đến cùng có cái gì không đúng, vỡ thành 10+ phiến thanh kim sắc trường kiếm, đã hóa thành 12 chuôi thanh đoản kiếm màu vàng, đồng loạt cắt mà xuống, lưỡi kiếm phía trên, lóng lánh tử vong hàn quang. Sư huynh, cứu mạng,
Chấm ngoặc kép, Nguyên Anh trung kỳ ma nhân trong chốc lát dọa đến hồn phi thiên bên ngoài, cái gì cũng không kịp làm, chỉ có thể như thế thét lên nửa tiếng, lập tức tiếng thét chói tai liền im bặt mà dừng, biến thành một tiếng ngắn ngủi rú thảm. Thanh kim sắc quang mang hiện lên, máu tươi vẩy ra, nháy mắt một cái này tu vi không kém Nguyên Anh trung kỳ ma nhân, liền bị cắt thành vô số khối vụn. Một đạo cao mấy tấc lục sắc Nguyên Anh từ khối vụn bên trong bắn ra, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, liền hướng nam mặt đỏ hậu kỳ ma tôn bay đi. Phích lịch một tiếng, một đạo tia chớp màu bạc lướt qua, còn không tới kịp thi triển thuấn di chi thuật lục sắc Nguyên Anh, ngay tại lôi điện phía dưới, hôi phi yên diệt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiêu Phàm một kích thành công, dưới chân không chút nào dừng lại, độn quang lóe lên, nháy mắt liền tới kia hai tên Nguyên Anh sơ kỳ ma nhân trước mặt. Kia hai tên Nguyên Anh sơ kỳ ma nhân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua Tiêu Phàm, hoàn toàn bị cái này phích lịch thủ đoạn dọa sợ, căn bản liền chưa tỉnh hồn lại. Chờ bọn hắn rốt cục kịp phản ứng thời điểm, một cỗ Thái Sơn áp đỉnh lực lượng hủy diệt đã vào đầu bao phủ xuống. Long tượng nặng tay, Tiêu Phàm trầm giọng quát khẽ, phốc một tiếng, đáng thương hai tên Nguyên Anh sơ kỳ ma nhân, ngay cả gọi cũng không kịp kêu một tiếng, cứ như vậy bị long tượng nặng tay cự lực đánh cho đứt gân gãy xương, biến thành máu thịt be bét một đoàn, ngay cả Nguyên Anh đều không thể trốn tới. Tên kia mặt đỏ đại ma tôn hai mắt chừng phải so châu trứng còn lớn hơn, gắt gao tiếp cận Tiêu Phàm, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Đây cũng quá gọn gàng. Chương 1385, không phải là đối thủ. Thiên ma ảo cảnh một chỗ khác, Hoàng Tuyền thiếu quân mặt mũi tràn đầy âm trầm, ống tay áo lắp một cái, số cỗ khôi lỗi từ chữ vật vòng tay bên trong bắn ra, quay chung quanh tại bên cạnh hắn. Cái này mấy đầu khôi lỗi hình dạng khác nhau, có giống sư tử lão hổ cùng mãnh thú, cũng có giống tê giác cự viên cùng man thú, càng có một đầu thân sinh hai cánh trời giống chim khôi lỗi, mỗi đầu khôi lỗi đều có Nguyên Anh sơ kỳ khí tức. Nguyên Anh kỳ khôi lỗi, tại tu chân giới vốn cũng không thấy nhiều, Hoàng Tuyền thần điện cố nhiên lấy am hiểu chế tạo khôi lỗi chứ danh, nhưng một hơi thả ra năm đầu Nguyên Anh kỳ khôi lỗi, cũng có thể xưng là đại thủ bút. Ngay cả đứng tại hắn đối diện cách đó không xa Thiên Ma thiếu chủ, đều hai mắt khẽ híp một cái, nói thủ bút thật lớn. Hoàng Tuyền thần điện không hổ là ma đạo thập đại tông một trong, quả thật là tài đại khí thô. Nói thật, đơn độc một đầu khôi lỗi sức chiến đấu cũng không thế nào cường hãn, một đầu Nguyên Anh sơ kỳ khôi lỗi, thường thường không phải cùng giai tu sĩ đối thủ. Năm đầu Nguyên Anh sơ kỳ khôi lỗi, tại Thiên Ma thiếu chủ trong mắt, chẳng đáng là gì. Nhưng nếu như lại thêm một cái Nguyên Anh hậu kỳ Hoàng Tuyền thiếu quân, vậy liền coi là chuyện khác. Hiệp trợ tác chiến thời điểm, vô tri vô biết, hung hãn không sợ chết khôi lỗi, tuyệt đối so năm tên có máu có thịt Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ muốn đáng sợ nhiều lắm. Thử nghĩ đối thủ toàn lực cùng Hoàng Tuyền thiếu quân chém giết thời điểm, năm đầu khôi lỗi không muốn sống hướng trước mặt vọt tới, thậm chí không tiếc tự bạo, ra sao chờ nguy hiểm. Bất quá, nếu như Hứa đạo hữu chỉ có như thế một điểm áp đáy hòm thủ đoạn lời nói, muốn thu thập ngươi, cũng là không khó. Thiên Ma thiếu chủ hắc hắc một trận cười lạnh, nói. Nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ trước hết nhất đối đầu Trần Tuyết Băng. Có vẻ như hắn là thật đối vị kia thái cực thiếu chủ bất mãn, ai ngờ cái thứ nhất đối đầu, lại là Hoàng Tuyền thiếu quân. Ngẫm lại cũng không kỳ quái, Hoàng Tuyền thiếu quân tinh thông pháp trận, mặc dù thiên ma huyễn cảnh thần kỳ vô so, mình toàn lực đối phó người khác thời điểm. Khó tránh khỏi sẽ có sơ hở, nếu là bị cái này Hoàng Tuyền thần điện thiếu chủ thừa cơ rời khỏi, coi như không hoàn mỹ. Thiên ma thiếu chủ là rất truy cầu hoàn mỹ người, trước cầm xuống Hoàng Tuyền thiếu quân, đem nguy hiểm tiêu diệt tại nảy sinh trạng thái. Lại bình tĩnh thu thập những người khác, rất tốt. Có đúng không, vậy liền chờ ngươi thắng lại nói miệng không muộn. Hoàng Tuyền thiếu quân hừ lạnh một tiếng, cổ tay khẽ đảo, một cái màu ngà sữa bình bát nổi lên, nâng ở trong lòng bàn tay. Thiên ma thiếu chủ dứt khoát hai tay ôm ngực, mỉm cười nhìn qua hắn, kia vẻ ngạo nhiên, quả thực có thể đem người phổi đều tức điên. Hoàng Tuyền thiếu quân tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, bỗng dưng lật tay một cái bên trong bình bát, rầm rầm, dòng nước chi tiếng nổ lớn. Một cỗ thanh tịnh trong suốt cột nước, từ bình bát bên trong phun ra ngoài. Trong nháy mắt liền như là hồng thủy cuồn cuộn, hướng về thiên ma thiếu chủ càn quét mà đi. Bên cạnh hắn năm đầu khôi lỗi, cũng tại thời khắc này lách mình mà động, nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Ngập trời hồng thủy khoảnh khắc đem thiên ma thiếu chủ bao vây lại. Tật, Hoàng Tuyền thiếu quân một tiếng quát lớn. Bỗng nhiên ở giữa, thanh tịnh trong suốt hồng thủy, hiện lên từng tia sương mù. Bốn phía không khí bỗng nhiên hạ xuống. Thoáng qua thiên ma thiếu chủ thân hình cao lớn liền bị triệt để băng phong, hóa thành một cái màu xanh sẫm băng điêu, tại một khối to lớn băng cứng bên trong. Lộ ra cực kỳ quỷ dị,
Cùng lúc đó, năm đầu khôi lỗi tại băng điêu trên không nổi lên, rất hiển nhiên, là chuẩn bị tại thiên ma thiếu chủ phá vây thời điểm, bỗng nhiên cho hắn hung hăng một kích. Lại không nghĩ rằng, hoàng thuyền hàn băng nhất cử kiến công, không cần đến bọn chúng xuất thủ, thiên ma thiếu chủ liền bị đông lại. Dễ dàng như vậy đắc thủ, hoàng thuyền thiếu quân không khỏi sửng sốt một chút, trên mặt không có chút nào vẻ vui mừng, ngược lại mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Mặc dù hắn cũng không hoài nghi mình bản mệnh pháp bảo uy lực, nhưng thiên ma thiếu chủ lúc trước bày ra cường đại sức chiến đấu để hắn bằng trực giác cũng có thể biết, trong lúc này khẳng định có vấn đề. Không có khả năng dễ dàng như vậy liền chế trụ tên này đại địch. Nhưng vào lúc này, hoàng tuyền thiếu quân nhìn thấy, băng phong tại cự băng chi bên trong thiên ma thiếu chủ cao lớn màu xanh sẫm thân thể, bỗng nhiên vỡ nát, hóa thành điểm điểm mảnh vỡ, tiêu tán thành vô hình. Huyễn thuật, chấm ngoặc kép, hoàng tuyền thiếu quân lập tức hiểu được, kinh hãi. Chỉ nghe hắc hắc một trận cười khẽ, một đạo mực thân ảnh màu xanh lục, bỗng nhiên liền ở bên người nổi lên, trước đó không có nửa phân dấu hiệu. Kỳ thật tại xác định băng phong chính là một cái bóng mở về sau. Hoàng tuyền thiếu quân liền đã đề cao gấp trăm lần cảnh giác, bất đắc dĩ thiên ma thiếu chủ thuấn di chi thuật thực tế quá mức huyền diệu, thậm chí ngay cả nửa chút đoan nghê đều không phát hiện được, thậm chí liên tục né tránh thời gian đều không có, trực tiếp liền đến bên cạnh hắn không đủ ba bước chỗ. Cơ hồ là mặt đối mặt, cái mũi đối cái mũi, con mắt đối với con mắt. Từ khi hoàng tuyền thiếu quân thành tài đặt chân giang hồ về sau, còn chưa hề để cho địch nhân sát lại như vậy chi gần. Thiên ma bách biến, danh bất hư truyền. Lúc này, hoàng tuyền thiếu quân chỉ tới kịp lật tay một cái cổ tay, cầm trong tay bản mệnh pháp bảo xem như một cục gạch, dùng sức hướng thiên ma thiếu chủ đập tới. Đường đường hoàng tuyền thần điện thái tử, uy chấn một phương nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, vậy mà sử xuất dạng này, ngây thơ, đấu pháp đến, giản làm cho người ta cười đến rụng răng. Nhưng đây là hoàng tuyền thiếu quân duy nhất có thể làm động tác. Ngay sau đó, chỉ cảm thấy kình phong đập vào mặt, ngực đau đớn một hồi, cả người liền bay lên. Trực tiếp về sau bay ngã ra ngoài. Người còn giữa không trung, liền, oa oa, liên thanh, liên tiếp phun ra hai ngụm máu tươi. Một trương mặt đỏ biến thành tái nhợt nhan sắc, cho đến lúc này, kia năm đầu khôi lỗi mới hướng về thiên ma thiếu chủ kích xạ mà đến, hoàng tuyền thiếu quân muốn ngăn cản, vô luận như thế nào đều đã không kịp. Không có hắn bản tôn phối hợp, năm đầu nguyên anh sơ kỳ khôi lỗi xông lên, tuyệt đối chỉ là muốn chết. Thiên ma thiếu chủ cười hắc hắc, thân thể nhoáng một cái. Mấy đạo nhân ảnh biến ảo mà ra, mỗi một bóng người đều tản mát ra cường đại đến cực điểm khí tức, không chút nào tại bản tôn phía dưới. Hoặc là nói, hắn chỉ cần thi triển ra thiên ma bách biến, liền rốt cuộc không phân rõ, không phải bản tôn không phải huyễn ảnh. Mỗi một đạo huyễn ảnh, cũng có thể là bản tôn, đây mới là thiên ma bách biến chân chính đáng sợ chỗ. Thử nghĩ đối thủ cường đại hơn nữa, cũng không thể đồng thời và mấy chục trên trăm tên cùng giai tu sĩ đối địch. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Liên tiếp bạo liệt chi tiếng vang lên, như là năm đóa hoa mỹ pháo hoa, trong hư không một một nổ tung, nhìn qua khí thế hùng hổ đánh tới năm đầu khôi lỗi, trong nháy mắt liền bị đánh nổ. Hoàng tuyền thiếu quân trong lòng lại là sợ hãi lại là thương tiếc, kém chút lại hoa một tiếng, một ngụm lão huyết phun sắp xuất hiện tới. Hắn lúc trước luyện chế những khôi lỗi này, không biết hao phí bao nhiêu tinh lực, ai ngờ một chút tác dụng đều không có cử đi, cứ như vậy bị người hủy phải không còn một mảnh. Nhất là khiến người buồn bực là những khôi lỗi này vốn là có tự bạo công năng. Tự bạo thời điểm, uy lực kinh người, dù coi như là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng không dám đón đỡ. Dưới mắt lại cùng thiên ma thiếu chủ mấy đạo ảo ảnh đồng quy vô tận, như vậy uổng phí hoàng tuyền thiếu quân một phen tâm huyết. Cùng hoàng tuyền thiếu quân chật vật hoàn toàn khác biệt, thiên ma thiếu chủ lại là mỉm cười mà nhìn xem năm đầu khôi lỗi một một bạo liệt. Liền phảng phất đang thưởng thức mới ra vở kịch, đợi đến cuối cùng một đầu khôi lỗi cùng huyễn ảnh đồng quy vô tận. Lúc này mới hài lòng thở dài, nghiêng đầu lại, nhìn về phía miễn cưỡng đứng vững thân thể hoàng tuyền thiếu quân, vừa cười vừa nói, hứa đạo hữu, lúc trước ta diệt sát lâu võ thời điểm. Cảm thấy hắn thực tế quá yếu, nghe nói còn là các ngươi Nam Châu đại lục mạnh nhất đại tu sĩ, coi là thật có chút buồn cười. Hiện tại xem ra, lâu thành chủ vẫn rất có hai lần, không hổ là các ngươi cái này một giới đại tu sĩ thứ nhất. Cái này lời ngầm, cho dù ai đều hiểu, lâu võ rất yếu. Các ngươi liền càng là yếu bạo. Hoàng tuyền thiếu quân mặt tái nhợt, bỗng nhiên lại đỏ bừng lên. Chỉ là, trong lòng của hắn không phục nữa, lại cũng không thể không thừa nhận, đơn đả độc đấu. Mình quả thật không phải là đối thủ của người nọ, kém đến quá xa, dù là hắn không tiếc tự tổn tu vi, đem chân chính áp đáy hòm cứu mạng tuyệt kỹ làm sắp xuất hiện đến, chỉ sợ cũng vẫn là sẽ bị người này tiện tay phá vỡ, không được cái tác dụng gì.
một cỗ tuyệt vọng cảm giác bất lực, bỗng nhiên xông lên đầu. Nhược quả là tại địa phương khác, đánh không lại còn có thể chạy, không thể trêu vào lẫn mất lên. Tại cái này thiên ma trong ảo cảnh, ngay cả tránh đều không trốn thoát. Tốt, Hứa đạo hữu không giữ quy tắc làm một điểm đi, chỉ cần ngươi thức thời, ta cũng không có ý định thật tổn thương ngươi. Thiên ma thiếu chủ sầm mặt lại, thiếu dung trong chớp nhoáng thu vào, lạnh lùng nói. Dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền hướng Hoàng Tuyền thiếu quân bên kia chậm rãi phiêu quá khứ, thần thái 10 điểm đương nhiên, như có lẽ đã đem Hoàng Tuyền thiếu quân coi là tù binh của hắn, chỉ cần giơ tay liền có thể chế trụ. Hoàng Tuyền thiếu quân đỏ bừng lên sắc mặt nháy mắt lại biến thành trắng bệch, rất nhanh lại biến thành xanh xám, trong mắt cực nhanh hiện lên một vòng kiên quyết chi sắc, tay trái bấm quyết, xoay tay phải lại, liền muốn đem mạnh nhất liều mạng thủ đoạn xuất ra. Mặc dù biết rõ cứ như vậy, sẽ cho mình tạo thành to lớn tổn thương, thậm chí sẽ trực tiếp đánh rớt một cảnh giới, trong lúc này, lại là không lo được. Coi như liều mạng vẫn như cũ không phải là đối thủ của người nọ, coi như liều mạng về sau vẫn không chỗ có thể trốn, nhưng lại không thể không làm sao cùng liều mạng một lần. Đường đường Hoàng Tuyền thần điện thiếu quân ngạo khí không thể mất. Bằng không mà nói, dù là ngày sau trùng hoạch tự do, cái này uốn gối đầu hàng cảm giác nhục nhã, cũng sẽ vĩnh viễn rửa sạch không xong, trở thành hắn cả một đời tâm ma, tu vi lại khó có tấc tiến vào. Uốn gối đầu hàng cùng kiệt lực bị bắt, kia là hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Hắc hắc, Hứa đạo hữu, còn muốn liều mạng à? Ta khuyên ngươi, không muốn làm cái này vô dụng sự tình, trừ để chính ngươi nguyên khí trọng thương, không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hoàng Tuyền thiếu quân cái này một hệ liệt thần thái biến hóa, tự nhiên đã sớm rơi vào thiên ma thiếu chủ trong mắt, không khỏi cười lạnh nói. Lập tức thân thể nhoáng một cái, thoáng qua liền đến Hoàng Tuyền thiếu quân trước mặt, nhấc tay vừa nhấc, hóa làm một con lớn gần trượng cự thủ, lăng không bắt xuống dưới. Hoàng Tuyền thiếu quân chỉ cảm thấy một cỗ cự lực vào đầu chấn áp xuống, nháy mắt toàn thân đều bị gắt gao cầm cố lại, ngay cả một đầu ngón tay đều khó mà di động. Cẩu tặc, Hoàng Tuyền thiếu quân vừa tức vừa gấp, gầm thét lên tiếng, hai mắt như muốn phun ra lửa. Đây là ngay cả cơ hội liều mạng cũng không cho a. Thiên ma thiếu chủ khóe miệng kéo một cái, màu xanh sẫm trên mặt, hiện lên rõ ràng khinh miệt chi ý. Trong mắt hắn, đối thủ chân chính, chỉ sợ sớm đã khóa chặt những cái kia ngộ linh kỳ lão quái vật, cùng giai tu sĩ, đều chỉ là sâu kiến mà thôi. Đây mới thực sự là đại tu sĩ đệ nhất. Đúng lúc này, ba, một tiếng vang nhỏ, phảng phất bong bóng bỗng nhiên bắn nổ thanh âm, một nói bóng người màu trắng, bỗng nhiên xé rách thiên ma ảo cảnh không gian bình chướng, nổi lên, đồng thời một cỗ đại lực mãnh liệt mà đến, cùng thiên ma thiếu chủ thủ hạ luồng sức mạnh lớn đó đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hoàng Tuyền thiếu quân chỉ cảm thấy bao phủ trên người mình luồng sức mạnh lớn đó bỗng nhiên biến mất, cả người nháy mắt bình di hơn 10 trượng xa, lập tức nhảy lên một cái, kinh nghi bất định hướng na bên cạnh nhìn lại. Quan trọng trước mắt xuất thủ tương trợ, chính là Tiêu Phàm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1385.